chương 2736 về ngọc thư nói xong, hít sâu một hơi cuối cùng, sau đó chết ngay tại chỗ. Nữ tiên người mặc im lặng. Nàng nhìn chằm chằm về một hướng, đó chính là hướng của thiên đình. Ánh mắt của nàng mang theo sự ngưng trọng và trang nghiêm trước nay chưa từng có. Thiên đình. Toàn bộ màn thứ ba của mộng cảnh khí đạo, phương nguyên hoàn toàn biến thành quần chúng. Nhưng khi màn thứ ba hoàn thành, mộng cảnh khí đạo cũng tiêu tán vô tung, phương nguyên thăm dò hoàn tất. Mộng cảnh này trước khó sau dễ, hai màn trước không ngừng thất bại tích lũy kinh nghiệm cho dù ta có sát chiêu giải mộng cũng không dùng được nhưng đến màn cuối cùng hoàn toàn không cần ta ra tay đã có thể thông qua đây là lần phương nguyên biến thành quần chúng thoải mái nhất nếu nhiều lần được nhìn quá khứ như thế việc thăm dò mộng cảnh sẽ trở thành sự kiện mỹ diệu đến cỡ nào thời đại mộng cảnh này không phải viễn cổ mà là thượng cổ thiên đình ánh mắt phương nguyên trở nên phức tạp cho dù hắn là địch của thiên đình cũng không thể không thừa nhận sự vĩ đại của thiên đình chợt ánh mắt của hắn nhìn khắp nơi đang đóng băng lạnh lẽo cho dù vĩ đại thì sao nếu chặn đường của ta ta cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực diệt trừ ngươi thăm dò mộng cảnh thành công phương nguyên tấn thăng thành tông sư khí đạo trình độ tiến bộ đúng là hơi lớn dù sao cảnh giới khí đạo của phương nguyên trước đó hoàn toàn một nghèo hai trắng rất bình thường khó trách vệ ngọc thư trong giấc mộng lại có được ân sủng không ngừng của vương nữ người mặc có lẽ thiên tư và tài năng của y cũng là một trong những nguyên nhân lần này thăm dò mộng cảnh trải nghiệm lớn nhất của phương nguyên không phải mộng cảnh không phải thiên đình mà là hồn phách của hắn hoang hồn sau khi thành tựu hoang hồn thăm dò mộng cảnh lại càng thêm dễ dàng đổi lại khi còn là nhân hồn thương tích khi thăm dò mộng cảnh tất nhiên nặng hơn nhiều mặc dù có cổ can đảm có thể khôi phục nhưng lại ảnh hưởng đến hiệu suất thăm dò mộng cảnh linh quang bỗng nhiên lóe lên trong đầu phương nguyên có lẽ nếu ta lợi dụng thuần mộng cầu chân thể thăm dò mộng cảnh mức độ hồn phách bị thương sẽ còn ít hơn so với bây giờ cũng giống như phương nguyên tu hành trong cốc lạc phách bị gió lạc phách quét qua một khi hồn phách của phương nguyên trốn vào nhục thân uy năng của gió lạc phách cũng giảm xuống nếu phương nguyên sử dụng thuần mộng cầu chân thể mang theo hồn phách tiến vào mộng cảnh thăm dò hồn phách của hắn sẽ được nhục thân bảo vệ nghiêm ngặt nhục thân bình thường sẽ không cách nào ngăn được sức mạnh của mộng cảnh nhưng thuần mộng cầu chân thể lại khác đáng tiếc là vận dụng thuần mộng cầu chân thể nhập mộng như thế nào phương nguyên vẫn còn chưa có phương pháp chính xác nếu trực tiếp điều động thuần mộng cầu chân thể vào mộng cảnh thuần mộng cầu chân thể ra vào tự do không chịu mộng cảnh quấy nhiễu nhưng cùng lúc sẽ không có cách nào đắm chìm trong nội dung của mộng cảnh chính là không thể nào thăm dò mộng cảnh tiếp theo sẽ thăm dò mộng cảnh băng tuyết đạo phương nguyên di chuyển ánh mắt bên trong tiên khiếu trí tôn của phương nguyên đã chứa không ít mộng cảnh mộng cảnh khí đạo có quy mô lớn nhất đã tiêu tán mộng cảnh liên quan đến băng tuyết đạo thay thế vào trở thành mộng cảnh có quy mô lớn nhất. Ngoại trừ mộng cảnh này còn có một số mộng cảnh khác như khí đạo, kiếm đạo, mộc đạo. Ta có hoang hồn, hiệu suất thăm dò mộng cảnh tăng lên rất nhiều. Kho tàng mộng cảnh này, trước đó ta còn cảm thấy không tệ, bây giờ lại thấy hơi ít. Đồng thời, phân loại mộng cảnh lại giải rác. Ha ha, đây chính là chỉ khúc do động tay động chân. Trong lòng phương nguyên sáng như tuyết. Mặc dù chỉ khúc do không chấm dứt giao dịch với phương nguyên, nhưng ông ta lại âm thầm khống chế đại trận, bởi vì ông ta đã đạt được không ít thành quả mộng đạo cho nên đã có thể phân loại được chủng loại của mộng cảnh nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha vì thế khi ông ta giao dịch với phương nguyên đều tận lực khống chế tận lực giao dịch những mộng cảnh lưu phái khác biệt nhau cho phương nguyên mộng cảnh nhân đạo mà phương nguyên muốn một cái cũng không có khí đạo băng tuyết đạo cũng không nhiều nhưng những mộng cảnh này đều hữu dụng với phương nguyên cho dù là mộng cảnh trụ đạo luyện đạo chỉ cần không phải mộng cảnh kiếp trước đã thăm dò qua là được dù sao cảnh giới tối cao của phương nguyên chỉ là chuẩn vô thượng vẫn còn không gian để lên cao phương nguyên ai đến cũng không từ chối số mộng cảnh này đều có thể giúp hắn gia tăng cảnh giới nếu tấn thăng toàn lưu phái lại không có nhược điểm cũng là chuyện rất tốt tương lai chiếm đoạt tiên khiếu cũng không lo phương diện này chế ước khi phương nguyên thăm dò mộng cảnh cổ tiên người lông cũng đã có được thành quả phương nguyên đại nhân chúng ta đã luyện thành tiên cổ rồi mao lục dâng lên một con tiên cổ con tiên cổ này giống như giọt nước lóe lên ánh sáng màu lam sáng chói cầm trong tay có cảm giác trơn nhãn lạnh buốt đây là tiên cổ trụ miêu cấp độ lục chuyển mặc dù trong khoảng thời gian này phương nguyên cần luyện tiên cổ vận đạo nhưng con tiên cổ trụ miêu vẫn là cổ trùng nằm trong kế hoạch số lượng tiên cổ của phương nguyên đã vượt qua hơn trăm con nhưng hắn vẫn nuôi nổi có tài nguyên lại tài đại khí thô cho nên tiên cổ càng nhiều càng tốt trước kia hắn cũng đã tiếp xúc với tiên cổ trụ miêu nó đã từng là tiên cổ của Tiên Cương Đông Hải Tô Bạch Mạn, có thể tiêu ký điểm thời gian. Về sau Tô Bạch Mạn chết, tiên cổ trụ Miêu bị Ảnh Tông thu lấy, nhưng đã hao tổn trong cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên. Lần này, Phương Nguyên lệnh cho cổ tiên người lông luyện chế lại lần nữa. Tiên cổ trụ Miêu phối hợp với Xuân Thu Thiền có thể hình thành sát chiêu, giúp Phương Nguyên trùng sinh tại một điểm thời gian đặc biệt. Giá trị của sát chiêu này cực cao. Đối với trước mắt mà nói, Phương Nguyên hoàn toàn có thể tiêu ký điểm thời gian hiện tại sau đó không ngừng thăm dò mộng cảnh cái gì cũng mặc kệ đến một giai đoạn nhất định hắn có thể lợi dụng sát chiêu này trở lại quá khứ một lần nữa quay lại thời điểm này để thăm dò mộng cảnh khác cảnh giới lưu phai có thể tính gộp lại phương nguyên có thể dựa vào chiêu này không ngừng tích lũy cảnh giới đáng tiếc là nếu sử dụng sát chiêu này thì không thể sử dụng sát chiêu xuân thu tất thành không có trăm phần trăm thành công sẽ có xác suất thất bại một khi đụng vào giống như tự sát sẽ bị thế nhân cười đến chết mặc dù cảnh giới trụ đạo của phương nguyên cao đến chuẩn đại tông sư còn có vầng sáng trí tuệ nhưng chướng ngại ở đây cũng không phải bắt nguồn từ bản thân hắn nếu ta đoán không sai mặc dù cổ số mệnh bị tổn thương nhưng không chết chính là vì nó chế ước hiệu quả sát chiêu tiên cổ trụ miêu dung nhập vào sát chiêu xuân thu tất thành lợi dụng xuân thu thiền trùng sinh chính là chui qua lỗ thủng của thế giới nhưng việc nhiễu loạn sự thật thay đổi quá khứ ảnh hưởng cân bằng thiên ý không cho phép chuyện như vậy phát sinh đối với phương nguyên mà nói sử dụng trụ miêu phối hợp với xuân thu thiền sát chiêu vừa lúc có thể chui qua sơ hở này hoặc sử dụng xuân thu tất thành cũng có thể làm được tương tự nhưng nếu cả hai trộn lận lỗ thủng sẽ trở nên nhỏ như vậy chỉ khi nào cổ số mệnh hoàn toàn bị hủy diệt trụ miêu dung hợp vào xuân thu tất thành mới có hiệu quả đủ loại sát chiêu bên trong chân truyền hồng liên chính là như vậy cho dù dung hợp quán thông các sát chiêu giúp cho y năng lớn hơn nhưng vận dụng thực tế ngược lại không có hiệu quả tốt phân thân long nhân đã vượt qua một lần thiên kiếp còn có mấy chục lần địa tai tu vi tăng vọt liên tục phương nguyên vì nhanh chóng gia tăng tu vi đã sử dụng sát chiêu trụ đạo gia tăng tốc độ thời gian bên trong tiên khiếu của phân thân long nhân trước mỗi lần tai kiếp phương nguyên đều sử dụng thủ đoạn để biết được nội dung tai kiếp từ đó lo trước khỏi họa dưới thực lực mạnh mẽ của phương nguyên thiên kiếp hoàn toàn không mang lại bất kỳ uy hiếp nào chỉ trở thành nghi thức ban đầu giúp phân thân long nhân của phương nguyên tăng thêm đạo ngân mà thôi phương nguyên có thủ đoạn trụ đạo quan trọng là còn có sát chiêu thạch động thiên cơ khiến cho thiên ý hạ xuống tai kiếp cũng vô pháp xuất kỳ chế thắng dưới thực lực hùng hậu của hắn uy năng tai kiếp hoàn toàn không đáng chú ý bây giờ phương nguyên không những có thể giúp nâng cao tu vi cổ sư hơn nữa ngay cả tu vi cổ tiên cũng có thể gia tăng nhanh chóng nhưng phương pháp này không đáng nhắc đến bởi vì chi phí vô cùng cao sát chiêu gia tăng tốc độ thời gian bên trong tiên khiếu cao đến bắt chuyển tiêu hào rất nhiều tiên nguyên bắt chuyển sát chiêu thạch động thiên cơ cũng không phải cổ tiên trí đạo bình thường có thể thúc dùng cộng thêm nỗ lực mỗi lần độ kiếp đủ loại thêm vào nhưng chỉ tạo ra được một phân thân long nhân tu vi lục chuyển hoặc thất chuyển đầu tư và sản xuất hoàn toàn là quan hệ từ không thành có nếu không phải vì mưu đồ long cung phương nguyên cũng không muốn tạo ra phân thân long nhân như vậy phong hỏa đài nam cương trải đến hừng hực khí thế cổ tiên chính đạo nam cương cũng bắt đầu ầm ĩ không ngớt yêu cầu phương nguyên thả một số người để chứng tỏ thành ý của hắn thế là phương nguyên đã thả rực dương rực ra nhận được rực dương liền trợn tròn mắt bởi vì phương nguyên chỉ thả nhục thân rực dương còn hồn phách và tiên khiếu đều bị mất chỉ có nhục thân chẳng khác nào thi thể làm gì được chứ chính đạo nam cương hận càng thêm hận nhưng lại không thể làm gì được phương nguyên phương nguyên thuyết phục bọn họ nhục thân chỉ là bước đầu tiên để thể hiện thành ý của ta tiếp theo đến lượt các ngươi thể hiện thành ý của mình chính đạo nam cương đều cảm thấy tiền cảnh ảm đạm nếu phương nguyên muốn dùng con tin để tống tiền vậy thì hắn sẽ tống tiền đến mức nào đến ngày tháng năm nào thế là một trận kêu gào lại tiếp tục phương nguyên liền thay đổi thái độ trở nên cường ngạnh lạnh lùng uy hiếp từng nhà nếu muốn ta thả con tin ta sẽ thả cho thế lực đối địch với các ngươi đồng thời còn làm nhục cổ tiên nhà các ngươi đảm bảo gã ta nàng ta sau này không còn ngẩng đầu lên làm người được nữa vấn đề này phương nguyên đã làm qua kiếp trước lần này làm lại rất dễ dàng vô cùng quen thuộc truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé chính đạo nam cương lại càng sợ cũng không còn cách nào nhất là hạ gia và ba gia thái thượng đại trưởng lão của bọn họ đều bị phương nguyên bắt gia tộc khác tổn thất cũng là chiến lược quan trọng của bọn họ nếu không nghĩ cách cứu viện chính là đánh mất lòng người phương nguyên yêu cầu chính đạo xem mộng cảnh như thẻ đánh bạc giao cho hắn ban đầu chính đạo nam cương không đồng ý dù sao mộng cảnh cũng là đại diện cho tương lai nhưng phương nguyên lại cam đoan hắn yêu cầu không nhiều tuyệt không ngóc sạch thậm chí sẽ giữ lại hơn phân nửa cho chính đạo nam cương để tỏ lòng thành ý hắn đồng ý sau mỗi lần giao dịch mộng cảnh sẽ thả nhục thân của những vị cổ tiên bị bắt chính đạo nam cương không còn cách nào có thể nghĩ đành phải tiếp nhận phương án này trong lòng chỉ khúc do có chút lạnh ông biết đây là phản kích của phương nguyên còn có cảnh cáo thế là tống tiến chính đạo nam cương được tiến hành đến một cấp độ khác phương nguyên không hề thất tín cứ mỗi lần có được một nhóm mộng cảnh, hắn liền phóng thích nhục thân của một vị cổ tiên. Số mộng cảnh này so với hắn giao dịch với trì khúc do thì lớn hơn nhiều. Đồng thời, chủng loại cũng do phương nguyên lựa chọn cẩn thận. Tử vi tiên tử lo lắng vô cùng, nhiều lần đụng tay vào, ý đồ phá hỏng giao dịch nhưng không thành công. Sắp đến cuộc đại chiến tiếp theo rồi. Phương nguyên tính toán thời gian một chút, khống chế vạn niên đấu phi xa, một lần nữa tiến vào dòng sông thời gian. Hắn chủ động tiến hành trận đại chiến lần thứ hai bên trong dòng sông thời gian nhưng hắn không biết đã có một vị đại năng trụ đạo cố lục như đang chở hắn dòng sông thời gian phương nguyên khống chế vạn niên đấu phi xa vừa mới tiến vào không bao lâu cố lục như đã chủ động xuất hiện chặn đường ngươi chính là phương nguyên lão phu là cố lục như của thiên đình lần này ta đến là lấy cổ trên đầu ngươi xuống cố lục như ngồi ngay ngắn trên xe lăn sắc mặt tái nhợt như người bệnh nhưng ánh mắt lại rét lạnh như băng nói xong từng luồng ánh sáng màu xám trắng cực nhanh đánh tới phương nguyên rầm 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 luồng ánh sáng trắng nện xuống vạn niên đấu phi xa bị tiên cổ phòng bát chuyển này ngăn lại nhưng vạn niên đấu phi xa cũng lay động kịch liệt người này là đại năng bát chuyển trụ đạo sát chiêu của ông ta được tăng phúc quá nhiều bên trong dòng sông thời gian nội tình thiên đình quả nhiên không thể phỏng đoán lúc này mới qua được bao lâu đã lòi ra một lão bất tử quần tiên bên trong vạn niên đấu phi xa vô cùng kinh ngạc muốn lấy mạng của ta chỉ sợ ngươi không có bản lãnh này phương nguyên cười lạnh Lần đầu tiên thì hắn còn có chút kinh ngạc, nhưng nhìn lần thứ hai, hắn đã nhận ra người trước mắt. Trong cuộc đại chiến kiếp trước, trường sinh thiên tấn công thiên đình, băng tắc xuyên vì thủ tín với phương nguyên, đã thông báo tình hình chiến đấu của thiên đình cho hắn biết. Cố lục như trong trận đại chiến đó cũng đã thức tỉnh và tham dự. Cho nên, phương nguyên đã nhanh chóng nhận ra được lai lịch của cố lục như, thậm chí ngay cả thủ đoạn của ông ta cũng biết rất rõ ràng. Lúc này, Phương Nguyên đã thôi động vạn niên đấu phi xa giao thủ với Cố Lục Như. Kịch chiến bộc phát, đánh cho dòng sông xung quanh phun trào phát động kinh đảo hãi lãng chiêu thức của cố lục như tinh diệu phục bút liên tục rõ ràng là đại năng trụ đạo hình như còn có phong cách trí đạo trên thực tế cố lục như chủ tu trụ đạo kiêm tu trí đạo phương nguyên giao thủ với ông giống như đánh cờ với một kỳ thủ thực lực cao tuyệt chỉ cần không chú ý một chút sẽ rơi vào tiết tấu của đối phương rơi vào trong cạm bẫy khác cũng may phương nguyên biết phong cách chiến đấu của cố lục như vạn niên đấu phi xa lại ngang ngược vô lý nhiều lần đánh thẳng phá hư bố cục của cố lục như đánh lâu không có kết quả cố lục như lựa chọn rút lui ngươi không phải muốn lấy tính mạng của ta sao phương nguyên quát lạnh đứng trên mũi tàu thừa thế truy kích cố lục như cười lạnh lão phu không vội ngươi vội cái gì phương nguyên ngươi không hổ danh là ma đầu văng danh thiên hạ đích thật là có chút tài năng chờ ta quay lại suy nghĩ thấu chiếc thuyền nhỏ này của ngươi khi đó ta sẽ đến lấy mạng của ngươi mặc dù nửa người bên dưới của ông bị liệt nhưng chiếc xe lăn lại là một tiên cổ phòng đặc biệt. Hai bánh xe nhanh chóng chuyển động, mang theo cố lục như chạy nhanh trên mặt sông, tốc độ vô cùng cao. Phương Nguyên Đại Nhân, hãy để chúng ta thôi động sát chiêu kích Lưu Dũng Tiến. Có cổ tiên dị nhân đề nghị, sát chiêu kích Lưu Dũng Tiến, có thể làm cho nước sông thời gian chung quanh vạn niên đấu phi xa, thay đổi hướng chảy, trợ giúp vạn niên đấu phi xa trôi nhanh hơn, bộc phát tốc độ kinh người. Không cần sốt ruột, tinh mang lấp lóe trong mắt Phương Nguyên. Từ chối đề nghị này, sử dụng kiếm phá hiểu là được. Không ai dám can đảm phản bác mệnh lệnh của Phương Nguyên. Khí thế vạn niên đấu phi xa lại tăng lên một thành, lóe lên ánh sáng màu trắng trùng thiên. Ánh sáng màu trắng kiến tạo nước sông thời gian, từ trong nước sông phản xạ từng sợi tia sáng màu bạc. Tia sáng màu bạc nhanh chóng ngưng tụ thành hình, hóa thành hình dáng lợi kiếm, mãnh liệt bắn ra. Đây là Cố Lục Như đang ở đằng trước tất nhiên cũng chú ý động tĩnh của Phương Nguyên, lập tức phát hiện ra suy nghĩ trong đầu ông ta liên tiếp nảy sinh, nhanh chóng suy tính. Sát chiêu trụ đạo này là lần đầu tiên Phương Nguyên sử dụng. Quả thật tinh diệu. Hắn mượn nước sông thời gian, luyện ra một sức mạnh trụ đạo sắc bén nhất. Cố lục như giật mình, âm thầm kinh ngạc cho uy năng của sát chiêu này. Cấp độ bản thân sát chiêu cao đến bắt chuyển, Phương Nguyên lại dựa vào dòng sông thời gian để sáng tạo, từ đó uy năng lại càng cao hơn mấy lần, viễn siêu hơn sát chiêu bát chuyển bình thường. Tên ma đầu Phương Nguyên này, tài năng quả nhiên kinh khủng không chỉ có lợi dụng sông nghịch lưu bây giờ còn nghiên cứu dòng sông thời gian cố lục như lại càng kiêng kỵ phương nguyên hơn nhưng sát cơ lại tăng lên không thể giữ lại tên ma đầu này nhất định phải toàn lực diệt trừ nếu không ngày sau chính là họa lớn trong lòng vèo 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 từng thanh phi kiếm màu bạc bắn về phía cố lục như cố lục như rất nhanh bị thương sát chiêu phòng ngự của ông ta khó mà cản lại được phong mang phi kiếm giết giết ông ta đi có cổ tiên dị nhân giống to sĩ khí tăng lên sau lần giết chết được cổ tiên thiên đình bát chuyển lần trước lòng tin của bọn họ đã tăng lên bây giờ bọn họ xem cố lục như như con mồi với tu vi thất chuyển và thực lực của bọn họ truy sát một vị đại năng bát chuyển hơn nữa còn là thành viên thiên đình cảm giác thành tựu và kích thích khiến toàn bộ thể xác và tinh thần của bọn họ đều run rẩy phương nguyên cười ha hả diễu cợt nói với cố lục như ngươi không phải muốn lấy tính mạng của ta sao bây giờ xem ra cái mạng giả của ngươi cũng khó mà giữ được cố lục như hừ lạnh không nói lời nào chỉ chạy vội xe lăn dưới người đã vết thương trồng chất phương nguyên lại cười hoảng sợ như chó nhà có tang mặt mũi thiên đình đều bị ngươi làm cho mất hết hắn khống chế lợi kiếm rất tinh xảo cắt nát áo bào của cố lục như đồng thời còn mang theo cả huyết nhục cố lục như im lặng phương nguyên lại tiếp tục giễu cợt thiên đình đẩy mặt hàng như ngươi ra thật sự uổng cho cái danh thế lực đệ nhất thiên hạ xem ra thiên đình cũng chẳng có gì hơn cố lục như nghe phương nguyên nhục mạ thiên đình lúc này mới không kiên nhẫn cãi lại im miệng thiên đình vĩ đại há ma đầu như ngươi có thể hiểu được xoẹt ông ta còn chưa nói xong một thanh kiếm sắc đã xẹt qua da đầu của ông ta cắt bay hơn phân nửa mái tóc máu đỏ tươi không ngừng bắn ra cố lục như kêu đau một tiếng vỗ xe lăn thật mạnh đột nhiên bộc phát tốc độ trước nay chưa từng có mau đuổi theo ông ta chống đỡ không được bao lâu đâu không sai tiên cổ của ông ta đã bị kiếm phá hiểu hủy diệt dẫn đến xe lăn bắt đầu vỡ vụn rất nhiều cổ tiên dưới trướng phương nguyên kêu lên lúc này sĩ khí đã leo lên mức đỉnh phong đúng vậy xe lăn mà cố lục như dựa vào để chạy trốn đang không ngừng phân giải rất nhiều thi thể cổ trùng rơi xuống nhưng phương nguyên lại tắt nụ cười lạnh lùng nói dừng lại sao vậy mặc dù chúng tiên kinh ngạc nhưng không dám lãnh đạm lúc này đồng loạt hợp lực dừng lại vạn niên đấu phi xa đoạt mệnh phi bôn cố lục như nhìn thấy toàn thân run lên, một ngụ quất khí trào lên trên ngực nhưng không thể biểu đạt được. Phương Nguyên mỉm cười dò xét mặt sông không có gì, bình tĩnh nói, giỏi cho một cổ trận trụ đạo, không biết bên trong là vị cổ tiên thiên đình nào đang đặc biệt chờ ta. Lão Phu Lệ Hoàng Âm thanh Lệ Hoàng chuyển đến, đồng thời một đại trận cũng xuất hiện theo. Cổ tiên bên phía Phương Nguyên đều há to miệng, còn cổ tiên dị nhân lúc này mới kịp phản ứng, hoảng sợ nói, thì ra đây là một cái bẫy. Lão già đáng chết kia diễn như thật, chúng ta thiếu chút nữa đã chúng mai phục rồi. Nếu không phải có Phương Nguyên đại nhân anh minh thần võ, bây giờ tình huống của chúng ta chỉ sợ không ổn. Sắc mặt Cố Lục như âm trầm, chậm rãi bay trở về. Để diễn tốt tuồng vui này, ông cố ý từ bỏ một con tiên cổ, đồng thời còn cố tình bị thương, máu chảy rất nhiều, đúng là khổ nhục kế. Nhưng không nghĩ đến, khổ nhục kế này lại trở thành một tuồng kịch để Phương Nguyên nhìn ra. Lệ Hoàng trầm ngâm nói, xem ra Phương Nguyên ngươi rất quen thuộc với đại trận chấn Hà Tỏa Liên. Phương Nguyên cũng không giấu giếm, thản nhiên thừa nhận, đúng vậy, ta đã ăn thiệt vì nó không ít ở kiếp trước, cho dù ngươi khám phá ra thì thế nào, hãy ngoan ngoãn để lại tính mạng đi. Cố lục như cười lạnh, ông ta vừa dứt lời, từ hai bên trái phải của Phương Nguyên xuất hiện hai tiên cổ phòng. Một tiên cổ phòng thanh tú phiêu giật, mái hiên màu da cam, như hạc dương cánh. Mặt ngoài tiên cổ phòng bao phủ vầng sáng mùa thu, huyền diệu phi phàm, chính là tam thu hoàng hạc đài tiên cổ phòng còn lại do bảy con cá mập khổng lồ dùng hàm răng sắc bén kéo, như bay, là sa lưu khiêu. Phương Nguyên phá hủy kim cổ đình, thuyền hằng, thiên đình vẫn còn đang sửa chữa. Còn tam thu hoàng hạc đài, sa lưu khiêu đã được dựng từ sớm. Lúc này mới hoàn tất, tham gia vào trận chiến này. Tam thu hoàng hạc đài ngăn cản đường lui của Phương Nguyên, cố lục như một lần nữa lao lên, tạm thời cuốn lấy vạn niên đấu phi xa. Sa lưu khiêu xẹt qua một đường vòng cung xinh đẹp ngay biên giới chiến trường, đón lệ hoàng sau đó nhanh chóng gia nhập chiến trường một trận đại chiến bộc phát đánh cho nước sông ngập trời nhắc lên vô số con sóng lớn vỏ tiên cổ phòng bát chuyển này đúng là cứng lệ hoàng cố lục như không khỏi kinh ngạc vạn niên đấu phi sa đã thể hiện sự phòng ngự vô cùng mạnh mẽ khiến cho đủ loại thế công của thiên đình không công mà lui chiến thêm một lát phương nguyên lại cười sang sảng cố lục như ta đã khám phá được chiêu số của ngươi nói xong vạn niên đấu phi sa chiếu chuẩn sơ hở mà tập kích không ổn rồi sắc mặt cố lục như thay đổi sau một khắc sát chiêu kiềm chế vạn niên đấu phi xa của ông ta bị vỡ vụn sức mạnh phản vệ khiến ông ta phun ra một ngụ máu nhỏ ngăn hắn lại xa lưu khiếu tam thu hoàng hạc đài lại thúc ra sát chiêu vượt qua phương nguyên thản nhiên ra lệnh vạn niên đấu phi xa dùng tư thái không phân rõ phải trái ầm ầm lao ra khỏi chiến trường đừng đuổi theo cố lục như vội vàng quát bảo lệ hoàng đang định đuổi theo sắc mặt ông ta âm trầm như nước giọng nói nặng nề tiên cổ phòng này không hổ là cấp độ bắt chuyển chúng ta không ngăn được nó đáng hận lệ hoàng nắm chặt hai tay ông ta cảm thấy rất biệt khuất bởi vì ông ta là cổ tiên viêm đạo trong cuộc đại chiến dòng sông thời gian này chỉ có thể điều khiển được sa lưu khiêu nếu phương nguyên rơi vào mai phục ông ta tất nhiên có sân khấu để thi triển thần uy đáng tiếc phương nguyên không cho ông ta cơ hội như vậy nhưng điều khiến lệ hoàng bị đè nén hơn còn ở đằng sau phương nguyên thấy thiên đình không truy sát cũng dừng vạn niên đấu phi xa lại, mỉm cười nói, hai vị tiên hữu, vạn niên đấu phi sa của ta còn có một chiêu gọi là vạn năm săn bắn, xin mọi người đánh giá dùm. Thiên đình vội vàng đề phòng. Chỉ thấy bên trong vạn niên đấu phi sa truyền ra một mùi thơm rất lạ, sau đó, rất nhiều niên thú từ bốn phương tám hướng giống to, sau đó xuất hiện. Đây là niên thú, niên thú thượng cổ, còn có niên thú thái cổ. Niên thú nhiều lắm, dường như đã tạo thành thú triều, lệ hoàng cố lục như nhìn nhau đều cảm nhận được sự chấn động trong lòng thì ra tiên cổ phòng bát chuyển của phương nguyên không những có thể đụng mà còn có sát chiêu khủng bố như thế bên trong vạn niên đấu phi xa đám người hắc lâu lan vô cùng hào hứng cảnh tượng cực kỳ bao la hùng vĩ đại quân niên thú trùng trùng điệp điệp từ bốn phương tám hướng vây giết đến sát chiêu thật lợi hại khó trách một chiêu này vẫn không thôi động bên trong tiên khiếu trí tôn niên thú bị thu hút nhiều lắm nếu thôi động bên trong tiền khiếu trí tôn, tất sẽ dẫn phát hạo kiếp, sinh linh đổ thán. Bên phía thiên đình cũng khiếp sợ không thôi. Vạn niên đấu phi xa. Cố lục như nhai nuốt cái tên này, sắc mặt ngưng trọng. Gương mặt lệ hoàng trở nên nghiêm túc, giọng nói nặng nề, cái này đã hình thành thú triều, uy lực càng lúc càng lớn. Cho dù ông ta là nhân vật truyền kỳ, lúc này nhìn thấy cảnh tượng bằng bạc, cũng không khỏi cảm thán vạn phần. Phương Nguyên cười khẽ. Sát chiêu vạn năm săn bắn, là hắn tiếp thu từ mạch suy nghĩ của đại trận niên thú thái cổ điếu lai phát huy nó đến cực hạn lấy tiên cổ tự thủy lưu niên làm hạch tâm được dòng sông thời gian tăng phúc nó đã đạt đến uy năng siêu tuyệt vạn thú gào thét thú triều quyển tịch lao đến rầm 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 thiên đình ra tay sát chiều liên tiếp không ngừng nện xuống thủy triều niên thú từng đàn niên thú bị lật tung hai tiên cổ phòng trụ đạo của thiên đình đều có cấp độ thất chuyển có thể chống đỡ chiến lực bắt chuyển đối phó đa số niên thú đều không thành vấn đề nhưng vấn đề là, chỉ giết đám nhân thú này thì được cái gì? Chỉ cần vạn nhân đấu phi xa vẫn còn, đám nhân thú sẽ còn liên tục không ngừng. Đây là chiến thuật nô đạo, chính là muốn tiêu hao chiến lực thiên đình. Những sát chiêu thiên đình oanh tạc trước đây đều phải tiêu hao tiên nguyên. Bị đám nhân thú này dây dưa chính là rơi vào tính toán của phương nguyên. Chúng ta bắt giặc phải bắt vua trước. Một vị cổ tiên thất chuyển trên tam thu hoàng hạc đài đề nghị. Vừa dứt lời, một vị cổ tiên bên cạnh hắn ta lên tiếng, nhưng vạn niên đấu phi xa rất cứng, điều này chúng ta đều biết, thế thì làm sao áp dụng chiến thuật chém đầu. Vị cổ tiên thất chuyển kia lập tức trợn tròn mắt, cái này. Một khắc sau, hắn ta nghe người chung quanh kêu lên, cẩn thận, phương nguyên lại giết trở về. Tốc độ vạn niên đấu phi xa như bão tố sông lên, không lùi mà tiến tới, bay thẳng đến xa lưu khiêu. Thật can đảm. Lệ Hoàng đứng trên xa lưu khiêu vô cùng giận dữ. Phương Nguyên còn dám quay lại, rõ ràng không để bọn họ vào mắt lúc này hai tiên cổ phòng thiên đình và đại năng bát chuyển trụ đạo cố lục như vây quanh vạn niên đấu phi xa triển khai chém giết vạn niên đấu phi xa ngạnh kháng từng đợt oanh kích đồng thời vô số phi kiếm mò bạc lấp lánh chung quanh bay vụt ra ngoài giống như trận bão hai bên ngươi đến ta đi đánh đến nước sôi lửa bỏng không ổn rồi phương nguyên muốn dây dưa chúng ta để đại quân niên thú bao vây chúng ta lại cố lục như nhìn ra được dự định của phương nguyên lệ hoàng cười lạnh chỉ cần chúng ta một lòng muốn phá vây miên thú có nhiều hơn thì có ích gì chứ? Cố lục như thở dài một tiếng, đừng quên đằng sau chúng ta còn có đại trận chấn hà tỏa liên. Lệ hoàng sững sờ. Trong lúc cấp thiết, ông không nghĩ đến gốc dạ này. Được cố lục như nhắc nhở, ông lập tức giật mình. Trong bụng mắng to, tên ma đầu phương nguyên này đúng là âm hiểm ác độc. Đại trận chấn hà tỏa liên chính là thiên đình vất vả tạo dựng thành, có thể trôi bồng bềnh bên trên dòng sông thời gian. Bên trong có thể chứa rất nhiều cổ tiên điều khiển trận nhãn của riêng mình nếu đại trận bị công phá tổn thất của thiên đình không chỉ là rất nhiều tiên cổ mà còn có cổ tiên thất chuyển đồng thời trong thời gian ngắn chỉ sợ không thể dựng lại được đại trận chấn hà tỏa liên thứ hai tình huống thiên đình càng thêm khó khăn bọn họ muốn lợi dụng đại trận chấn hà tỏa liên mai phục phương nguyên kết quả bị phương nguyên phát hiện ngược lại đại trận chấn hà tỏa liên trở thành sơ hở của thiên đình bị phương nguyên nắm lấy không thả mặc dù đại trận chấn hà tỏa liên có thể trôi nổi nhưng tốc độ rất chậm đừng hòng thoát khỏi chiến cuộc trước mắt mau đưa cổ tiên trong đại trận rút đi cố lục như suy nghĩ một chút rồi nói lệ hoàng lại đồng thời lên tiếng giết phương nguyên chảm trừ tội ác đầu đảng tất có thể bài bĩnh hết thảy hai vị cổ tiên lập tức nhìn nhau trong thời khắc quan trọng bọn họ lại xuất hiện quan điểm khác nhau giống 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 bởi vì bị phương nguyên dây dưa thủy triều niên thú đã tiếp cận nơi này đi đầu chính là ba con niên thú thái cổ đám niên thú thái cổ da dày thịt béo đứng vững trước oanh kích của thiên đình một con đụng vào tiên cổ phòng. Muốn chết. Lệ Hoàng giận dữ, điều khiển hàm răng cá mập to lớn của Sa Lưu Khiêu tiến hành cắn xé. Cùng lúc đó, ông lại thôi động sát chiêu bên trong Sa Lưu Khiêu. Sau 12 hô hấp, Sa Lưu Khiêu đã trực tiếp cắn chết hai con niên thú thái cổ. Tôm tép nhãi nhép. Sát ý của Lệ Hoàng hơi giảm xuống, nhưng lại nghe được tiếng cầu cứu của Cố Lục Như, mau đến cứu ta. Thì ra, khi Lệ Hoàng đối phó với niên thú thái cổ, Cố Lục Như và Tam Thu Hoàng Hạc Đài vây công vạn niên đấu phi xa, tạm thời cân sức ngang tài. Sau đó, Phương Nguyên thôi động sát chiêu kiếm phá hiểu, đặc biệt nhắm ngay đại trận chấn hà tỏa liên, điên cuồng công kích. Đại trận này ngoài mạnh trong yếu, vốn dùng để đối phó với đảo Thạch Liên, nhưng lần này bị Phương Nguyên oanh tập độc ác, lập tức chống đỡ không nổi, sụp đổ nhiều chỗ. Không ít cổ tiên trong trận nhãn táng mệnh ngay tại chỗ. Vạn niên đấu phi xa cứng vô cùng. Cố lục như và tam thu hoàng hạc đài không cách nào công địch, đành phải che chắn thế công của Phương Nguyên, yểm hộ cổ tiên bên trong đại trận rút lui như vậy phương nguyên đã chiếm cứ chủ động nhiệt tình ra tay chỉ đâu đánh đó đánh cho cố lục như và tam thu hoàng hạc đài chật vật không chịu nổi đỡ trái hở phải lệ hoàng thấy tình huống không ổn vội vàng vòng qua từ đằng sau giáp công vạn niên đấu phi xa phương nguyên không hề sợ hãi nếu chỉ có một mình hắn có lẽ còn không chiếu cố được toàn diện nhưng trong phi xa có rất nhiều cổ tiên đồng loạt ra tay kinh nghiệm lão đạo phụ trợ cực dai vì chiến tích giết bát chuyển trước đó, người nào cũng đỏ bừng mắt, hưng phấn dị thường. Phương Nguyên vẫn đứng trên mũi tàu, mặc cho sóng gió hiểm ác bên ngoài. Bỗng hắn bắt được sơ hở của Cố Lục Như, liền thúc ra một sát chiêu. Chính là Xuân Tiễn. Xuân Tiễn bay đi, cũng không phải đối phó Cố Lục Như, mà là chặn đường tránh thoát của ông. Rắc một tiếng, cắt ngang cổ một nữ tiên Trung Châu. Cố Lục Như giật mình, đây không phải là thủ đoạn chiêu bài của hạ cha sao. Phương Nguyên đã nắm giữ, đồng thời còn cải tiến thành trình độ thất chuyển. Phương Nguyên cười ha hả, lại thôi động sát chiêu hạ phiến, cũng là cấp độ thất chuyển. Lệ Hoàng không thể chiếu cố Chu Toàn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cuồng phong gào thét, thổi đại trận chấn hà tỏa liên thêm nhiều lỗ thủng lớn, một số cổ tiên bị giết chết trong nháy mắt. Ha ha, ta muốn giết các ngươi, các ngươi ngăn được sao? Phương Nguyên cười sang sảng, trắng trợn trào phúng. Lệ Hoàng mắng to, tiểu tặc, ta nhất định phải nghiền xương ngươi thành cho. Ẩm, um một con nghiên thú thái cổ bổ nhào vào vạn niên đấu phi xa, đâm tiên cổ phòng bát chuyển này nghiêng sang một bên. Bên phía thiên đình lập tức sửng sốt. Chỉ trong nháy mắt, hai vị đại năng bát chuyển kịp phản ứng. Thì ra, tuy phương nguyên có thể phát động thú triều niên thú, nhưng lại không thể khống chế được bọn chúng. Thậm chí, mục tiêu của những con nghiên thú này chính là vạn niên đấu phi xa. Phát hiện bí mật này, lệ hoàng và cố lục như tức đến muốn thổ huyết. Hóa ra chiến đấu cả nửa ngày, bọn họ đối phó với niên thú chỉ là cản đao cho phương nguyên khó trách phương nguyên cũng không sống chết mặc bay mà vọt thẳng dây dưa với bọn chúng phương nguyên cũng không còn cách nào hắn đã làm đến cực hạn hắn lợi dụng tiên cổ tự thủy lưu niên thu hút niên thú dẫn phát thú triều đây chính là lực lượng trụ đạo nếu có thể khống chế đại quân niên thú đó chính là hiệu dụng nô đạo niên thú chung quanh càng lúc càng nhiều chiến trường càng trở nên chen trúc trước đó thiên đình còn điên cuồng công kích thủy triều niên thú, thoáng ngăn cản bước chân của chúng. Nhưng bởi vì phương nguyên dây dưa, không ngừng oanh kích đại trận chấn hà tỏa liên, tập sát cổ tiên thất chuyển, dẫn đến thiên đình không rảnh quan tâm chuyện khác. Phương nguyên, ngươi chết đi cho ta, cút cho ta. Lệ hoàng liên tục giống to, nhưng phương nguyên lại điều khiển vạn niên đấu phi xa, dính sát xa lưu khiêu hoặc tam thu hoàng hạc đài. Mục tiêu của niên thú chính là vạn niên đấu phi xa kết quả sa lưu khiêu hoặc tam thu hoàng hạc đài đều gặp tao ương không phải các ngươi muốn trừ ta cho thống khoái sao bây giờ ta đang ở trước mắt các ngươi các ngươi ra tay đi phương nguyên mỉm cười nói lệ hoàng tức đến hai mắt đỏ bừng ngay cả hô hấp của cố lục như cũng trở nên rồn rập nhìn chăm chăm phương nguyên ánh mắt như vực sâu hàng băng sát ý nghiêm nghị dần dần ba tiên cổ phòng ngay cả không gian xê dịch cũng không có từ xa nhìn lại không ngừng có niên thú giết đến phần chính giữa nhất, số niên thú thượng cổ, niên thú thái cổ lại càng nhiều, giống như ngưng tụ thành quả cầu kiến. Quả cầu càng nhét càng đầy, càng lúc càng lớn. Ba tiên cổ phòng ngay tâm cầu giống như máy xay thịt. Cho dù niên thú thái cổ, tiến vào cũng không chống đỡ được 10 hô hấp đã bị rào sát bỏ mình. Lệ hoàng, cố lục như đều đánh ra chân hỏa. Đại trận chấn hà tỏa liên đã xem như chơi xong. Cố gắng của thiên đình trong khoảng thời gian này đều trôi theo dòng nước, có thể cứu được cổ tiên Trung Châu, Lệ Hoàng và Cố Lục như đã xem như, tận lực nhưng vẫn có rất nhiều cổ tiên chết thảm trong tay Phương Nguyên. Đi thôi, nếu không sẽ không ai còn sống. Cố Lục như nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phương Nguyên không có đại trận giảng buộc, hắn sẽ khống chế vạn niên đấu phi xa tung hoành chiến trường, tới lui tự nhiên, hoàn toàn không giết được hắn. Đến lúc này, chiến thuật của thiên đình xem như thất bại hoàn toàn. Phương Nguyên, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi phách lối không được bao lâu đâu. Sớm muộn cũng có một ngày ngươi chết trong tay ta. Lệ Hoàng nghiến răng nói. Đây là lần đầu tiên ông giao chiến với Phương Nguyên, nhưng Phương Nguyên lại khiến cho ông ta vô cùng phẫn nộ, cừu hận và buồn nôn. Tên ma đầu này thật sự âm hiểm xảo trá. Hừ, Lệ Hoàng, theo ta thấy ngươi mới là phách lối đấy. Vạn niên đấu phi xa bỗng nhiên nổi lên. Bên dưới là sát chiêu kích lưu dũng tiến. Trung quanh đều là kiếm phá hiểu. Phi kiếm màu bạc đâm vào dòng nước xiết, mang đến tốc độ bạo tạc vượt quá dự kiến. Hai chiêu này có thể phối hợp sao? Lệ Hoàng kinh hãi, không cách nào kịp thời đề phòng. Vạn Niên Đấu Phi xa đụng thẳng vào Sa Lưu Khiêu đang vết thương trầm chất. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, Sa Lưu Khiêu vỡ nát, những con cá mập còn sống sót đều chết ngay tại chỗ. Trong thời khắc quan trọng, Lệ Hoàng đã thúc lên sát chiêu đáng tự hào nhất, Dương Mãng Bối Hỏa Y, Vạn Niên Đấu Phi xa đụng nát Sa Lưu Khiêu, dư thế không giảm đâm thẳng vào người lệ hoàng. Dương mãng bối hỏa y của lệ hoàng kịch liệt chập chờn. Một khắc trước là ngọn lửa lớn, sau khi bị đụng, trong nháy mắt đã yếu bớt thành ngọn lửa nhỏ. Lệ hoàng, ngày chết của ngươi đến rồi. Tình mang bốc lên trong mắt phương Nguyên. Hắn thi triển hạ phiến, Xuân Tiễn tập kích lệ hoàng. Cấp độ bắt chuyển. Lệ hoàng mở to mắt, từ trong sát chiêu hạ phiến, Xuân Tiễn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Ông một hơi cũng không kịp thở, liều chết đề phòng. Kết quả khi tiếp chiêu, Xuân Tiễn, Hạ Phiến lập tức lộ ra diện mạo như trước, chỉ có cấp độ thất chuyển. Phương Nguyên, ngươi gạt ta. Lệ Hoàng giống to, tinh lực thành công bị Phương Nguyên liên lụy. Sau đó, vạn nhân đấu phi xa bay đến. Lệ Hoàng mở to mắt, trong tầm mắt tràn ngập hình ảnh vạn Niên đấu phi xa. Oành! Dương mãng bối hỏa y trên người Lệ Hoàng bị đụng nát, lồng ngực Lệ Hoàng lõm xuống, rất nhiều máu tươi như suối phun ra, trong đó xen lẫn mảnh vỡ nội tạng. Vèo vèo vèo! rất nhiều phi kiếm màu bạc đánh tới, giống như đàn ong, cắm thẳng vào nhục thân lệ hoàng, xuyên thẳng từ trước ra sau. Lệ hoàng bị kiếm phá hiểu kéo theo, cơ thể không ngừng run rẩy. Thần quang trong mắt ông nhanh chóng tiêu tán. Trước khi chết, trong đầu ông vẫn còn lưu lại một suy nghĩ khó có thể tin, ta chết ở chỗ này sao? Chúng ta mau chạy đi. Cố lục như gầm nhẹ, ánh mắt rưng rưng. Gân xanh nổi lên trên trán ông, gương mặt tràn ngập dữ tợn. Tuy lệ hoàng mạnh hơn ông, nhưng nếu không có tiên cổ phòng bảo vệ bên trong dòng sông thời gian, nhất định lành ít giữ nhiều. Cố lục như không phải không nghĩ đến việc đi cứu lệ hoàng, nhưng phương nguyên mưu đồ đã lâu, làm sao cho ông cơ hội đi cứu chứ? Rất nhiều niên thú chung quanh cũng trở thành trở ngại to lớn. Cố lục như khống chế tam thu hoàng hạc đài nhanh chóng thoát khỏi chiến trường. Phương nguyên đuổi theo không bỏ, sát cơ tăng lên, cổ tiên thiên đình, để lại tính mạng cho ta. Cố lục như không rơi một tiếng, chỉ lo chạy trốn ông ghi nhớ chiến bại sỉ nhục này trong lòng. Bây giờ, sáng suốt nhất chính là bảo tồn thực lực, chờ tương lai tái chiến. Phương Nguyên, tên ma đầu này, ngươi cứ việc cản rỡ đi. Bên trong dòng sông thời gian nhấc lên con sóng thật cao. Vạn niên đấu phi xa không ngừng bắn ra phi kiếm phá hiểu, giống như mưa to chút nước, từ đầu đến cuối vẫn bao phủ tam thu hoàng hạc đài. Bên trên tam thu hoàng hạc đài, rất nhiều cổ tiên Trung Châu đã nung nấu tử trí, vội vàng nói với cố lục như, đại nhân, xin ngài rút lui trước, vẻ mặt cố lục như hiện lên sự do dự. Những người này lại nói, Trung Châu không có chúng ta cũng được, nhưng không thể không có ngài. Chiến cuộc trước mắt quá nguy hiểm, nếu cùng nhau rút lui chắc chắn sẽ bị tên ma đầu kia giữ lại. Còn nữa, thiên đình cũng đã truyền đạt mệnh lệnh xuống. Tử vi tiên tử đã hạ lệnh, yêu cầu tam thu hoàng hạc đài ra sức ngăn cản vạn niên đấu phi xa, để cố lục như rút lui trước. Cố lục như thở dài, không nghĩ sự việc lại đến nước này. Trừ vị, các vị tuyệt không hy sinh vô ích đâu, ông nhảy ra khỏi tam thu hoàng hạc đài, trực tiếp trốn vào bên trong dòng sông thời gian. Bên trên vạn niên đấu phi xa, Phương Nguyên rất nhanh phát hiện, lập tức quay ngược phi xa, nhưng tam thu hoàng hạc đài lại phấn đấu quên mình, liều chết chặn đường. Phương Nguyên bị tam thu hoàng hạc đài cuốn lấy, không cách nào thoát thân, đành phải nhìn cố lục như thuận theo nhánh sông thời gian trở lại năm vực hai thiên. Đã như vậy, các ngươi cùng chết hết đi. Phương Nguyên hử lạnh một tiếng, tập trung lực lượng vào tam thu hoàng hạc đài, Chiến đến lúc này, tam thu hoàng hạc đài đã sớm như nỏ mạnh hết đà. Dưới sự va chạm liên tục của vạn niên đấu phi xa, oành một tiếng, nó hoàn toàn biến thành mảnh vỡ. Hơn 10 vị cổ tiên rơi xuống sông, hỗn loạn không chịu nổi. Đám nhân thú khát máu súng lại xung quanh, ra tay với đám cổ tiên Trung Châu. Xúc sinh, tất cả cút hết. Phương Nguyên hét lớn, khống chế vạn niên đấu phi xa, ý đồ đoạt lấy chiến lợi phẩm. Nhưng nghiên thú nhiều lắm, thú chiều tầng tầng lớp lớp, mãnh liệt đánh thẳng vào vạn niên đấu phi xa, nhưng vẫn bị trễ một chút, rất nhiều cổ tiên trung châu bị đám nhân thú phát cuồng nuốt sạch, không còn sót lại chút xương. Oanh! Một con nhân thú châu thái cổ giống như lưu tinh truy địa, hung hăng đụng vào một bên vạn niên đấu phi xa. Vạn niên đấu phi xa thiếu chút nữa lật sang một bên. Sau khi ra sức tránh thoát, một phần thân thuyền đã hoàn toàn biến dạng, còn có hai cái lỗ lớn. Là do sừng châu tạo ra. Dưới chứng phương nguyên bối rối vô cùng. Mau tu bổ. Rất nhiều cổ trùng đã bị hủy. Con niên thú thái cổ này không phải bình thường, thực lực rất siêu tuyệt. Phương Nguyên liếc nhìn, quan sát tỉ mỉ. Trung quanh đều là niên thú, có con thì bay trên trời, có con chạy trên mặt sông, có con bơi trong nước, tất cả đều xem vạn niên đấu phi xa như mục tiêu để tấn công. Nhất thời, đã có 8 con niên thú thái cổ hoặc xa hoặc gần bao quanh Phương Nguyên. Con niên thú châu thái cổ vừa rồi có bộ lông mượt mà màu vàng óng, bốn vó đạp trên mặt sông, vững bước như núi, đại quân niên thú hỗn loạn cũng không dung chuyển được nó. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên rồi biến mất. Chiến trận thập nhị sinh tiêu vẫn còn thiếu một con niên thú châu. Đồng thời, cho dù trước đó đã có niên thú châu thái cổ, Phương Nguyên cũng muốn đổi. Uy năng chiến trận thượng cổ có liên quan trực tiếp đến thực lực của đại trận niên thú thái cổ. Con niên thú châu thái cổ này chính là con nổi bật nhất trong số niên thú thái cổ. Nhưng trước mắt không phải là lúc trấn áp thu phục nó. Phương Nguyên cười khổ, ra lệnh rút lui. Vạn niên đấu phi xa bắt đầu chạy trốn nhưng mặc kệ nó chạy đến đâu vẫn bị rất nhiều niên thú chặn đường. Gâu gâu gâu, một con niên thú chó thái cổ xuất hiện, toàn thân nó mạnh mẽ, cơ bắp to lớn, mắt chó như phóng điện, lông trên người cũng màu vàng, thần tuấn vô cùng. Vạn niên đấu phi xa không ngừng thôi động kiếm phi hiểu bắn trúng người con niên thú chó, lập tức băng tán, chỉ cắt được chút lông chó mà thôi. Gâu, niên thú chó thái cổ bỗng nhiên nhảy lên, tốc độ tăng vọt đến gần mũi tàu. Nó há cái miệng rộng, lộ ra hàm răng như đao như thương sáng bóng. Răng rắc một tiếng, vạn niên đấu phi xa bị nó cắn nát mũi tàu. Đi mau, trên người con chó này có tiên cổ hoang dã trụ đạo. Sắc mặt phương nguyên trở nên băng hàn. Niên thú chó thái cổ cũng là con niên thú mà hắn còn thiếu. Nhưng trong tình huống hỗn loạn trước mắt, hắn hoàn toàn không muốn tác chiến với cường địch không rõ nội tình. Cũng may giữa các niên thú cũng tồn tại cạnh tranh và chèn ép. Niên thú chó thái cổ chỉ có một con, nhưng niên thú khỉ thái cổ lại có số lượng nhiều nhất phương nguyên chuyển hướng đặc biệt phóng đến những con niên thú khỉ thái cổ sau đó vạn niên đấu phi xa như một tia chớp màu bạc di chuyển giữa những khe hở niên thú niên thú cho thái cổ bị những con niên thú khỉ thái cổ chặn lại cứ như vậy một đường chạy trốn rốt cuộc đã đến cửa ra vào nhánh sông thời gian vạn niên đấu phi xa dễ dụa xông ra khỏi nhánh sông trở lại năm vực hai thiên rất nhiều niên thú đuổi theo không bỏ chít 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 một con nghiên thú chuột thái cổ rất tinh xảo chợt xuất hiện, giống như một luồng sấm sét màu vàng, vèo một cái đụng vào vạn niên đấu phi xa. Hỏng rồi. Phương Nguyên mau ra tay đi. Chỉ có thể dựa vào ngươi thôi. Sắc mặt quần tiên thay đổi. Vạn niên đấu phi xa ngoài mạnh trong yếu. Nếu bị nghiên thú chuột thái cổ phá hư, làm không tốt, cả tòa tiên cổ phòng sẽ bị hủy. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, Phương Nguyên cũng không để ý che giấu, bộc phát chiến lực bát chuyển ngăn trước mặt con niên thú chuột thái cổ sát chiêu xuân tiễn cấp độ bát chuyển thật sự bộc phát bên trong không gian thu hẹp linh hoạt xoay nhanh cắt vào người con niên thú chuột thái cổ thể trạng con niên thú chuột thái cổ này rất nhỏ chỉ to bằng nắm đấm của người trưởng thành trên người còn có một khối u màu vàng cứng vô cùng sát chiêu xuân tiễn cắt vào người nó phát ra tiếng keng keng giống như chém vào đá phát ra tia lửa màu vàng phương nguyên toàn lực ra tay nhưng con niên thú chuột thái cổ này hoàn toàn không sợ hãi đôi mắt nó loay sáng nhắm ngay một con tiên cổ trụ đạo bỗng nhiên há miệng ngậm lấy rồi xoay người bỏ chạy tốc độ của nó cực nhanh giống như sấm sét màu vàng chỉ trong chớp mắt đã biến khỏi tầm mắt của phương nguyên phương nguyên đại nhân không được rồi tiên cổ bát chuyển tự thủy lưu niên đã bị con niên thú chuột thái cổ này ăn mất rồi phương nguyên vừa bực mình vừa buồn cười lại có chút may mắn ung dung đáp đây là ta ngụy trang thôi mặc dù cũng là một con tiên cổ trụ đạo nhưng không phải tự thủy lưu niên phương nguyên đích thân suy tính sát chiêu vạn năm săn bắn sao có thể không biết khuyết điểm của nó chứ? Cho nên, hắn đã sớm phòng ngừa chu đáo, đã bố trí một mồi nhử bên trong vạn niên đấu phi xa. Khi vạn niên đấu phi xa bị tổn hại đến một trình độ nhất định, hắn sẽ ném mồi nhử này ra ngoài, dẫn phát tranh đoạt giữa các nghiên thú thái cổ, từ đó tạo cơ hội chạy thoát. Biện pháp khác có lẽ không lừa được cổ tiên thiên đình, nhưng trí lực nghiên thú thái cổ có hạn, không bằng đại năng bát chuyển thiên đình. Quả nhiên, sau khi nghiên thú chuột thái cổ tha được mồi nhử, đại quân Niên thú lập tức cảm nhận được sự dụ hoặc mãnh liệt từ bên trên vạn niên đấu phi xa chuyển sang con chuột màu vàng tinh xảo liền khởi phát vây công lúc này vạn niên đấu phi xa mới thật sự thoát khỏi thú triều niên thú kinh khủng sau khi an toàn phương nguyên di chuyển tiên cổ phòng bát chuyển vào trong tiên khiếu để sửa chữa mặt ngoài vạn niên đấu phi xa lồi lõm mũi tàu bị gặm nát mạn thuyền còn bị mấy cái lỗ lớn nhìn thấy mà giật mình còn có mấy vết cào giống như bị khảm đao bổ vào gỗ kiểm tra lại một phen rất nhiều phàm cổ bên trong vạn niên đấu phi xa đã bỏ mình tiên cổ cũng bị thương không ít nhất là tiên cổ phòng bị tổn thương nghiêm trọng nhất dù sao nó cũng là hạch tâm gánh chịu vạn niên đấu phi xa ngay cả tiên cổ tự thủy lưu niên cũng bị thương nhìn qua vạn niên đấu phi xa vẫn còn khung xương khá hoàn chỉnh thật ra chỉ cần dây dưa thêm một lát nữa nó sẽ thay đổi hoàn toàn thương vong thảm trọng dòng sông thời gian là một trong những bí cảnh thiên địa quy mô quần thể sinh mệnh sinh sống tại đây không cách nào ước đoán được trong số những sinh mệnh trụ đạo này không thiếu những nhân vật cường hoành, ngay cả Phương Nguyên trong thời gian ngắn cũng không còn cách nào với nó. Lưu lại ấn tượng sâu nhất cho Phương Nguyên chính là con niên thú thái cổ ba đầu màu vàng. Nhưng đây cũng nằm trong sự tính toán của ta. Chỉ cần niên thú thái cổ công kích vạn niên đấu phi xa đều bị tiêu ký, trong thời gian ngắn, ta có thể tìm được dấu vết của nó, áp đảo từng con. Muốn tập hợp đủ chiến trận thập nhị sinh tiêu, vẫn nên mạo hiểm thì tốt hơn. Phương Nguyên cảm thán trong lòng chiến trận thập nhị sinh tiêu, cần phải tập hợp đủ 12 loại nghiên thú thái cổ không cùng loại, là chuột, trâu, hổ, thỏ, rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, heo. Bên trong dòng sông thời gian, cứ cách một khoảng thời gian sẽ có một loại nghiên thú thái cổ hưng thịnh. Quy mô tộc đàn tăng vọt, trở thành tộc đàn mạnh nhất, ức hiếp những tộc đàn khác. Sau đó, trong vòng mười mấy năm sau, quy mô tộc đàn từ lớn nhất rớt xuống thành nhỏ nhất, bị những nghiên thú khác xa lánh và đả kích. Bởi vậy, trong số những niên thú đồng cấp, không mạnh mẽ, không cường hãn thì không thể sống sót. Cũng giống như con niên thú trâu, niên thú chó và niên thú chuột thái cổ, mà Phương Nguyên gặp chính là ví dụ chứng minh tốt nhất. Phần lớn niên thú thái cổ, bởi vì số lượng còn nhiều, dễ dàng thu thập, nhưng có mấy loại, bởi vì sinh sống tại nơi thấp nhất, không chỉ thưa thớt, hiếm thấy mà thực lực cá thể còn rất mạnh. Chữa trị vạn niên đấu phi xa cũng không phải vấn đề nan giải gì. Mặc dù phàm cổ tổn thất rất nhiều, nhưng Phương Nguyên bao no tiên cổ bị thương phiền phức hơn một chút, nhưng Phương Nguyên vẫn còn đại trận cổ như cũ. Nội tình luyện đạo của Phương Nguyên quá hùng hậu, có thể sửa chữa thỏa đáng những con tiên cổ này. Nhưng tiên khiếu của đám cổ tiên Trung Châu lại trống trơn. Xem ra tử vi tiên tử đã có kinh nghiệm. Phương Nguyên mỉm cười. Thi thể cổ tiên thất chuyển Trung Châu, tiên khiếu đều hoang vu. Rất nhiều tài nguyên trong khi chiến đấu đã được tận lực dọn ra ngoài. Sau trận chiến dòng sông thời gian đầu tiên, tử vi tiên tử chỉ sợ những tài nguyên này tầm bổ cho đại địch phương nguyên mà thôi. Phương nguyên cũng không quan tâm. Đối với hắn mà nói, những tư nguyên đó chỉ để dệt hoa trên gấm mà thôi, có cũng được, không có cũng không sao. Tiếp theo là chữa trị vạn niên đấu phi xa cho thật tốt. Sau đó tiến về dòng sông thời gian bắt nghiên thú thái cổ còn thiếu. Sau đó sẽ thăm dò mộng cảnh. Nhờ bắt chẹt chính đạo Nam Cương mà ta có được một lượng lớn mộng cảnh. Phương Nguyên tính toán thời gian một chút, khả năng không đủ dùng. Sau đó không lâu, chính là thời gian động thiên công cộng của ngũ tướng mở ra, hoàn thành sự kiện đồ ước ngàn năm, vẫn cố hết sức mà thôi. Phương Nguyên thở dài, cùng lúc đó, Tử Vi tiên tử ở Thiên Đình đang than khổ. Thiên Đình lại một lần nữa thất bại ở dòng sông thời gian, phải làm sao mới ổn đây? Vạn niên đấu phi xa, bộc lộ thủ đoạn và chiến lược khiến nàng cảm thấy khó xử không thôi. Nàng biết chiến lược của Phương Nguyên chính là sử dụng dòng sông thời gian để câu cá, nhưng liên quan đến chân truyền Hồng Liên, Thiên đình không thể không mắc câu. Cho dù là lỗ máu cũng phải cắn răng nhảy xuống. Thiên đình trước nay chưa từng e ngại điều gì. Lệ mang lấp lóe trong mắt tử vi tiên tử, chợt nàng cao mày, chỉ là tiếp theo, khi tiến hành cải tiến xây dựng tiên cổ phòng trụ đạo, phải lấy tốc độ làm trọng. Sau này giao thủ, cũng lấy quấy nhiễu phương nguyên làm trọng. Chỉ cần ngăn cản hắn lấy được chân truyền hồng liên đã là công lớn rồi. Bạch thiên thái cổ, một đám mây trắng nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng bên trên lại âm thầm trở theo sáu vị cổ tiên thích gia bay nhanh về phía trước. Cẩn thận một chút, nơi này là Bạch Thiên Thái Cổ, thường có hoang thú thái cổ ẩn hiện. Trước mắt, xem ra lộ tuyến này vẫn an toàn, nhưng vẫn phải đề cao cảnh giác như cũ. Lần này đến động thiên đó, chúng ta có thể đạt được thiên tướng. Phục hưng và hưng thịnh của thích gia đã nằm trong tầm tay. Cổ tiên thích gia âm thầm giao lưu với nhau, tất cả đều hưng phấn và kích động. Mặc dù bọn họ còn chưa rõ uy năng cụ thể của sát chiêu thiên tướng là gì, nhưng bọn họ không hề đánh giá thấp trình độ lợi hại của chiêu này dù sao đây cũng là bán truyền thừa đạo thiên ma tôn để lại bỗng nhiên cảnh tượng thay đổi bạch thiên vốn đang yên tĩnh đột nhiên trở nên long trời lở đất biến thành một đại mạc đen kịt không gian màu đen này chẳng khác nào quả cầu bao vây sáu cổ tiên thích ra bên trong một tia sáng màu bạc như sợi tơ bện thành lưới khảm nạm bốn phương tám hướng đây là sát chiêu chiến trường tiên đạo rốt cuộc là ai đã mai phục chúng ta mau cút ra đây cổ tiên thích ra khiếp sợ không thôi. Sau khi bối rối liền thi nhau gầm thét, một tiên cổ phòng bắt chuyển trở theo một cổ tiên ung dung xuất hiện. Tiên cổ phòng này giống như một con thuyền nhỏ, mũi dài hẹp, toàn thân ngân mang sáng chói. Trên thuyền có một vị cổ tiên đứng chắp tay sau lưng, mặc bạch bào, lặng lặng đứng im, mỉm cười nhìn cổ tiên thích ra. Gương mặt vị cổ tiên này cực kỳ anh tuấn, mái tóc đen suôn dài như thác nước rủ xuống bên hông, nhìn qua giống một thiếu niên yếu đuối. Nhưng sau khi sáu vị cổ tiên thích gia nhìn thấy người này, tất cả đều chấn kinh. Thích Tài là Thái thượng nhị trưởng lão thích gia, là người dũng mãnh nhất, nhưng gương mặt lúc này chỉ toàn là sự kinh hãi. Thích Tiến là Thái thượng tam trưởng lão thích gia, cùng những cổ tiên thích gia khác, gương mặt tái nhợt, tâm can run rẩy. Một luồng hàn ý lạnh lẽo nhanh chóng di chuyển toàn thân. Thái thượng đại trưởng lão thích gia xưa nay lão luyện thành thục, lúc này cũng phải luống cuống, "Phương, Phương Nguyên, tại sao lại là ngươi? Tại sao ngươi lại tìm chúng ta gây phiền phức chứ?" Phương Nguyên vừa mới xuất hiện đã dọa sáu vị cổ tiên thích ra phải sợ hãi. Sĩ khí vốn đang sụp sôi giống như bị dội một chậu nước đá, sĩ khí giảm xuống đáy cốc. Ngươi ảnh, cây ra. Hiện tại, ma uy Phương Nguyên hạo đãng, viễn siêu hơn thời kỳ này kiếp trước. Trong trận chiến dòng sông thời gian thứ hai, Phương Nguyên đã công bố thiên hạ tình hình chiến đấu cụ thể. Thiên đình đại bại thua thiệt, bại hết lần này đến lần khác. Lệ Hoàng chết thảm, Phương Nguyên dẫm lên người thiên đình, danh vọng ma đạo trấn thiên nhiếp trời đa số cổ tiên thích gia bị dọa đến cơ thể mềm nhũn phương nguyên là đại ma đầu tuyệt thế tại sao lại đến đối phó thích gia hơn nữa còn đặc biệt mai phục phương nguyên đại nhân thích gia ta là gia tộc ẩn thế chưa hề đối phó với ngươi lần nào cũng không cừu không oán nếu giữa chúng ta có hiểu lầm nào đó bên ta đồng ý bồi thường hòa giải thái thượng đại trưởng lão thích phát nói phương nguyên bật cười các vị không cần khẩn trương chỉ cần các vị đầu nhập vào ta ta sẽ giữ lại một con đường sống cho các vị còn việc bồi thường, chi bằng nhường thiên tướng cho ta. Nghe xong, cổ tiên thích ra như rơi xuống hầm băng. Xong rồi. Bí mật lớn nhất đã bị Phương Nguyên biết được. Làm sao hắn có thể biết được chứ? Hắn là thiên ngoại chi ma, còn có xuân thu thiền trùng sinh trở về mà. Đổ ước ngàn năm chính là mục tiêu phấn đấu của thích gia ta ngàn năm qua, bây giờ sắp thành công, phải chắp tay dâng cho hắn sao? Ta không cam tâm. Biểu hiện cổ tiên thích gia vừa giữ tợn lại phức tạp bọn họ sợ hãi, bọn họ phẫn nộ, bọn họ bối rối, bọn họ cửu hận, bọn họ bất đắc dĩ. Người mạnh nhất của thích gia cũng chỉ có tu vi thất chuyển. Tiến vào bạch thiên thái cổ đã phải phí hết khí lực, bây giờ lại phải đối chiến với phương nguyên. Ha ha, người là dao thớt, ta là thịt cá. Khổ quá đi, chi bằng liều mạng. Thích tài nghiến răng, hai tay siết chặt, hai cánh tay đều đang run rẩy. Lấy cái gì mà liều? Liều có thắng không? Ngươi không phải không biết chiến tích của Phương Nguyên, chúng ta liều cũng chỉ đi tìm cái chết vô nghĩa mà thôi thích tiến căm hận đáp lại ánh mắt phương nguyên lóe lên dị mang uy hiếp bây giờ ta cho các ngươi thời gian bao hô hấp để cân nhắc ba hơi qua đi nếu không thuận theo ta tất cả chết hết cho ta đi chúng ta nên làm cái gì đây cổ tiên thích gia bối rối hoang mang lo sợ vội đưa ánh mắt nhìn thích phát thích phát là thái thượng đại trưởng lão thích gia xưa nay rất có uy vọng ông là một ông cụ thân hình gầy gò nhưng tinh thần lại quắc thước lưng thẳng tắp giống như một thanh trường thương nhưng sau ba hơi thở lưng ông lại còng xuống chắp tay nói với phương nguyên phương nguyên đại nhân thích ra chúng ta xin hàng ha ha kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt phương nguyên cười to ba tiếng lệ mang lấp lóe trong mắt khiến cổ tiên thích ra không dám nhìn thẳng các ngươi đã có được một lựa chọn chính xác nhất đám người băng ngưng băng ở bên trong vạn niên đấu phi xa tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kia không khỏi bùi ngùi trận chiến bảo vệ phúc địa lăng ra trận chiến thứ nhất thứ hai bên trong dòng sông thời gian phương nguyên đã dẫm lên thiên đình danh chấn thiên hạ ma uy hiển hách hung uy hạo đãng đã có thể khiến cho cổ tiên thất chuyển không chiến mà hàng thích phát lại nói sát chiêu thiên tướng là của đại nhân ngài nhưng tình huống bên trong tại hạ cả gan xin báo cáo với đại nhân phương nguyên nhìn thẳng vào vị thái thượng đại trưởng lão thích ra cười như không cười nói không cần đâu ta không sợ nói cho các người biết kiếp trước ta đã thu được thiên tướng sau đó giết chết các ngươi, chiếm động thiên khí thượng. Đương nhiên, trong các ngươi cũng có một số người quy hàng ta. Ngừng lại một chút, Phương Nguyên lại nói, bí mật của sát chiêu thiên tướng, ta còn biết rõ hơn các ngươi. Những lời Phương Nguyên nói giống như từng nhát búa nện vào lòng cổ tiên thích ra. Sau khi bọn họ chấn kinh, cũng không dám tin tưởng. Phương Nguyên cũng chẳng quan tâm bọn họ tin hay không, cứ thế mà gieo xuống thủ đoạn trên người bọn họ, tiếp theo lục soát cổ trùng trên người bọn họ hắn đối với việc cổ tiên thích ra nắm giữ tiên cổ nào đều thuộc như lòng bàn tay. Sau khi lục soát xong, cổ tiên thích ra được sắp xếp đứng ở mũi tàu vạn niên đấu phi xa. Người nào cũng đứng ngẩn ra, sắc mặt trắng như tờ giấy. Khống chế cổ tiên thích ra xong, Phương Nguyên liền thu lại chiến trường tiên đạo, Diêm La Võng. Chiến trường Diêm La Võng được cái tiến từ chiến trường Diêm La, hoàn thành mục tiêu dự định của Phương Nguyên, tập trung sức mạnh trụ đạo, trở nên càng mạnh và vững chắc hơn. Vạn niên đấu phi xa cũng đã được chữa trị xong, một đường bay đến chỗ cần đến. Chỉ trong giây lát, chúng tiên chỉ thấy trên bầu trời vốn không có vật gì, bây giờ lại xuất hiện một cửa lâu thật lớn. Cửa lâu chạm khắc hai mặt, bên trên treo một tấm bảng thật lớn, có viết năm chữ, ngũ tướng đổ đấu môn. Toàn bộ cánh cửa lâu được làm bằng đồng thau, tản ra khí chất uy vũ, hùng khoát. Ban đầu nó chỉ là một hư ảnh, nhưng theo thời gian, nó dần dần ngưng thực, càng lúc càng rõ ràng sau khi cánh cửa lâu đã hoàn toàn ngưng thực một đám mây thật lớn tụ lại gánh chịu cửa lâu thuộc hạ dưới trướng phương nguyên kinh ngạc không thôi đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy biểu hiện của sáu vị cổ tiên thích ra vô cùng phức tạp chỗ sâu trong ánh mắt đám người thích phát còn lưu lại chút hy vọng lúc này bên trong cửa lâu bắt đầu hiện ra ánh sáng năm màu biểu tượng cho lực lượng năm tướng đầu tiên là màu đỏ chiếu xuống phản chiếu mây trắng bên dưới một mảnh đỏ bừng phương nguyên mỉm cười nhìn hắc lâu lan ngươi lên đi mặt hắc lâu lan không chút biểu cảm rời khỏi vạn niên đấu phi xa bay về phía cửa lâu trên đường phương nguyên tiện tay vung lên đánh một sát chiêu tiên đạo vào trong cơ thể của nàng cơ thể hắc lâu lan khẽ run lên sau đó rơi xuống trước cửa lâu ánh sáng bao phủ nàng sau đó tiêu tán không còn đã thừa nhận tư cách của hắc lâu lan không thể nào trời ạ à, tại sao có thể như vậy chứ huyết tướng thừa nhận nàng chẳng lẽ nàng ta thật sự là hậu nhân của huyết tướng tiết gia sáu vị cổ tiên thích ra khiếp sợ không thôi, khó có thể tin. Phương Nguyên quay lại nhìn bọn họ, lại dặn dò cổ tiên người đá, đến lượt các người. Một số vị cổ tiên người đá trúng sát chiêu của Phương Nguyên, khí tức phát sinh một sự thay đổi huyền diệu. Dưới sự kiểm chắc của ánh sáng màu vàng, bọn họ đã bình yên thông qua, thu được tư cách tiến vào động thiên ngũ tướng. Nhìn thấy cảnh tượng này, sáu vị cổ tiên thích ra lại chấn động không thôi. Có người thân hình lào đảo như sắp đổ. Trước đó, Hắc Lâu Lan là nhân tộc, có lẽ còn có khả năng là huyết mạch của huyết tướng tiết ra. Nhưng đám cổ tiên dị nhân người đá thì sao? Người đá chỉ có giống đực, không cách nào thông hôn với chủng tộc khác, càng không thể sinh hạ dòng dõi. Nhưng cửa lâu lại thừa nhận bọn họ. Sự thật lạnh lùng giống như một thanh kiếm sát hung hăng cắm vào lòng cổ tiên thích ra. Bọn họ rốt cuộc đã từ bỏ tia hy vọng cuối cùng, không thể không thừa nhận đây chính là bố trí của phương nguyên. Miệng thái thượng đại trưởng lão thích ra thích phát tràn ngập vị đắng, ban đầu ông ta đầu hàng phương nguyên thứ nhất nếu không đầu hàng sẽ chết thứ hai là muốn mượn nhờ ngũ tướng đổ đấu môn và sát chiêu thiên tướng để lừa gạt phương nguyên ý định tìm cơ hội tốt đào thoát khỏi phương nguyên nhưng bây giờ xem ra đã không còn khả năng này nữa phương nguyên chuẩn bị quá đầy đủ hoàn toàn có chuẩn bị mà đến đủ loại biểu hiện chứng minh lời nói của hắn lúc trước là không ngoa kiếp trước phương nguyên chỉ sợ đã đạt được sát chiêu thiên tướng hắn có xuân thu thiền khả năng làm lại là vô hạn Điều này quá vô lại, ai có thể ngăn được hắn chứ? Đồ ước ngàn năm không nghĩ đến lại tiện nghi cho một người ngoài. Ha ha, cổ tiên thích ra, có người trong lòng dâng lên ngọn lửa giận, có người phẫn hận không thôi, còn có một số bị đả kích nghiêm trọng, tâm ý nguội lạnh. Tâm trạng bọn họ dao động vô cùng, nhưng điều này cũng không thể trách bọn họ được. Khi đến, bọn họ tràn ngập hy vọng và hưng phấn. Kết quả nửa đường bị phương nguyên mai phục, biến thành tù nhân thì không nói. Bảo tàng ngàn năm thích ra phấn đấu là sát chiêu thiên tướng cũng rơi vào tay người khác tranh lệch trước sau thật sự quá lớn, quá đột ngột, quá lãnh khốc. Những người này thật đáng thương. Bạch thỏ cô nương nhìn cổ tiên thích ra, trong lòng dâng lên sự đồng tình. Hừ, đồ bị phương nguyên nhìn chúng, các ngươi còn có hy vọng xa vời gì nữa. Băng ngưng băng vẫn lạnh lùng. Nàng là người hiểu rõ thủ đoạn của phương nguyên nhất. Sau đó lại có mấy vị cổ tiên đến trước cửa lâu, thuận lợi thông qua kiểm tra. Phương nguyên không để cho cổ tiên thích ra vào, vẫn buộc bọn họ ở mũi tàu, trơ mắt nhìn bạch thỏ cô nương, diệu âm tiên tử thay thế vị trí của mình nhận được ánh sáng khí tướng tán thành phương nguyên và băng ngưng băng cũng tham dự vào nhận được tư cách thăm dò còn vạn niên đấu phi sa và cổ tiên thích gia đều bị hắn cất vào trong tiên khiếu tầm mắt thay đổi băng ngưng băng ổn định tinh thần quan sát bốn phía thầm nghĩ đây là động thiên ngũ tướng sao vừa nghĩ đến một luồng tin tức đã truyền vào đầu nàng giúp cho nàng hiểu được bố trí của ngũ tướng thì ra đây là động thiên công cộng là một phần tiên khiếu ngũ tướng tuần thiên quyên tặng dung hợp mà thành. Toàn bộ động thiên chia làm năm khối, giữa các vực không thể qua lại lẫn nhau, chỉ có dãy núi chính giữa là duy nhất. Sát chiêu thiên tướng nằm ở phần trung tâm nhất của động thiên, chỉ cần được môn lâu thừa nhận, cổ tiên được truyền tống vào sẽ có tư cách lấy trí bảo. Đồng thời ven đường còn có một số tài nguyên mà ngũ tướng tuần thiên bố trí, thực lực đầy đủ thì có thể biến thành của mình, nhưng đề nghị tốt nhất là đừng đào rễ, đừng nên thấy lợi trước mắt băng ngưng băng nhìn phương nguyên do dự một chút định lên tiếng nói cho phương nguyên biết nhưng phương nguyên mắt nhìn phía trước thờ ơ phất tay ta cũng nhận được tin tức này không cần nói nữa băng ngưng băng ồ một tiếng sau đó im lặng kiếp trước phương nguyên gặp khó khăn trước cửa lâu ngay cả sát chiêu gặp mặt từng quen biết cũng bị nhìn thấu bị đẩy ra ngoài cửa hắn phải dựa vào vầng sáng trí tuệ lúc này mới suy tính ra sát chiêu ngụy trang thành công tiến vào động thiên ngũ tướng sau khi tiến vào động thiên ngũ tướng tin tức bố trí của ngũ tướng cũng không truyền vào đầu hắn hắn nhờ băng ngưng băng thông báo mới biết được có nội dung này nhưng kiếp này trải qua phương nguyên cải tiến và suy tính sát chiêu tiên đạo mà hắn nghĩ ra không chỉ có thể dùng cho bản thân hơn nữa còn có thể trợ giúp người khác lừa dối quá quan bây giờ hắn một bước bước vào động thiên ngũ tướng lập tức có tin tức truyền vào đầu hắn giải thích rõ bố trí của ngũ tướng truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé xuất phát về phía trung tâm phương nguyên cùng đi với băng ngưng băng kiếp trước hắn vì muốn tiết kiệm thời gian đồng thời cổ tiên thích ra cũng tiến vào động thiên ngũ tướng phương nguyên phải cùng tranh đoạt sát chiêu thiên tướng với đám người này kiếp này phương nguyên đã sớm ra tay đá đối thủ lớn nhất của mình ra khỏi cục toàn bộ động thiên ngũ tướng đều là người của hắn mặc dù tình thế không có gì khẩn trương rất nhàn nhã hoàn toàn có thể thu hết tài nguyên ven đường nhưng phương nguyên biết ở dãy núi trung tâm nhất mặc dù tiên cổ phòng mang theo sát chiêu thiên tướng có vẻ thô lậu, nhưng lại chỉnh hợp động thiên ngũ tướng, trước khống chế tiên cổ phòng, rất có ích cho việc di chuyển tài nguyên trong tương lai. Trên đường phi hành, băng ngưng băng kinh ngạc phát hiện, tài nguyên bên trong động thiên ngũ tướng quả thật không ít. Băng kính tuyết liên, huyền băng trăm năm, huyền băng ngàn năm, nước quảng hàn, thiên công thần ngọc, linh dương ngọc xương. Mặc dù không có điểm tài nguyên cỡ lớn hoặc siêu cấp, đều là tài nguyên cỡ chung, nhưng những tư nguyên này lại dày đặc, đồng thời số lượng dự trữ vô cùng phong phú. Ừm, nơi này đóng cửa 100 năm mới mở ra một lần, tất nhiên tích lũy không ít tài nguyên. Băng ngưng băng không ngừng hâm mộ. Chắc chắn, đám tư nguyên này sẽ rơi vào tiên khiếu trí tôn của phương nguyên. Nếu nàng có được chúng, nàng sẽ bổ sung cho nội tình của mình. Tài sản tăng gấp mấy lần, trực tiếp phất lên rất nhanh. Nhưng phương nguyên có chúng chẳng khác nào dệt hoa trên gấm. Trên đường đi rất thuận lợi, hai người phương nguyên và băng ngưng băng yên ổn tiến vào dãy núi trung tâm kiếp trước còn có cổ tiên thích gia bố cục nhấc lên thú triều dẫn ra hoàng thú thái cổ đối phó hai người phương nguyên ngăn cản bọn họ tạo thành phiền phức cho bọn họ khi tiến lên nhưng bây giờ đám cổ tiên thích gia đã trở thành tù binh bị vây khốn bên trong vạn niên đấu phi xa ăn bữa nay lo bữa mai ốc còn không mang nổi mình ốc đối với dãy cung điện tiên cổ phòng trên đỉnh núi phương nguyên đã sớm mất đi hứng thú trước cung điện có không ít cổ tiên đang đứng đều là thuộc hạ dưới trướng của phương nguyên bọn họ đang đứng ở vị trí mà phương nguyên đã bố trí trước đó sau khi bái kiến phương nguyên xong các cổ tiên đồng loạt báo cáo đều là tình huống ven đường phương nguyên liếc nhìn một vòng không có chỗ nào ngoài ý muốn hoặc không ổn khẽ gật đầu sau đó xuất lĩnh quần tiên tiến vào đại điện sát chiêu thiên tướng nằm ngay trong đại điện nó giống như hình con phi hạc một chân lông vũ toàn thân trắng như tuyết không nhiễm trần thế mỏ chim thật dài lúc này đang rút vào trong cánh cúi đầu cánh khép lại, ánh mắt cũng nhắm, dường như đang ngủ say. Khí tức cửu chuyển. Đám người băng viện hít một hơi, ánh mắt vừa mừng vừa sợ. Phương Nguyên xuất lĩnh quần tiên ngồi một vòng chung quanh phi hạc thiên tướng, liên tiếp rút ý chí của mình vào. Môn lâu là kiểm nghiệm của năm tướng, còn đối với sát chiêu thiên tướng, bọn họ không có năng lực tăng thêm thủ đoạn gì. Bởi vậy bất kể là ai cũng có thể rót ý chí của mình vào. Các luồng ý chí chen chúc nhau mà vào, trong nháy mắt tiến vào, liền có tin tức Đạo Thiên Ma Tôn lưu lại truyền đến. Đạo Thiên Ma Tôn nói rõ ngọn nguồn, ông đã từng ngoài ý muốn phát hiện một thiên linh tự nhiên ở Bạch Thiên Thái Cổ, ông đã phí hết công sức mới bắt được nó, nhưng lại phát hiện thiên tướng này rất ảo diệu, rất cường đại, ông tạm thời không luyện hóa được. Vì thế, ông đã sáng tạo ra sát chiêu thiên tướng, bố trí một bán truyền thừa lưu lại cho người hữu duyên. Sau đó, năm tướng phát hiện được phần truyền thừa này Ai cũng không chịu nhường ai, về sau đã có đồ ước ngũ tướng ngàn năm. Chúng tiên hiểu được chân tướng, ai nấy đều kinh ngạc, cảm thán không thôi. Kiếp trước Phương Nguyên đã sớm trải qua, tâm trạng không ba động gì cả. Hắn còn có một liên tưởng khác đối với sát chiêu Thiên tướng. Sát chiêu của Đạo Thiên Ma Tôn, ví dụ như thần không biết, quỷ không hay, thiên tướng, một khi thôi động đều có thể trường tồn, không bao giờ sụp đổ. Kiếp trước ta cứ nghĩ đó là phong cách của Đạo Thiên Ma Tôn nhưng trải qua trận đại chiến chữa trị cổ số mệnh, ta phát hiện các đại tiên tôn, ma tôn đều có thủ đoạn này. Cự dương tiên tôn cũng như thế, nguyên thủy tiên tôn cũng như vậy, vô cực ma tôn càng như thế. Uy năng của những thủ đoạn, những sát chiêu này vô cùng hạo đáng, hơn nữa còn có thể trường tồn bất diệt. Bình thường ẩn núp, một khi bộc phát, uy lực vẫn long trời lở đất như cũ. Nếu một hai tôn giả có thủ đoạn như vậy, đó chỉ có thể nói là năng khiếu. Nhưng gần như tất cả tôn giả đều như thế, vậy thì đó không còn là chuyện của lưu phái hoặc cá nhân, mà là cảnh giới. Mỗi một tôn giả đều có cảnh giới vô thượng đại tông sư. Đây là chuyện mà thế nhân công nhận. Nói như vậy, cảnh giới đại sư sinh ra trực giác. Cảnh giới tông sư có thể loại suy. Cảnh giới đại tông sư có thể lợi dụng đạo ngân tự nhiên. Cảnh giới vô thượng đại tông sư, nếu sát chiêu vĩnh tồn, tự hành vận chuyển thì sao? Tư duy phương nguyên phát tán, tuy là suy đoán nhưng cảm giác được suy đoán này đúng đến 8-9 phần 10 mặc dù bên trong chân truyền mà hắn có được không hề có nội dung miêu tả những điều này nhưng bản thân phương nguyên có hai lưu phái là cảnh giới chuẩn vô thượng vì thế hắn có năng lực nhìn trộm phong cảnh của vô thượng đại tông sư sau mấy canh giờ phương nguyên thuận lợi loại bỏ thiên ý sau cùng của sát chiêu thiên tướng nhóm thiên ý cuối cùng này kiếp trước hắn phải vận dụng chiến thuật bày ra thế yếu làm tê liệt cổ tiên thích ra khiến chúng tiên thích ra chịu không ít thua thiệt cuối cùng bị phương nguyên ngư ông đắc lợi kiếp này phương nguyên chỉ huy nhiều ý chí hơn triệt để tiêu diệt nhóm Thiên Ý vẫn ngoan cố chống cự đến cùng này. Toàn bộ quá trình đều không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Kiếp trước, Phương Nguyên còn lo lắng Băng Ngưng băng phản bội hắn, nhưng kiếp này, số lượng cổ tiên dưới trướng của Phương Nguyên đông hơn, đồng thời những cổ tiên dị nhân lại còn rất trung thành với hắn. Đây là sự lãnh đạo tài hoa của Phương Nguyên, cộng thêm thủ đoạn chính trị phụ trợ, nhiều lần đánh bại Thiên Đình đã tạo ra mị lực lẫn uy thế, không cần sử dụng bất kỳ sát chiêu nô đạo nào. Cổ tiên dị nhân ngoan ngoãn, chúng tiên ảnh tông cũng không dám vi phạm phương nguyên. Mặc dù đã luyện hóa sát chiêu Thiên tướng, tiêu diệt tất cả thiên ý còn sót lại, nhưng bên trong sát chiêu Thiên tướng vẫn còn rất nhiều ý chí cổ tiên cứng ngắc như đá. Những ý chí này đều được tích lũy hơn ngàn năm, do ý chí hậu nhân năm tướng ngưng tụ lại. Không diệt trừ những ý chí này, Phương Nguyên không thể thôi động sát chiêu Thiên tướng. Cũng may Phương Nguyên đã sớm chuẩn bị, cải tiến mấy sát chiêu, nhất là sát chiêu lấy tiên cổ tuệ kiếm làm hạch tâm biến thành thủ đoạn chủ yếu của Phương Nguyên. Kiếp trước, ta một mình sử dụng tiên cổ tuệ kiếm, hiệu quả đã rất nổi bật rồi. Kiếp này còn có sát chiêu, khống chế thiên tướng sẽ vô cùng thần tốc. Phương Nguyên lấy sát chiêu thiên tướng nhưng lại không lấy tiên cổ phòng, sai một số cổ tiên khống chế tiên cổ phòng, sau đó di chuyển từng tài nguyên bên trong ra. Động thiên ngũ tướng đã từng chiếm đoạt mảnh vỡ cửu thiên thái cổ, vì thế không có tai kiếp sinh ra, không phải Phương Nguyên có thể chiếm đoạt. Sau khi Phương Nguyên sắp xếp hết thảy, liền xuất lĩnh một đám người rời khỏi động thiên thẳng đến vị trí động thiên khí tượng bên trong động thiên khí tượng còn có một vị cổ tiên thích gia chấn thủ ngay cả thái thượng đại trưởng lão thái thượng nhị trưởng lão thái thượng tam trưởng lão còn quy hàng vị cổ tiên thích gia lục chuyển này chỉ biết mở to mắt ngoan ngoãn để phương nguyên bắt cổ tiên thích gia nhìn thấy phương nguyên thu lấy sát chiêu thiên tướng không còn ôm bất cứ tâm lý may mắn nào sắc mặt người nào cũng đau thương kiếp trước phương nguyên ra lệnh băng ngưng băng tấn công động thiên khí tượng còn bị sát chiêu khí hải vô lượng oanh kích. Nhưng kiếp này, thiên linh trong động thiên khí tượng cũng không thức dậy, vẫn còn ngủ say. Phương Nguyên Đại Nhân, ngài muốn chúng thuộc hạ di chuyển số tài nguyên này đi đâu? Có cổ tiên dị nhân hỏi. Cổ tiên thích ra liếc nhìn nhau, có người vội la lên, chúng ta nguyện vì Phương Nguyên Đại Nhân mà chấn thủ nơi này. Phương Nguyên cười ha hả không cần, hãy nhìn ta nuốt nó đây. Cảnh giới khí đạo của hắn đã là cấp tông sư. Sau trận chiến bên trong dòng sông thời gian, Hắn đã sửa chữa xong Vạn Niên Đấu Phi Sa, sau đó tiến vào dòng sông thời gian săn niên thú thái cổ. Trong quá trình săn đuổi khá dài, hắn vẫn luôn ở bên trong Vạn Niên Đấu Phi Sa thăm dò mộng cảnh, chuyển hết mọi việc cho thuộc hạ xử lý. Chỉ có đến thời điểm cần ra tay, hắn mới ra tay mà thôi. Vì thế cũng tiết kiệm được không ít thời gian, giúp hắn nhiều lần thăm dò mộng cảnh thành công. Cảnh giới từng lưu phái của Phương Nguyên đều có sự tăng trưởng không ít, nhất là khí đạo vọt thẳng đến cấp đại tông sư có cảnh giới này, hắn liền có tư cách chiếm đoạt động thiên khí hải. Bên trong quá trình chiếm đoạt, tất nhiên sẽ đánh thức thiên linh động thiên, nhưng Phương Nguyên cũng đã sớm có sự chuẩn bị, trực tiếp chấn áp nó. Thiên linh mắng to hậu nhân thích ra bất hiếu bại ra, sắc mặt cổ tiên thích ra sám xịt, tuyệt vọng vô cùng. Cuối cùng, bọn họ trơ mắt nhìn nhà cửa của mình bị Phương Nguyên nuốt vào, dung nhập vào tiên khiếu trí tôn của hắn. Rất nhiều tài nguyên khí đạo tạm thời không thể thống kê. Thu hoạch lớn nhất chính là sát chiêu khí hải vô lượng. Sát chiêu này là vương bài lớn nhất của động thiên khí hải, có thể dựa vào nó để chống lại tai kiếp liên miên. Bên trong sát chiêu vô lượng khí hải đã bao gồm tiên cổ khí quyển bát chuyển, tiên cổ đại gia chi khí thất chuyển, còn có rất nhiều tiên tài khí lưu, như kim khí, thủy khí, hỏa khí, thậm chí còn có vận khí, thần khí, chủng loại vô cùng phong phú. Kiếp trước, Phương Nguyên đã hủy đi sát chiêu này. Kiếp này, hắn đã có cảnh giới đại tông sư khí đạo, nội tình thâm hậu, vì thế hắn không có ý định hủy đi sát chiêu đó điều đáng nhắc đến chính là động thiên khí hải đã tăng thêm cho phương nguyên hơn trăm vạn đạo ngân khí đạo nội tình khí đạo của phương nguyên tăng vọt có thể nói là một bước lên trời tiên khiếu trí tôn tiểu bạch thiên phân thân long nhân mỉm cười đưa tay ra trước mắt của hắn là một con hươu con đang lơ lửng giữa không trung con hươu con khéo léo cúi đầu trước phân thân phương nguyên duỗi đầu lưỡi đỏ hồng nhẹ nhàng liếm lòng bàn tay phân thân long nhân chủ nhân con hươu con mở miệng là ngôn ngữ của loài người nó dĩ nhiên không phải hưu bình thường mà là chấp nghiệm khí tướng năm đó kết hợp với thiên địa vĩ lực của động thiên khí hải hình thành thiên linh khí hải thiên linh khí hải hình dáng như con hưu con toàn thân màu trắng như tuyết hai mắt mở to hiện lên ánh sáng màu vàng kim sáng trói mắt bên cạnh con hưu con còn có một vết thương kinh khủng sâu đủ thấy xương vết thương kéo dài đến phần bụng dưới lưu lại đạo ngân nồng đậm phần thân lòng nhân thở dài vết thương này của ngươi cực kỳ nghiêm trọng thủ đoạn của ta chỉ sợ không chữa được khi động thiên khí hải độ vạn kiếp con hươu con đã khống chế sát chiêu khí hải vô lượng mà bị thương kiếp trước khi băng ngưng băng đánh vào động thiên khí hải thiên linh cũng bởi vì vết thương này mà chìm vào ngủ say sau đó mới giật mình tỉnh lại con hươu con là thiên linh bản thân là một sự tồn tại rất kỳ lạ chính là chấp niệm kết hợp với vĩ lực thiên địa muốn trị liệu cho hươu con nhất định phải là một phương pháp liên quan đến trí đạo nhưng phương nguyên đã thử qua đều không có tác dụng thủ đoạn luyện đạo của phương nguyên càng thêm lợi hại nhưng hắn cũng không dám tùy ý hành động không phải hắn không có cách xử lý vết thương nhưng những thủ đoạn đó mạnh thì mạnh thật nhưng lại không tinh diệu đối với thiên linh hưu con vô cùng có hại rất có thể sau khi trị liệu xong thiên linh khí hải cũng sẽ bị tiêu diệt luôn nếu thực hiện trị liệu kết quả lại giết chết thiên linh khí hải phương nguyên cần chi phải tốn công tốn sức cứu chữa nó làm gì tạm thời phương nguyên thúc thủ vô sách với thương thế của con hưu con nhưng con thiên linh hưu con này có cái nhìn rất thoáng nó lại còn rất cao hứng bởi vì sau khi động thiên khí hải bị đoạt nó vẫn còn tồn tại còn chưa bị hủy diệt bất kỳ một sinh mệnh nào cũng đều có bản năng sinh tồn địa linh cũng giống như vậy bọn chúng có khuynh hướng nhận chủ bảo vệ phúc địa cũng như bảo vệ mình đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải thỏa mãn điều kiện nhận chủ mới có thể khiến bọn chúng phục tùng hay sử dụng sát chiêu huyết quang trấn linh phương nguyên nghĩ đến ảo diệu của địa linh thiên linh huyền bí của thế giới cổ xưa rất nhiều phương nguyên tiếp xúc càng nhiều lại càng phát hiện mình biết rất ít cổ tiên bình thường nuốt khiếu mặc dù có địa linh nhưng sau khi nuốt khiếu hoàn tất địa linh sẽ bị hủy diệt nhưng tiên khiếu trí tôn lại phá vỡ thông thường này bên trong nhất định có nguyên nhân đáng tiếc bên trong chân truyền ảnh tông không có bất kỳ ghi chép nào có lẽ u hồn ma tôn còn có chỗ giữ lại nội dung chân truyền ảnh tông cũng không phải toàn bộ những gì mà ông ta nắm giữ hoặc tiên khiếu trí tôn thay đổi như vậy ngay cả u hồn ma tôn cũng không kịp chuẩn bị cũng giống như phương nguyên có được tạo nghệ luyện đạo rất mạnh đối với việc luyện ra tiên cổ lạ cũng chỉ là tham chiếu cổ phương để hiểu rõ đại khái chứ không phải hoàn toàn hiểu hết nhất là luyện chế một con tiên cổ trước nay chưa từng có khi cổ tiên thử sử dụng con tiên cổ này cổ tiên sẽ thu hoạch được phát hiện mới trước mắt bên trong tiên khiếu trí tôn của phương nguyên có rất nhiều địa linh thiên linh địa linh là nhiều nhất dẫn đầu tất cả là địa linh lăng gia lão rất đặc biệt do hai chấp nghiệm tạo thành còn có địa linh linh xà tinh hạch chó đen tùy ý tản mát từng vị trí bên trong tiên khiếu trí tôn bọn chúng đều giúp phương nguyên quản lý tiên khiếu trí tôn khống chế khí hậu một phương phương nguyên cũng không tiêu diệt những thiên linh này mà vẫn giữ lại cho đến bây giờ hiện tại thời cơ không ổn hắn phải chuẩn bị cho tương lai nhất định phải tìm hiểu huyền cơ tồn tại của những thiên linh địa linh này đây cũng là nguyên nhân hắn muốn cứu thiên linh khí hải chiếm đoạt xong động thiên khí hải phương nguyên sắp xếp cho nó ở tiểu bạch thiên Điều này đã mang đến một sự biến hóa rõ rệt cho tiên khiếu trí tôn. Các loại khí thức dần dần tăng lên, đồng thời còn tương trợ nhau lưu truyền. Rõ ràng nhất bên trong tiểu bạch thiên là có rất nhiều mây trắng được tạo ra, đồng thời còn nhanh chóng lan tràn. Tám tiểu thiên còn lại cũng có mây như thế. Những đám mây này chỉ là sương mù mỏng manh, cũng không biến thành vân thổ. Nhưng lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Căn cứ theo suy tính của Phương Nguyên, một khoảng thời gian sau, các ngõ ngách bên trong tiền khiếu trí tôn sẽ có khí lưu sinh ra những khí tức này đủ loại, phần lớn đều là cổ tài phẩm cấp. Qua một đoạn thời gian nữa, sẽ có rất nhiều khí lưu phẩm cấp tích lũy, từ đó sẽ sinh ra tiên tài khí lưu. Qua một đoạn thời gian dài nữa, bên trong những tiên tài khí lưu này sẽ có một số ổn định lại, liên hệ chặt chẽ với hoàn cảnh chung quanh, đây chính là hình thức ban đầu của một điểm tài nguyên. Nếu phát triển tốt đẹp, những điểm tài nguyên này sẽ phát triển thành cỡ nhỏ, cỡ trung, thậm chí cỡ lớn. Đương nhiên, nếu không có người chủ động can thiệp xác suất bên trong tiên khiếu trí tôn sinh ra điểm tài nguyên cỡ lớn thật sự rất nhỏ gần như không cần tính tất cả đều là ảnh hưởng do hơn vạn đạo ngân khí đạo mang đến những đạo ngân khí đạo này đều là tích lũy của động thiên khí hải bây giờ động thiên khí hải đã bị phương nguyên chiếm đoạt số đạo ngân khí đạo này được khoách tán ra phân bố tại năm vực nhỏ và chín thiên nhỏ mỗi một lần chiếm đoạt tiên khiếu đều sẽ có đạo ngân tăng lên giúp cho hoàn cảnh tiên khiếu phát sinh thay đổi ví dụ như kiếp trước của phương nguyên hắn chiếm đoạt động thiên thú kiếp, đạo ngân biến hóa đạo tăng lên, sẽ khiến cho giống loài bên trong tiên khiếu trí tôn trở nên càng thêm phong phú. Lấy một ví dụ nhỏ, bên trong tiểu Bắc Nguyên có một số hồ ly bình thường, nhưng xác suất bọn chúng biến thành hồng hồ, hồi hồ, phong hồ, vân hồ, thậm chí biến thành dị thú như thu thủy hồ, lưu quang hồ sẽ cao hơn. Chiếm đoạt động thiên hạ cha, đạo ngân trụ đạo tăng vọt, giúp cho nhánh sông thời gian càng thêm rộng lớn. Phương Nguyên có thể điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua nhanh chậm, có thể mở rộng rất nhiều lần. Bởi vậy có thể thấy được, cổ tiên mạo mũi nuốt khiếu cũng sẽ không tốt. Bởi vì đạo ngân tăng vọt sẽ khiến cho hoàn cảnh tiên khiếu của mình phát sinh thay đổi cực lớn. Nếu không có thủ đoạn trí đạo, cổ tiên khó mà điều tiết, sẽ khiến cho tiên khiếu mà mình kinh doanh tổn thất nặng nề, thậm chí còn nghèo rớt mồng tơi. Sinh thái bên trong tiên khiếu cũng sẽ rút dây động rừng. Bên trong chuỗi thức ăn, một loại cây cỏ nho nhỏ tàn lụi diệt tuyệt rất có thể khoét tán thành nguy cơ tổn vong của vô số sinh linh huống chi sau khi chiếm đoạt tiên khiếu còn dẫn đến hoàn cảnh lớn thay đổi phương nguyên sở dĩ vẫn luôn được lợi chủ yếu là vì tiên khiếu trí tôn của hắn quá lớn cho nên đã phân mỏng ảnh hưởng này đa số cổ tiên tiên khiếu của bọn họ so sánh với tiên khiếu trí tôn đều nhỏ bé vô cùng giống như khối lượng nước giống nhau cùng rót vào một cái bình nhỏ và một cái vạc cái bình sẽ được rót đầy còn cái vạc thì chỉ có một lớp nước mỏng bên dưới ngoài ra còn có tạo nghệ trí đạo thâm hậu của phương nguyên khi đối ứng với cảnh giới từng lưu phái đều có thể giúp hắn ung dung ứng đối tất cả mọi thay đổi trước đó chiếm đoạt tiên khiếu hạ cha còn chưa tính nhưng lần này chiếm đoạt động thiên khí hải đạo ngân khí đạo đã tăng hơn trăm vạn thay đổi bên trong tiên khiếu trí tôn rõ ràng đã có rất nhiều bản thân hạ cha còn chưa vượt qua một lần vạn kiếp nào cho nên đạo ngân trụ đạo chỉ có khoảng bảy vạn mà thôi kiếp trước phương nguyên chiếm đoạt động thiên thú kiếp thu hoạch mười mấy vạn đạo ngân biến hóa đạo bởi vì tiên nhân thú kiếp đã vượt qua được trận vạn kiếp đầu tiên thì chết để lại động thiên thú kiếp còn chưa nghênh đón lần vạn kiếp thứ hai. Khí tướng lúc trước, thực lực không tệ. Khi đó, ngũ tướng tung hoành hai thiên, danh chấn năm vực, danh tiếng nhất thời có một không hai. Khí tướng qua đời, lưu lại động thiên khí hải, vẫn không hề nuốt mảnh vỡ cửu thiên thái cổ, chịu đủ khốn khổ tai kiếp, cực khổ bồi dưỡng tài phú. Hơn một ngàn năm trôi qua, động thiên khí hải vượt qua hơn 10 trận vạn kiếp. Mỗi một trận vạn kiếp, thu hoạch ít nhất chừng 10 vạn đạo ngân cộng thêm khí tướng tích lũy khi còn sống đủ loại như thế đã có hơn trăm vạn đạo ngân khí đạo đây là thành tựu kinh người đến cỡ nào rất không dễ dàng nên biết rằng vạn kiếp rất khủng bố cổ tiên bát chuyển thấp thỏm lo âu rất khó vượt qua được nhưng động thiên khí hải lại từng bước một đi tới ngày hôm nay chủ yếu dựa vào sát chiêu khí hải vô lượng địa linh khống chế chiêu này tiên nguyên bát chuyển đầy đủ nhiều lần trợ giúp động thiên khí hải biến nguy thành an đương nhiên chiêu này rất tinh diệu không chỉ tiêu hao tiên nguyên, lại còn hao tổn các loại khí lưu. Khí lưu hao tổn có thể giảm bớt tiêu hao tiên nguyên, mặt khác còn có thể tăng cường uy năng của sát chiêu. Trong một ngàn năm qua, còn có cổ tiên thích ra bốn phía hỗ trợ, thu thập những khí lưu này. So sánh với nhau, động thiên thú kiếp chỉ là một thanh niên. Mặc dù phúc địa lang gia có lịch sử lâu đời, nhưng nó là động thiên cố tình rơi xuống thành phúc địa, không bị vạn kiếp. Tài kiếp cao nhất cũng chỉ là hạo kiếp, vì thế thu hoạch đạo ngân rất ít. Ngoài ra, Phúc Địa Lăng gia còn lợi dụng sát chiêu ảnh hưởng nội dung tai kiếp, cố ý tăng thêm không ít đạo ngân thủy đạo. Đạo ngân thủy đạo và luyện đạo dung hội, sinh ra luyện thủy. Phúc Địa Lăng gia vì bí cảnh thiên địa nhân tạo, tổn thất đạo ngân thủy đạo, luyện đạo khó mà tính toán. Nếu không phải ta chiếm đoạt động thiên khí hải, dựa theo thương thế của hưu con khí hải, dường như không chịu đựng nổi. Chỉ cần mấy vạn kiếp nữa, rất có thể sẽ phá hủy động thiên này. Cho nên, lựa chọn của địa linh lang gia cũng không tính là sai nếu phúc địa lăng gia cứ duy trì động thiên cho dù thu hoạch được đạo ngân luyện đạo gấp mấy chục lần cũng tuyệt đối không sống đến bây giờ phương nguyên tiếp tục tiềm tu một mặt hắn tích cực điều chỉnh cố gắng tiêu hóa hoàn toàn động thiên khí hải mặt khác hắn bắt đầu luyện tập sát chiêu khí đạo thuật liên kích của ba thập bát phương nguyên chỉ lướt qua rồi bỏ trọng điểm bây giờ là sát chiêu khí đạo nhất là khí hải vô lượng uy năng khí hải vô lượng tất nhiên lợi hại vô cùng có thể trợ giúp động thiên khí hải nhiều lần ngăn cản được hạo kiếp kiếp trước nội tình khí đạo của phương nguyên không đủ thời gian cũng không đủ tài nguyên thiếu thốn cho nên đã phải tách sát chiêu khí hải vô lượng ra nhưng kiếp này cảnh giới của phương nguyên là đại tông sư chiếm đoạt động thiên khí hải sát chiêu khí hải vô lượng cũng được mang theo tốc độ bên trong tiền khiếu trí tôn nhanh hơn kiếp trước rất nhiều điều này lại tranh thủ thêm cơ hội cho phương nguyên luyện tập sát chiêu nội tình khí đạo của phương nguyên một bước lên trời chuyển hóa thành chiến lực chắc chắn có thể tiến triển cực nhanh biến chuyển từng ngày chiến lực khí đạo thành, nhất định sẽ vượt qua cả trụ đạo, trở thành thủ đoạn chủ công của ta. Hơn trăm vạn đạo ngân khí đạo, cũng không phải nói đùa. Đến lúc đó, ta có thể thử thu phục Long Cung, có tư cách cưỡng ép thu lấy dưới sự vây công của cổ tiên bắt chuyển. Ánh mắt Phương Nguyên nheo lại, sớm có mưu tính. Tiên khiếu trí tôn. Phương Nguyên diễn luyện sát chiêu khí đạo. Một số tiên cổ bay múa xung quanh, sau đó rất nhiều phàm cổ giống như vòi rồng xoay tròn quanh bọn chúng. Rất nhiều cổ cương khí tham gia vào trong, tiên nguyên bát chuyển rót vào, lập tức nối khí tức cổ trùng thành một mảnh. Nhưng những sát chiêu này vẫn không thể dùng. Chán Phương Nguyên dị mồ hôi lạnh. Sau người hô hấp, Phương Nguyên vãn hồi cục diện, sát chiêu rốt cuộc ấp ủ thành công, đột nhiên bộc phát. Sát chiêu khí đạo tiên cấp thiên cương bố y, một chiếc áo vải màu xám trắng lập tức bao quanh phân thân long nhân. Chiếc áo nhìn rất bình thường, nhưng nếu tinh tế quan sát Nhất định sẽ phát hiện mỗi một sợi vải của chiếc áo chính là một sợi cương khí. Đây chỉ là sát chiêu đẳng cấp thất chuyển, nhưng nhờ hơn trăm vạn đạo ngân khí đạo tăng phúc, uy năng của nó đã tăng vọt hơn ngàn lần. Chuyện được đọc bởi kênh Halleyzi Audio. Sau đó, Phương Nguyên khảo thí một phen. Bộ quần áo nhìn thì đơn bạc nhưng lực phòng ngự mạnh mẽ khiến người ta phải lo mắt mà nhìn. Đây hoàn toàn là uy năng cấp độ bắt chuyển, so với sát chiêu đông cầu còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Phương Nguyên cảm thán trong lòng không thôi. Đương nhiên, vẫn không so được với ấn hộ thân nghịch lưu. Hơn trăm vạn đạo ngân khí đạo cũng không phải trưng cho đẹp trải qua tăng phúc, sát chiêu thất chuyển cũng có thể tương đương với bát chuyển. Quan trọng hơn, tiêu hào tiên nguyên vẫn thuộc cấp độ thất chuyển. Cổ tiên vượt qua một lần vạn kiếp, bình quân có thể thu hoạch hơn 8 vạn đạo ngân. Uy lực tai kiếp càng mạnh, số lượng đạo ngân thu hoạch được sẽ vượt qua con số bình quân. Trên lý thuyết, sau khi cổ tiên vượt qua 3 lần vạn kiếp, có thể tấn thăng thành tôn. Số lượng đạo ngân bình quân đại khái là 30 vạn. Hơn trăm vạn đạo ngân khí đạo, đại khái cấp độ cửu chuyển mới có được. Tiên cổ hạch tâm của sát chiêu thiên cương bối y chỉ là thất chuyển, trải qua đạo ngân khí đạo tăng phúc, đã tăng vọt lên cấp độ bát chuyển đỉnh phong. Nếu tiên cổ hạch tâm là bát chuyển, cộng thêm được đạo ngân khí đạo tăng phúc, có phải sẽ có uy năng cửu chuyển rồi hay không? Trong lòng phương nguyên khẽ động, tinh mang lấp lóe trong mắt. Hắn nhớ lại trận đại chiến kiếp trước, từng tôn giả đã thi triển thủ đoạn của mình. Cùng lúc đó, bản thể của hắn cũng trợ giúp suy tính. Rất nhanh, phân thân long nhân của phương nguyên liền lắc đầu, khả năng này không lớn. Sát chiêu cửu chuyển chỉ sợ phải có tiên cổ cửu chuyển tham gia vào, không phải chỉ dựa vào đạo ngân tăng phúc là có thể đạt tới. Chuẩn xác hơn mà nói, không phải chỉ dựa vào hơn trăm vạn đạo ngân khí đạo của ta tăng phúc là có thể đột phá. Có lẽ đạo ngân tăng thêm mấy chục lần mới có thể lượng biến dẫn đến chất biến, đạt đến cấp độ cửu chuyển. Phương Nguyên cũng không dám xác định. Mặc dù hắn là cổ tiên bát chuyển, nhưng nhìn phong cảnh cửu chuyển trên đỉnh đầu, vẫn bao phủ một tầng xương mù thần bí chỉ dựa theo lý luận mà suy tính, điểm xuất phát đạo ngân của tôn giả là 30 vạn. Nhưng Phương Nguyên cũng từ địa linh lang ra và kinh nghiệm bản thân, mà hiểu rõ mỗi tôn giả trong lịch sử đều là quái vật, khó mà dùng lẽ thường để cân nhắc. Không nói những cái khác, nội vô cực ma tôn thôi, khi ông ta còn là cổ sư, ông ta đã có đạo ngân cấp độ cổ tiên. Nếu cứ phát triển tiếp, chờ đến khi ông thành tựu tôn giả, số lượng đạo ngân sẽ là bao nhiêu? Phương Nguyên không cách nào tưởng tượng được. Những tôn giả khác thì sao? Khi bọn họ vừa mới thành tựu tôn giả, có phải đạo ngân cũng chỉ có 30 vạn hay không?" Phương Nguyên mỉm cười. "Khả năng này gần như bằng không. Thế gian này không có cổ trùng vô địch, chỉ có cổ tiên vô địch. Khi những người này thành tôn, chỉ có 30 vạn đạo ngân sao có thể có được chiến tích quét ngang thiên hạ, danh vọng vô địch cái thế chứ? Bây giờ Phương Nguyên đã là cao thủ ít có trong thiên hạ, đặt chân lên đỉnh phong ngạo thị thiên hạ. Người có thể đơn đấu địch lại hắn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng, mỗi lần hắn ngửa đầu, vẫn nhìn thấy 10 ngọn núi lớn đứng sừng sững trong tầng mây trên đỉnh đầu của hắn. Đó là 10 người mạnh nhất từ xưa đến nay, người nào cũng là truyền kỳ trong truyền kỳ, là 10 mặt trời trói mắt nhất trong lịch sử nhân tộc. Ngoài ra, bất kể là ai, bất kể người nào, cho dù kinh tài tuyệt diễm, sáng trói như sao cũng bị ánh sáng của bọn họ chiếu xuống, trở nên ảm đạm phai mờ. Ngay cả Phương Nguyên cũng không ngoại lệ. Hắn có thể đi đến ngày hôm nay, hắn đã dựa vào không ít di trạch tiên hiền, nhất là những tôn giả đó, không nói những cái khác, chỉ nói tiên khiếu trí tôn. Đây chính là vật của u hồn ma tôn. Phương Nguyên tu hành đến nay, vẫn thường xuyên cảm thán ưu thế nghịch thiên của tiên khiếu trí tôn. Nói đến việc chiếm đoạt động thiên khí hải, trong tình huống bình thường, ai có thể một ngụm chiếm đoạt được nó chứ? Gần như không có ai. Trừ phi là nguyên thủy tiên tôn tại thế. Bởi vì tiên khiếu chỉ có thể lấy lớn nuốt nhỏ. Lớn nhỏ ở đây chính là nội tình. Chỉ sợ cũng chỉ có nguyên thủy tiên tôn mới có nội tình khí đạo như vậy có thể chiếm đoạt động thiên khí hải với hơn trăm vạn đạo ngân khí đạo nếu cắt chém động thiên chiếm đoạt từng phần tổn thất đạo ngân sẽ rất lớn mỗi lần cắt chém động thiên đều sẽ tổn thương động thiên đạo ngân khí đạo biện thành một tấm lưới cũng không ngừng bị cắt đứt tổn thất cực lớn bởi vì đạo ngân bài xích lẫn nhau cổ tiên có thể lấy được tiên khiếu động thiên không có mấy ai khi động thiên khí hải bị chia cắt đến một trình độ nhất định bởi vì tổn hại quá mức nhất định sẽ dẫn phát gió đại đồng phần động thiên còn dư lại cũng chỉ có thể bị hủy diệt nhưng tiên khiếu trí tôn lại có thể lấy nhỏ nuốt lớn trước đó nội tình khí đạo của phương nguyên quá nghèo nàn nhưng bây giờ hắn nuốt động thiên khí hải đây không phải là rắn nuốt voi mà là voi nuốt kiến đáng sợ hơn chính là đạo ngân còn không bài xích nhau phương nguyên có thể hoàn mỹ tiêu hóa thành quả hấp thu tất cả đạo ngân không lãng phí một tơ một hào nào quá nghịch thiên khó trách thiên đạo đều không dung để ngăn cản u hồn ma tôn thiên ý không tiếc bồi dưỡng thiên ngoại chi ma phương nguyên trăm phương nghìn kế bố cục, đưa Phương Nguyên trở về 500 năm về trước, phá hư đại kế ảnh tông. Tiên khiếu trí tôn lại càng nghịch thiên, càng chứng minh u hồn ma tôn đáng sợ đến cỡ nào. Mỗi lần Phương Nguyên thông qua Xuân Thu Thiền, trùng sinh lại càng hiểu rõ sự vĩ đại của Hồng Liên Ma Tôn. Cự Dương Tiên Tôn, Đạo Thiên Ma Tôn, Nguyên Liên Tiên Tôn. Mượn nhờ ánh sáng của những tôn giả này, Phương Nguyên trở thành ma đầu đương thời, nhưng mỗi khi hắn bước một bước đều phát hiện chênh lệch giữa mình và tôn giả khó mà tính toán được không có bất kỳ chán ngắn hoặc thất vọng nào lần nào phương nguyên ngưỡng vọng cũng đều có sự kính nể hắn chưa từng cuồng vọng cũng không cao ngạo hắn luôn tôn kín mỗi một vị tiên hiền đạt giả vi sư sao kính nể chính là sự hưng phấn khó nói nên lời mạnh như người đại tôn giả mà còn không vĩnh sinh người nào cũng mất đi như vậy ta có thể thành công hay không khả năng cực kỳ bé nhỏ cực kỳ xa vời gần như không không nói những cái khác chỉ cần cổ số mệnh tồn tại một ngày thôi sẽ không cho phép bất kỳ sinh mệnh nào thu hoạch được vĩnh sinh. Đây là chân lý đã sớm được ghi bên trong nhân tổ truyện. Cho nên, việc truy đuổi như vậy mới thú vị." Phương Nguyên mỉm cười nói. Thu lại tâm trạng, bản thể của hắn tiếp tục luyện tập sát chiêu khí đạo. Về phần phân thân Long Nhân, hắn đã thí nghiệm sát trên Thiên Cương Bối Y, sau đó bay đi câu thông bảo Hoàng Thiên. Hắn muốn mua rất nhiều tiên tài khí lưu bên trong bảo Hoàng Thiên. Rất nhiều sát chiêu khí đạo đều cần sử dụng tiên tài khí lưu. Ví dụ như Thiên Cương Bối Y đã có rất nhiều cương khí tham gia vào. Sử dụng đạo ngân bên trong tiên tài thúc ra sát chiêu, điều này cũng không hiếm lạ. Cổ tiên trận đạo cấp tông sư có thể lợi dụng tiên tài này để bày trận. Ban đầu, sát chiêu thủy đạo cũng sử dụng rất nhiều tiên tài thủy lưu không cùng loại, nhưng về sau, bởi vì chi phí quá lớn, cổ tiên dần dần lựa chọn cổ trùng mà từ bỏ phương thức này. Đặc điểm này rõ ràng nhất ở khí đạo. Cảnh giới khí đạo thấp cổ sư cổ tiên có thể sử dụng cổ tài thay thế cổ trùng thi triển sát chiêu nguyên nhân là vì cổ tài khí lưu tính lưu động rất tốt rất thích hợp thủy lưu kém hơn một bậc mà muốn lợi dụng đạo ngân trên đất đá độ khó lại càng lớn hơn phương nguyên không quan tâm mấy chuyện này bây giờ tài nguyên của hắn rất phong phú trong tay dư giả không ngừng thu thập tiên tài khí đạo bên trong bảo hoàng thiên hắn không tống tiền cổ tiên nam cương tiên tài khí lưu chiến lược phương diện khí đạo hắn cần tạm thời giữ bí mật huyền âm khí thiếu dương khí cương khí bá khí mùa tất ừm huyết khí phân thân long nhân nhìn thấy không khỏi suy nghĩ mặc dù huyết đạo người người kêu đánh nhưng có thế lực chính đạo nào mà không lén lút nghiên cứu nó cho nên bên trong bảo hoàng thiên cổ tài huyết đạo cũng rất được hoan nghênh số huyết khí này chỉ là phàm tài nhưng lượng rất lớn đổi lại khí lưu lại phương nguyên đương nhiên không cần đẳng cấp phàm tài bên trong tiên khiếu trí tôn của hắn có thể tự sản sinh nhưng huyết khí thì khác. Loại khí lưu này không chỉ ẩn chứa đạo ngân khí đạo, mà còn ẩn chứa đạo ngân huyết đạo. Vì thế, cũng được xem là phàm tài huyết đạo. Huyết đạo có một ưu thế rất kinh khủng, chính là cho dù là phàm tài, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng sung làm tiên tài. Số lượng lớn như vậy, hoàn toàn có thể coi như tiên tài. Phần thân Long Nhân nghĩ đến đây, không do dự nữa, liền mua lại. Trung Châu. Cái gì? Không còn huyết khí sao? Phương Chính câu thông bảo Hoàng Thiên ánh mắt mang theo vẻ khó tin rõ ràng lần trước ngươi còn hàng tồn rất nhiều mà ý chí cổ tiên bán huyết khí bên trong bảo hoàng thiên lắc đầu mấy canh giờ trước có một vị cổ tiên tài lực kinh người quét ngang thị trường bảo hoàng thiên một mẻ hốt gọn hết tiên tài khí đạo ngươi cũng hiểu mà số huyết khí này cũng được xem là tiên tài khí đạo cho nên nó đã được mua hết phương chính trợn tròn mắt quét ngang thị trường bảo hoàng thiên thu mua tất cả tiên tài khí đạo trên thị trường đây là tài lực kinh khủng hùng hậu đến cỡ nào Phương Chính tấn thăng thành cổ tiên đã được một khoảng thời gian, y biết rất rõ có đôi khi tài lực đại diện cho thực lực. Một vị cổ tiên có được tài lực hùng hậu, đồng nghĩa với việc hắn nắm giữ tài nguyên to lớn. Có được tài nguyên như thế, tất nhiên sẽ giúp ích cho việc tu hành, giúp cho tu hành thuận buồm xuôi gió. Có lẽ không phải một người mà là một thế lực siêu cấp ra tay. Phương Chính lẩm bẩm, thần niệm của y lại thăm dò nhiều quầy hàng, quả nhiên không có bất kỳ phát hiện đáng mừng nào. Trên thị trường không còn huyết khí phương chính tu hành huyết đạo rất cần huyết khí thần niệm rời khỏi bảo hoàng thiên phương chính suy nghĩ chẳng lẽ lại yêu cầu tài nguyên huyết khí từ môn phái sao y rất nhanh từ bỏ suy nghĩ này y quyết định tự mình thu thập huyết khí rất dễ thu hoạch chỉ cần giết chết một đám phàm thú dùng thủ đoạn huyết đạo tiến hành rút ra là có thể thu hoạch được một đống nuôi dưỡng hoang thú trong tiên khiếu sẽ không ngừng có thiên tài huyết khí chính bởi vì tài nguyên huyết đạo rất dễ thu hoạch huyết đạo mới càng đáng sợ cuối cùng bị chính đạo năm vực cấm chỉ. Đổi lại tiên tài khác, Phương Chính có lẽ sẽ xin môn phái giúp đỡ, nhưng chỉ là huyết khí, hơn nữa nhu cầu bản thân Phương Chính cũng không nhiều. Đối với Phương Chính mà nói, y có thể thu hoạch được huyết khí mình cần, chẳng qua quá trình hơi phiền phức một chút mà thôi, thời gian lãng phí thêm một ít. Nghĩ đến đây, y liền nói với phiền Tây lưu kế hoạch của mình, thân phận của y khá đặc biệt, cho nên không thể tùy ý rời khỏi núi phi hạc. Sau khi phiền Tây lưu biết được, liền giao cho Phương Chính một nhiệm vụ, vừa lúc hướng tây bắc có một con trâu vàng làm loạn, ngươi hãy đi giải quyết chuyện này đi, giết hoặc bắt nó cũng được. Nếu có thể bắt sống, điểm cống hiến của môn phái sẽ tăng gấp đôi. Trong lòng Phương Chính run lên, con trâu núi vàng đó là hoang thú, y chưa hề tác chiến với hoang thú lần nào. Sau khi kịp phản ứng, trong lòng y có chút hưng phấn, lúc này liền đồng ý, Phương Chính đã sớm không còn là nhóc con ngày nào, lại trải qua không ít ma luyện ở Phúc Địa Lăng gia, suy nghĩ một chút, trong lòng đã có cân nhắc y cũng không vội đi tìm châu núi, mà đến tín lâu tiên hạc môn. Tín lâu bạch hạc là một tiên cổ phòng, cao đến 9 tầng, nằm trên một sườn núi vắng vẻ. Nơi đó sương mù quấn quanh, cỏ cây xanh um. Y cưỡi phi hạc mà đi. Mặc dù y chuyên tu huyết đạo, nhưng đã sớm học nghệ ở tiên hạc môn mấy năm, bái thiên hạc thượng nhân làm sư, cho nên rất quen thuộc đối với việc khống chế phi hạc. Khi còn ở phúc địa lang gia, y đã tham gia cuộc chiến của ba đại lục, không có cơ hội thu phục phi hạc nhưng trong lòng đến cuối vẫn luôn nhớ đến con vật này vận mệnh thay đổi y được phượng cửu ca cứu trở về tiên hạc môn đồng thời lại được thiên đình coi trọng thậm chí còn dìu dắt thành tiên có tu vi cổ tiên lại còn trở thành thái thượng trưởng lão tiên hạc môn phương chính dễ dàng điều khiển một con phi hạc sung làm phương tiện giao thông trước cổng chính tín lâu bạch hạc không ai thủ vệ nhưng gần đó lại có hai con hoang thú phi hạc nghỉ ngơi một khi có chuyện ngoài ý muốn phát sinh hai con hoang thú phi hạc sẽ kịp thời xuất hiện trở thành người thủ vệ Phương chính khống chế phi hạc, vừa mới đến gần tín lâu bạch hạc, con phi hạc dưới chân đã run lên không ngừng, âm thanh từ hót biến thành gào thét. Phương chính không khỏi thở dài trong lòng, con phi hạc của ta là dị thú ngũ chuyển. Khi còn ở tiên hạc môn, ta cảm thấy nó rất thần tuấn cường đại, nhưng bây giờ thì lại không có gì hơn. Tiên phàm tranh lệch, quả nhiên khác nhau một trời một vực. Phương chính rơi xuống mặt đất trước tín lâu bạch hạc, con phi hạc dưới chân y run đến mức thiếu chút nữa té ngã. Phương chính thở dài một tiếng sau đó thu nó vào trong tiên khiếu. Y có thân phận thái thượng trưởng lão, không cần khai báo bên ngoài cánh cửa tín lâu bạch hạc, trực tiếp tiến thẳng vào bên trong. Mỗi một tầng bên trong tín lâu đều trưng bày rất nhiều phàm cổ tín đạo. Phương chính muốn thu hoạch tin tức, nhất định phải dùng điểm cống hiến của mình để đổi lấy. Bản thân tín lâu có thể lưu giữ tin tức, nhưng tiên hạc môn lại không làm mấy chuyện này. Bởi vì một khi tín lâu bị hủy, số tin tức này cũng bị hủy luôn. Tín lâu là một tiên cổ phòng, cũng giống như tiên cổ phòng của thiên đình chỉ có uy năng tín đạo nếu là tiên cổ phòng hoàn chỉnh chiếu cố đến phòng ngự thì không cần hai con hoang thú bạch hạc bảo vệ nội tình tín đạo của phương chính nghèo rớt mồng tơi tất nhiên không nhìn ra được ảo diệu của tín lâu nhưng y hoàn toàn có thể nghĩ đến tín lâu này sẽ có uy năng bảo tồn truyền tống thậm chí bố trí và hủy diệt cổ trùng tín lâu bạch hạc có tác dụng thu thập chỉnh sửa tin tức đa số tin tức đều có thể kiểm tra lại được đương nhiên bí mật thật sự chỉ có cao tầng mới biết được mặc dù phương chính là thái thượng trưởng lão, nhưng muốn chân chính trở thành cao tầng của tiên hạc môn, điều này không có khả năng. Thân phận của y đặc biệt, từ đầu đến cuối vẫn bị xa lánh. Đổi lại trước kia, phương chính sẽ vẫn còn u mê, nhưng bây giờ y trải qua kinh nghiệm rất nhiều, nhìn mọi thứ đều thấu triệt. Sự thấu triệt này cũng không khiến cho y đắc chí, ngược lại còn cười khổ nhiều hơn. Y nhờ thế mà hiểu hơn tình huống của Phương Nguyên khi còn ở núi Thanh Mao. Cũng giống như tình huống của Phương Nguyên lúc đó, không được cao tầng chào đón muốn mưu cầu tiến bộ chỉ có thể hãm hại lừa gạt cường thủ hào đoạt mà thôi trên thực tế từ lúc tiên hạc môn được thành lập đến bây giờ không phải cũng như vậy sao bọn họ cưỡng chiếm tài nguyên rất nhiều điểm tài nguyên đều đã từng là tài sản của tán tiên cổ tiên ma đạo thiên đình danh sưng chính nghĩa cũng chẳng khác gì ngược dòng tìm hiểu lịch sử địa bàn của bọn họ đều cướp lại từ tay của dị nhân thiên đình chỉ là chính nghĩa của nhân tộc mà thôi đổi lại cổ tiên chính đạo trung châu khác bình thường sẽ không có loại suy nghĩ đại nghịch bất đạo nào nhưng phương chính y lại từng sinh sống bên trong quần thể người lông mặc dù bị xa lánh nhưng y lại hiểu được đủ loại phong thổ của người lông lại càng hiểu người lông hơn đổi lại các cổ tiên khác sao có thể sinh tồn trưởng thành trong hoàn cảnh chung quanh chỉ toàn là dị nhân kinh nghiệm trải qua đã mang đến một cái nhìn đặc biệt cho phương chính những khó khăn vất vả bây giờ đã biến thành của cải của y mặc dù tầm mắt của y không cao xa rộng lớn nhưng cũng rất độc đáo chỉ là cái mông quyết định cái đầu, sự chính nghĩa như của Thiên Đình, ta vẫn rất thích. Phương Chính cười khổ, bắt đầu tìm đọc tin tức. Hoàng thú Châu Kim Sơn, ừm, chính là con này. Sau khi y kéo mấy tầng, liền tìm được phàm cổ có tin tức tương ứng. Thần niệm rót vào, lập tức từng dòng tin tức rót vào lòng y. Châu Kim Sơn thể trạng lớn như núi, chỉ có giống cái rất thích nuốt kim tinh. Thường sau khi nó nuốt mấy trăm cân kim tinh xong, nó sẽ chui vào sơn động, chìm vào ngủ say. Ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn cuộc sống ngược lại rất thoải mái phương chính cười nói y lại tiếp tục xem toàn thân châu kim sơn sừng châu là có giá trị nhất cứ cách trăm năm sừng châu lại dài thêm một trượng uốn lượn không ngừng mở rộng cuối cùng quay quanh toàn bộ đầu cổ cho đến phần bụng khi sừng châu kim sơn kéo dài đến phần bụng đầu nhọn của sừng châu áp vào phần bụng đâm thẳng vào phần dạ dày chỉ cần châu kim sơn ngẩng đầu nó sẽ kéo toàn bộ phần sừng châu từ sau hướng lên trước cắt toàn bộ phần bụng của mình ra con cái của Châu Kim Sơn sẽ từ vết thương thật lớn này nhảy ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halsey Audio. Ánh mắt Phương Chính khẽ nheo lại, lẩm bẩm, phương thức sinh sản này hơi tương tự với người đá. Phương Chính tiếp tục xem. Sau khi Châu Kim Sơn sinh con, bởi vì vết thương quá lớn, đau đớn không chịu nổi, phát ra tiếng kêu rên, đồng thời không ngừng chảy máu. Sau khi Châu Kim Sơn con được sinh ra, nếu lựa chọn liếm vết thương cho Châu mẹ, đạo ngân đặc biệt trên đầu lưỡi của con nghe sẽ giúp cho vết thương châu kim sơn nhanh chóng khôi phục cho đến khi khỏi hẳn nếu nghe con không dùng lưỡi của mình liếm vết thương châu cái sẽ tử vong nghe con uống máu châu cái có thể giúp lớn mạnh bản thân vượt qua thời kỳ suy yếu của con con thú vị đây phương chính cảm thán không thôi cách sống của châu kim sơn chính là ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn điều này đồng nghĩa với việc châu cái sinh con nghe con cứu châu cái châu cái cũng sẽ không lo cho con của mình sau khi ăn no cũng sẽ chìm vào ngủ say đối với nghe con mà nói cứu châu cái ngược lại chi bằng không cứu càng có lợi hơn cho bọn chúng sống sót cho nên đa số nghe con đều đứng nhìn châu cái bỏ mình chỉ có một số ít liếm vết thương cho châu cái châu cái sinh con đồng nghĩa với một thảm kịch nhân gian mặc dù là sinh tồn không có gì đáng trách nhưng ta vẫn thích những con nghe con cứu tính mệnh của châu cái hơn phương chính đọc xong thông tin ngược lại trong lòng có đối sách y bước ra khỏi tín lâu hoàn toàn nắm chắc nhiệm vụ của môn phái lần này khác với trước khi tiến vào lâu y quyết định ra tay dựa theo tập tính của Châu Kim Sơn. Không phải Châu Kim Sơn thích nuốt kim tinh sao? Vậy y sẽ tạo ra một phần kim tinh. Người ngoài câu cá dùng mồi câu, phần kim tinh này chính xác là mồi câu Châu Kim Sơn. Mặc dù thực lực phương chính không tầm thường, trong khoảng thời gian này lại ở bên trong tiên khiếu của mình làm quen, với không ít sát chiêu huyết đạo, đã có thể đối cứng với Châu Kim Sơn. Nhưng có thể sử dụng 5 phần lực, tại sao lại phải sử dụng 10 phần lực chứ? lựa chọn ổn thỏa và an toàn nhất chính là dùng trí tuệ đối địch, tận lực vận dụng tất cả ưu thế bên cạnh, lưu lại mấy phần dư lực để ứng phó bất luận chuyện gì ngoài ý muốn. Đây là thói quen Phương Chính luyện ra được trong những năm tháng chiến hỏa bay tán loạn. Mấy ngày sau, Phương Chính đã đến chỗ cần đến. Y yên lặng tiến vào sơn cốc, cũng thuộc phạm vi biên giới Châu Kim Sơn hoạt động, bỏ ra một đống lớn kim tinh. Khi Châu Kim Sơn lưỡng thững đến gần, mũi của nó run lên, hai mắt lóe lên kim mang, nhanh chóng phát hiện rất nhiều kim tinh được chôn dưới nền đất con trâu kim sơn liền dùng cái móng trâu, còn có sừng trâu tiến hành đào móc. Nó đào đến bụi đất bay tứ tung, kim tinh rất nhanh lộ ra ngoài, sau đó vui vẻ nuốt vào bụng. Chúng kế rồi. Phương chính tận mắt nhìn thấy, mừng thầm trong lòng. Y kiên nhẫn chờ đợi, chờ trâu kim sơn ăn no rồi chui vào sơn động trước đó, một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Trọn vẹn ba ngày ba đêm. Từ chỗ sâu trong sơn động truyền ra tiếng kêu rên của Châu Kim Sơn. Phương Chính đang ngủ say liền bị tiếng kêu làm bừng tỉnh sau khi kịp phản ứng, y vui mừng quá đỗi, độc tính rốt cuộc đã khoách tán toàn thân, phát huy tác dụng rồi. Nhưng y vẫn không tiến vào sơn động mà kiên nhẫn trở bên ngoài cửa hang. Sự đau đớn do độc tính phát tác khiến con trâu kim sơn nổi điên, cắn loạn xạ bên trong sơn động, huyền náo đến dãy núi phải run rẩy. Khu rừng chung quanh ồn ào, náo động, rất nhiều sinh linh chạy tứ tán. Qua một hồi lâu, động tĩnh đáng sợ trong sơn động mới dần dần dừng lại. Lúc này Phương Chính mới bước vào sơn động, kịch chiến với con trâu kim sơn chỉ còn nửa mạng. Chiến đấu một lát, Phương Chính thấy con châu Kim Sơn đã bị y chọc giận, liền chủ động rời khỏi sơn động. Đánh nhau với châu Kim Sơn trong sơn động quá nguy hiểm. Một khi sơn động sụp đổ, ngay cả Cổ Tiên Lục chuyển cũng phải gặp phiền phức. Huống hồ lần này Phương Chính đến là để bắt sống châu Kim Sơn, chứ không phải phá hủy khu rừng sinh linh đồ thán. Phương Chính rời khỏi sơn động, con châu vàng cũng theo sát đằng sau. Cả hai một lần nữa chém giết trong sơn cốc. Cuối cùng, Phương Chính dựa theo sát chiêu huyết tiệm đông cứng con châu vàng sau đó bắt sống. Nhưng trong lúc y định thu con trâu vàng vào trong tiên khiếu, một luồng khí thế cường đại từ trên người con trâu vàng bay lên. Cùng lúc đó, một kim đỉnh bằng đồng thau từ bên trong con trâu vàng xuất hiện. Đây là phương chính kinh hãi. Sau một khắc, từ bên trong kim đỉnh đồng thau nhảy ra một cổ tiên bắt chuyển. Nhất điểm linh tính kim trung tàng, tam thập vạn tái ẩn thần quang. Kim chiêu vận lai trọng kiến thiên, phụng chính tuẫn đạo huyết huyền hoàng. Vị nữ tiên bát chuyển chậm rãi ngâm hai câu, sau đó rơi xuống trước mặt phương chính mỉm cười nói với y tiểu hữu xem ra chính ngươi là người đã giúp ta thức tỉnh phương chính trợn mắt không ngờ lại có chuyện như vậy phát sinh sát chiêu kiếm đạo kim ti kiếm phương nguyên hét lớn một tiếng thúc ra sát chiêu một lát sau rất nhiều tơ vàng từ trên người hắn bắn ra thật mạnh bao trùm bốn phương tám hướng không phân biệt cái gì với cái gì vù 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 ba vị cổ tiên bên cạnh hắn kinh hãi muốn né tránh nhưng không kịp bị hàng ngàn hàng vạn tơ vàng xuyên thủng thể xác và hồn phách. Ba tiếng bịch vang lên. Ba vị cổ tiên rơi xuống mặt đất, không còn khí thức sinh mệnh. Phương Nguyên thở mạnh. Một phen khổ chiến, rốt cuộc cũng đã giết chết được cường địch, mệt mỏi vô cùng. Thiên địa mà hắn đang đứng chậm rãi tiêu tán, cho đến khi không còn, chỉ còn lại hoang hồn Phương Nguyên, mang theo vết thương chồng chất đứng bên trong tiểu lục thiên của tiên khiếu trí tôn. Cuối cùng cũng thông qua được màn cuối cùng. Đúng là quá khó khăn, nếu không phải thời khắc quan trọng nhất sử dụng sát chiêu giải mộng tìm ra được sơ hở cực kỳ nhỏ kia ta sẽ còn thất bại lần nữa sau khi hồn phách của phương nguyên trở về nhục thân trong lòng hắn có chút cảm thán đây là một mộng cảnh kiếm đạo trong mộng cảnh này thực lực phương nguyên rất thấp nhất là màn cuối cùng mỗi một cổ tiên địch nhân đều mạnh hơn hắn hắn không ngừng nếm thử dựa vào địch nhân liên lụy quấy nhiễu lẫn nhau kiến tạo sơ hở mới có chỗ đặt chân cuối cùng hắn giết chết ba vị cổ tiên cường địch cũng là hơn trăm lần tích lũy đồng thời còn có không ít vận khí trong đó cũng may mà thông qua không tệ cảnh giới kiếm đạo cũng đã tấn thăng thành cấp tông sư phương nguyên kiểm tra một phen vui mừng không thôi thật ra tiên cổ kiếm đạo trong tay hắn không ít nhưng cảnh giới kiếm đạo lại không đủ lần này xem như bù đắp nhược điểm tin rằng trong tương lai thực lực kiếm đạo của hắn cũng sẽ có sự tăng lên toàn phương vị nghỉ ngơi một lát phương nguyên khôi phục lại như ban đầu tiếp tục thăm dò mộng cảnh mộng cảnh này rất có thể là mộng cảnh nhân đạo hoang hồn phương nguyên tiến vào mộng cảnh đằng trước ánh mắt ẩn chứa sự chờ mong tống tiền chính đạo nam cương là một lựa chọn vô cùng chính xác điều này giúp cho phương nguyên đạt được đồng thời thăm dò được rất nhiều mộng cảnh giá trị của số mộng cảnh này đối với hắn mà nói là rất quan trọng bởi vì hắn không thiếu tài nguyên không thiếu tiên cổ không thiếu sát chiêu không thiếu tiên cổ phương cái thiếu chính là cảnh giới và kinh nghiệm thực tiễn hoang hồn tiến vào mộng cảnh thiên địa trước mắt lại thay đổi đây là một chiến trường khói lửa tràn ngập tiếng la giết chấn thiên tộc trưởng cẩn thận phương nguyên vừa mới tiến vào giò xét đã nghe bên tai có người hô to phương nguyên lập tức ý thức được sự không ổn vội vàng trốn tránh nhưng cơ thể của hắn không theo kịp ý thức của hắn một cơn đau thật lớn đánh tới phương nguyên cúi đầu nhìn xuống thấy ngực của mình xuất hiện một cái lỗ máu to bằng chậu rửa mặt tim chỉ còn lại một nửa đây là phương nguyên im lặng sau đó dốc hết toàn lực giống to cổ sư trị liệu đâu rồi không ai trả lời hắn thiên địa thay đổi nhanh chóng tối xuống sau một khắc hoang hồn của phương nguyên bị thương bị loại ra khỏi mộng cảnh dựa vào cổ can đảm hoang hồn phương nguyên nhanh chóng khôi phục lại như cũ sau khi nghỉ ngơi một lát hắn lại tiến vào mộng cảnh ta tránh phương nguyên vừa mới tiến vào đã lập tức di chuyển tộc trưởng cẩn thận cổ sư bên cạnh lại kêu to động tác của phương nguyên hơi dừng lại một chút một lần nữa bị một kích trí mạng một khắc ngã xuống mặt đất hắn bừng tỉnh cổ sư nhắc nhở ta vừa nãy rõ ràng có gian trong đó gã sử dụng thủ đoạn tín đạo ngoài mặt là nhắc nhở ta cẩn thận trên thực tế là phát động sát chiêu phàm đạo kéo lấy hành động của ta bên cạnh không có cổ sư trị liệu lại còn có nội gian xem ra ta đành phải dựa vào thực lực bản thân xông qua cửa ải này trong giấc mộng thực lực của phương nguyên bị hạn chế rất lớn chỉ có thể sử dụng thủ đoạn của nhân vật trong mộng cảnh ban đầu phương nguyên không muốn làm cho lắm bởi vì thời gian hắn phản ứng quá ngắn hoàn toàn không kịp kiểm tra cổ trùng của mình còn chưa điều tra rõ ràng hắn đã bị đánh chết phương nguyên đành phải tiếp nhận thất bại thử lại lần thứ ba bịch hắn lại bỏ mình trở lại hiện thực phương nguyên buồn rầu nghĩ tại sao lại như vậy không cách nào điều tra không khiếu của mình sao ta ngay cả cổ trùng cũng không biết thế thì đánh như thế nào mộng cảnh hạn chế hắn khiến cho hắn không cách nào điều tra được cổ trùng của mình là gì đoán hiển nhiên là không thực tế phương nguyên thử lại lần thứ tư khác với hai lần thăm dò trước lần này phương nguyên sử dụng sát chiêu giải mộng tộc trưởng cẩn thận cổ sư bên cạnh kêu to bịch phương nguyên bị một kích trí mạng ngã xuống đất tộc trưởng không thể nào tộc trưởng đại nhân có cổ chính nghĩa tại sao lại dễ dàng bị đánh bại như thế nội gian bên cạnh kêu to thăm dò thất bại hoang hồn phương nguyên một lần nữa bị mộng cảnh bài xích ra ngoài sát chiêu giải mộng cũng chỉ đổi lại một câu nhắc nhở mà thôi. Lời nói của nội gian bên cạnh chỉ rõ ta còn có được một con cổ chính nghĩa. Vậy thì dùng đi. Phương Nguyên thăm dò lần thứ năm. Trong bước ngoặt nguy hiểm, hắn thúc lên cổ chính nghĩa. Tộc trưởng, cẩn thận. Nội gian giống to. Động tác tránh né của Phương Nguyên chậm lại. Cổ chính nghĩa. Ánh sáng trướng mắt bắn ra từ trên người Phương Nguyên. Tốc độ của Phương Nguyên khôi phục lại như ban đầu. Thành công né tránh một kích trí mạng. Phù, thành công rồi. Phương Nguyên lăn trên mặt đất, nhanh chóng ngẩng đầu quan sát chung quanh. Đây là một sơn trại, nhưng chỗ nào cũng là tường đổ, thi thể đầy đất. Chiến tranh giữa hai gia tộc sao? Đã tiến hành đến cửa diệt tộc sao? Nhưng Phương Nguyên phát hiện mình không phải là người bị hại mà là người xâm nhập, thế lực của hắn đang chiếm cứ tuyệt đối. Chiến đấu cấp độ phàm nhân, ta là tộc trưởng, chỉ cần chỉ huy cổ sư bên cạnh là có thể chiến thắng. Tâm cảnh Phương Nguyên bình thản không gợn sóng, nhưng đánh thắng trận chiến này chính là điều kiện để thông qua mộng cảnh này sao? Trước thử một chút vậy. Sau đó Vương Nguyên vui mừng phát hiện, hắn đã có thể kiểm tra không khiếu. Nhân vật trong mộng cảnh có tu vi ngũ chuyển, nắm giữ không ít phàm cổ. Cổ tứ chuyển có 5-6 con, ngũ chuyển chỉ có một con, là con cổ chính nghĩa. Phương Nguyên lập tức hiểu ra, mỉm cười nói, có số cổ trùng này, chỉ dựa vào chính ta cũng có thể bãi bình hết thảy. Mặc kệ là chỉ huy hay là làm bừa, thu hoạch thắng lợi lần này đối với Phương Nguyên mà nói như lấy đồ trong túi. Tộc trưởng đại nhân. Lúc này Nội Gian chạy đến, làm ra vẻ ân cần. Phương Nguyên cười lạnh, "Nội Gian tốt, trước giết chết ngươi rồi nói sau." Hắn ra tay, thúc ra một sát chiêu giết chết Nội Gian ngay tại chỗ. "Tộc trưởng, ngài đang làm gì vậy?" Phó tộc trưởng chết rồi, bị tộc trưởng giết chết, quả nhiên không sai. Trần gia bọn họ muốn ra tay với tộc ta, phản, phản rồi. Hãy báo thù cho đàn đại nhân. Phương Nguyên lấy làm kinh hãi. Hắn giết nội gian, nhưng có gần nửa cổ sư lâm trận quay giáo, phát động bạo loạn. Cảnh tượng lập tức hỗn loạn tưng bừng, tạo thành ba bên đại chiến. Phương Nguyên ý thức không ổn, ta có cổ chính nghĩa ngũ chuyển, có thể tăng phúc bản thân rất lớn. Dựa vào thực lực của cá nhân ta, vẫn có thể chiến thắng, giết chết những người không phục. Nhưng nội gian này không nên xử lý qua loa như thế. Quả nhiên, Phương Nguyên thu hoạch thắng thảm, có thể đứng lại trên chiến trường không còn mấy ai khắp nơi đều là tàn thi máu chảy thành sông thiên địa tiêu tán hoang hồn phương nguyên một lần nữa bị bài xích ra ngoài nhưng lần này hắn không bị thương kết quả đó giúp cho phương nguyên tiến thêm một bước suy đoán xem ra chiến thắng này là tiêu chuẩn để thông qua màn mộng cảnh thứ nhất nhưng muốn chiến thắng thật sự phải cần có tiêu chuẩn cẩn thận thảm liệt quá mức tổn thất quá lớn vẫn sẽ không cách nào thông qua được màn thứ nhất phương nguyên mang theo sự nhận biết này tiến vào mộng cảnh một lần nữa lần này, hắn dễ dàng tha thứ cho nội gian, một mình sung phong đi đầu, dựa vào cổ chính nghĩa, còn có đủ loại sát chiêu giết quân địch đến thất linh bát lạc, thu được thắng lợi vô cùng xinh đẹp. Tộc trưởng đại nhân Vũ Dũng, chúng ta thắng rồi, thắng lợi rồi. Nhiếp gia rốt cuộc cũng bị chúng ta diệt trừ. Ha ha. Trong tiếng cười đùa hân hoan, mộng cảnh chuyển sang màn thứ hai. Trong đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, rượu ngon tràn ngập căn phòng, món ngon đầy bàn hơn 10 cổ sư tập trung dưới một mái nhà, nâng ly cạn chén, vô cùng náo nhiệt. Phương Nguyên phát hiện hắn ngồi ở vị trí thứ vị, chủ vị bên trái là tộc trưởng Trần Gia. Chuyện gì xảy ra vậy? Phương Nguyên kinh hãi, màn mộng cảnh thứ nhất, vai trò của ta chính là tộc trưởng Trần Gia, lần này đổi lại thành nội gian phó tộc trưởng. Tình huống này là lần đầu tiên Phương Nguyên gặp được, lập tức có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Sau đó hắn lại giật mình tiếp, khó trách màn thứ nhất, tên nội gian này không thể diệt trừ thì ra màn thứ hai là muốn ta đóng vai của gã. Nhưng cảnh này làm sao mà thông qua? Phương Nguyên thờ ơ lạnh nhạt, cẩn thận quan sát. Tộc trưởng Trần già uống một hớp rượu, sau đó thả cái chén không xuống, cảm thán nói, rốt cuộc cũng chiến thắng rồi. Hiền đệ, nói thật lòng với đệ, bây giờ là lúc vi huynh yên tâm nhất. Từ khi nghe nói nhiếp ra có âm mưu phá hư chân núi, ta đã khó mà ngủ được, bọn họ không tranh nổi hai tộc chúng ta liên thủ, liền muốn áp dụng kế hoạch phát dồ, không để ý đến sinh linh đồ thán cũng may trời xanh có mắt, ác giả ác báo, bọn họ cũng có được kết quả như ngày hôm nay. Đúng là do bọn họ tự tìm mà. Phương Nguyên im lặng, tướng mạo tộc trưởng Trần Gia Thô Hào, hình như vẫn chưa nhận ra được dị tâm của phó tộc trưởng. Nhưng cũng đúng. Phương Nguyên nhớ lại một chút. Trên chiến trường của màn mộng cảnh thứ nhất, mặc dù nội gian phó tộc trưởng sử dụng sát chiêu tín đạo, nhưng lại ngụy trang thành lời cảnh báo, hoàn toàn không để lại vết tích, khiến người ta khó mà phát hiện. Phương Nguyên nhờ thân phận cổ tiên, ánh mắt sắc bén vô cùng, lúc này mới phát hiện được tâm cơ hiểm ác của phó tộc trưởng trước đó hắn thử giết chết nội gian trong mộng cảnh thứ nhất lại còn dẫn phát phản loạn khoan đã cho dù có người nhìn thấy phó tộc trưởng bị giết cũng sẽ không tề tâm hợp lực như thế dù sao cũng phải có một số người do dự nhưng động tác của đám người phản loạn quá nhất trí nhìn thấy phó tộc trưởng bị giết tất cả đều ra tay tiến hành trả đũa điên cuồng với cổ sư trần gia không lưu tình chút nào phương nguyên bỗng nhiên thông suốt hiểu ra được Nói như vậy, phó tộc trưởng có dị tâm, muốn gây bất lợi cho trần tộc trưởng, cũng không phải cá nhân của ai, mà là tâm tư tập thể toàn bộ đan gia tộc. Phương Nguyên đang nghĩ đến đây, bỗng nhiên sắc mặt trần tộc trưởng thay đổi, ôm bụng đứng lên, lui lại mấy bước, rượu này. Có độc. Nói xong một câu rượu có độc, thân hình tộc trưởng trần lay động, tức giận nhìn Phương Nguyên, phó tộc trưởng đan, là người hiến rượu, người muốn làm gì? Thay đổi này hơi đột ngột khiến Phương Nguyên ngẩn người, hắn còn chưa nói cái gì cổ sư ngồi bên cạnh hắn đã đứng dậy cười ha hả làm cái gì đương nhiên là giết ngươi rồi diệt trừ người trần gia ngọn núi này từ xưa đến nay đều là của đan gia mặc kệ trần gia hay là nhiếp gia các ngươi ban đầu chẳng qua cũng chỉ là nô bộc của đan gia chúng ta mà thôi đánh rắm rõ ràng là núi của trần gia ta năm đó do lòng tốt của tổ tiên mới lần lượt thu nhận hai gia tộc nhà cửa bị hủy bị ép phải lang thang các ngươi cổ sư trần gia lập tức cao giọng phản bác vị cổ sư đan gia kia tiếp tục cười lạnh nô bộc chẳng biết xấu hổ kia nhiều lời với các ngươi cũng vô dụng bây giờ hết thảy đã trễ rồi tộc trưởng các ngươi đã uống xong rượu độc mà loại rượu độc này là do cổ phụ nhân tâm chế tạo ra có thể khắc cổ chính nghĩa của tộc trưởng các ngươi không có tộc trưởng các ngươi cổ sư trần gia các ngươi có ai đấu qua đan gia chúng ta chứ sắc mặt cổ sư trần gia tái nhợt bị nói chúng tim đen phương nguyên như phát mộng nhẹ giọng nói với cổ sư đan gia ai nói cho ngươi biết cổ phụ nhân tâm chế tạo rượu độc có thể khắc chế cổ chính nghĩa. Vị cổ sư đan gia kia vốn là tâm phúc của phó tộc trưởng, nghe xong cũng phát mộng, ngơ ngác hỏi ngược lại, đại nhân, không phải ngài nói sao? Ai? Phương Nguyên trợn mắt. Oanh! Toàn thân tộc tưởng trần ra bộc phát ánh sáng trắng trùng thiên, gương mặt tái nhợt và sự kinh sợ lập tức tiêu tán, đổi sang thành nghiêm túc. Ông trừng mắt hổ nhìn chằm chằm Phương Nguyên, quang minh lẫm liệt quá to, đan tinh, cái tên tiểu nhân hèn hạ, vô sỉ này, lại dám có âm mưu độc kế như thế, ta thật sự đã nhìn lầm ngươi, có mắt không tròng, uổng cho ta còn tưởng rằng ngươi thật sự lấy đại cục làm trọng, nguyện ý hy sinh chính mình, nhường chức tộc trưởng cho ta. Thì ra là do ngươi cố kỵ cổ chính nghĩa của ta, cố kỵ thực lực của ta, cho nên mới ẩn nhẫn không phát. Phương Nguyên cảm thấy đau đầu, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, tộc trưởng Trần Gia có tu vi ngũ chuyển, còn thực lực của ta chỉ có tứ chuyển mà thôi, đồng thời cổ trùng còn tranh lệch một cấp bậc. Nếu muốn đánh, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của tộc trưởng Trần Gia tâm phúc bên cạnh hắn hoảng sợ kêu to sao chuyện gì thế rõ ràng ông ta đã uống rượu độc nhưng cổ chính nghĩa vẫn có tác dụng như cũ đan tinh đại nhân ngài không phải nói hai mắt phương nguyên tỏa sáng hắn đã nghĩ ra được biện pháp giải quyết không sai chỉ cần cổ chính nghĩa mất đi hiệu lực tộc trưởng trần gia sẽ trúng độc độc tính phát tác thực lực giảm xuống bên phía hắn hoàn toàn có thể đánh thắng được thì ra là thế phương nguyên chết trong công kích của tộc trưởng trần gia lại có vẻ buồn cười Màn mông cảnh thứ hai lại tái hiện. Trong đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, rượu ngon tràn ngập, món ngon đầy bàn. Hơn 10 vị cổ sư tập trung dưới một mái nhà, nâng ly cạn chén, vô cùng náo nhiệt. Tộc trưởng Trần Gia uống một hớp rượu, sau đó thả cái chén không xuống, cảm thán nói, rốt cuộc cũng chiến thắng rồi. Hiền đệ, nói thật lòng với đệ, bây giờ là lúc vi huynh yên tâm nhất. Từ khi nghe nói Nhiếp gia có âm mưu phá hư chân núi, ta đã khó mà ngủ được. Bọn họ không tranh nổi hai tộc chúng ta liên thủ liền muốn áp dụng kế hoạch phát rồ, không để ý đến sinh linh đổ thán. Cũng may trời xanh có mắt, ác giả ác báo, bọn họ cũng có được kết quả như ngày hôm nay, đúng là do bọn họ tự tìm mà. Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, nói khẽ, thật ra, bên trong chuyện này có ẩn tình. nhiếp ra hoàn toàn không có âm mưu, độc kế, là do ta phụ trách bố trí, cố ý lừa gạt ngươi. Những người mà ngươi giết chết đều vô tội. Cái gì? Tộc trưởng Trần Gia quá sợ hãi, khó có thể tin nhìn Phương Nguyên. Đan hiền đệ, ngươi uống nhiều rượu quá rồi đúng không ăn nói khùng điên gì thế phương nguyên âm trầm nhìn tộc trưởng trần gia là ngươi quá ngây thơ rồi vẫn luôn bị ta qua mặt ngươi là một tên đao phủ ngươi đã tàn sát bao nhiêu người vô tội hả hai tay của ngươi đã dính đầy máu chính nghĩa của ngươi chỉ là sự hào nhoáng bên ngoài ngươi chẳng qua chỉ là một tên mãng phu một thằng ngu mà thôi còn nữa ngươi uống khá nhiều rượu rồi cái gì ngươi hạ độc trong rượu Tộc trưởng Trần Gia độc phát, khiếp sợ ôm bụng, sau đó ngã xuống đất. Cổ sư Trần Gia xôn xao, còn cổ sư Đan Gia thì đã sớm chuẩn bị, vội vàng ra tay hạ sát, tộc trưởng Trần Gia muốn chống lại, nhưng cơ thể lại bất lực, chỉ có thể chờ mắt đứng nhìn. Tâm phúc của Phương Nguyên hưng phấn gào lên, quả nhiên rượu độc có tác dụng, cổ chính nghĩa của tộc trưởng Trần Gia đã bị khắc chế. Phương Nguyên thiếu chút nữa nhịn không được mà liếc mắt, muốn thôi động cổ chính nghĩa, ngoại trừ chân nguyên, còn phải có được lòng tin vững chắc mình là chính nghĩa lời nói của phương nguyên khiến tộc trưởng trần gia hỗn loạn hoài nghi chính mình cổ chính nghĩa tất nhiên không phát động được cuộc chiến bỗng nhiên bộc phát rồi nhanh chóng kết thúc bên phía đan gia có chuẩn bị mà đến trần gia từ tộc trưởng cho đến cổ sư đều bị ám toán đợi đến khi đại sảnh hoàn toàn bình tĩnh lại cổ sư trần gia người chết người bị thương phàm là người còn sống thì đều bị bắt làm tù binh màn thứ hai thuận lợi thông qua màn thứ ba phương nguyên đứng bên trong lồng giam người duy nhất đứng trước mặt hắn là vị tộc trưởng Trần Gia. Toàn thân ông ta vết thương trồng chất, khí tức yếu ớt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hốc mắt lại tím đen, là do chúng độc quá nặng. Phương Nguyên nhìn vết thương của tộc trưởng Trần Gia, hiển nhiên là bị nghiêm hình tra tấn, đang thập tử nhất sinh. Đã như thế, tộc trưởng Trần Gia còn bị xích sắt khóa tứ chi và cổ, nằm trên mặt đất, chỉ có hít vào mà không có thở ra. Chuyện gì vậy? Phương Nguyên nhìn lại mình, hơi im lặng. Hắn cũng bị xích sắt khóa lại, cơ thể già nua, gầy như que củi, chẳng thua gì tộc trưởng Trần Gia. Mặc dù hắn có không khiếu tứ chuyển, nhưng không khiếu đã bị hủy, đồng thời không còn bất kỳ con cổ trùng nào. Bây giờ ta phải làm gì đây? Ta không còn là phó tộc trưởng nội gian nữa, mà đổi thành thân phận khác. Ừm, lúc này trong nhà lao ngoại trừ ta thì còn lại ông ta. Xem ra cần phải hỏi thăm ông ta một chút tình huống mới được. Phương Nguyên ngượng cười, đang định lên tiếng, tộc trưởng Trần Gia đã lên tiếng trước. Ông không cần chế giễu ta đâu, cha à, cha trong lòng phương nguyên kinh ngạc vai trò của hắn bây giờ là cha của tộc trưởng trần gia vậy vì sao ông ta lại bị nhốt ở đây hơn nữa nhìn tình huống hình như là bị nhốt thời gian rất lâu tuyệt không giống như tộc trưởng trần gia vừa mới tiến vào nhà tù tộc trưởng trần gia lại nói tiếp cha là ta đánh bại cha nhốt cha vào đây nhưng ta chưa từng hối hận bởi vì cha tham ô mục nát chứng cứ vô cùng xác thực không có công đạo công chính cha không xứng làm tộc trưởng trần gia Dựa theo tộc quy, cha đáng bị trừng phạt như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thì ra là ngươi gạt cha của mình. Phương Nguyên nhách miệng. Tộc trưởng Trần Gia tiếp tục, tương tự, ta cũng không hối hận vì kết quả của ta hiện tại. Ta cũng bị trừng phạt đúng tội. Ta giết nhiều người vô tội như thế, trên tay dính đầy máu tươi nhiếp ra. Ta đáng chết. Ha ha. Tộc trưởng Trần Gia cười thảm, đan ra trăm phương nghìn kế muốn bức ta giao ra cổ chính nghĩa, nhưng bọn họ có xứng đáng không? Âm thanh gào thét, âm thanh quật roi, âm thanh bàn ủi in vào da thịt của ta, ta nghe thấy hết, và đó cũng là tiếng kêu rên và lên án của toàn tộc nhấp ra. Ta nguyện ý để bọn họ đánh ta nhiều hơn một chút, để cho ta đau đớn nhiều hơn một chút. Nhưng những thứ đó đều không thể hoàn lại tội của ta, không thể bù đắp lỗi lầm của ta. Ta đáng chết, vậy thì hãy để ta chết. Đây là ta nên chết. Tộc trưởng trần gia A một tiếng rồi nghẹo đầu, chết liền lập tức ông ta chết lập tức kinh động hộ vệ trông coi rất nhanh đan tinh thành công xoán vị đã đến chết thật rồi sao thật đáng ghét cổ chính nghĩa không lấy được đan tinh rất tức giận nghiến răng nói bỗng nhiên gã quay sang nhìn phương nguyên hai mắt phun lửa lão già chúng ta không phải đã thương lượng xong sao bảo ngươi khuyên đứa con trai này của ngươi ngươi đã làm cái gì ngươi cái gì cũng không làm vậy thì đi theo đứa con trai của ngươi luôn đi răng rắc đan tinh nói xong liền ra tay bổ vào đầu phương nguyên thăm dò thất bại hoang hồn của phương nguyên một lần nữa bị trục xuất khỏi mộng cảnh lần này phương nguyên nghỉ dưỡng sức hơi lâu màn mộng cảnh thứ ba là màn sau cùng phương nguyên thăm dò thất bại hoang hồn bị tổn thương hơi nghiêm trọng vừa khôi phục trạng thái phương nguyên vừa suy nghĩ trong lòng màn thứ ba ta là cha của tộc trưởng trần gia lại còn là người tàn phế chỉ dựa vào bản thân để thoát khốn là không thể nào mấu chốt chân chính nhất nằm trên người tộc trưởng trần gia như vậy điều kiện cụ thể thông qua màn mộng cảnh thứ ba là gì kinh nghiệm thăm dò mộng cảnh của phương nguyên rất phong phú có thể xưng là đệ nhất thế gian vấn đề này không làm khó hắn được bao lâu rất nhanh hắn đã hiểu ra hai màn mộng cảnh của ta trước đó đều có thân phận khác nhau nhưng điều kiện thông qua mộng cảnh thật ra đều nhất trí đó chính là thỏa mãn nhu cầu của người trong cuộc khi đó màn thứ nhất ta là tộc trưởng trần gia cần dẫn đầu tộc nhân đạt được thắng lợi đồng thời thắng lợi này còn phải đẹp không được để thế lực của mình tổn thất quá lớn. Trong màn thứ hai, ta là phó tộc trưởng đan tinh, cái cần chính là mưu phản, xoán vị thành công. Quan trọng là phải áp chế cổ chính nghĩa của đối phương. Màn thứ ba, ta là cha của tộc trưởng Trần Gia, bị con trai đánh bại, giam trong nhà giam đã nhiều năm. Đương nhiên là ông ta muốn có được tự do. Cho nên ông ta mới đồng ý hợp tác với đan tinh, thuyết phục con trai của mình giao ra cổ chính nghĩa, đổi lấy tự do. Phương Nguyên lại tiến vào trong mộng. Phương Nguyên cười lạnh hai tiếng, Tộc trưởng Trần gia lên tiếng trước, ông không cần chế diễu ta đâu, cha à, ngươi là con của ta, ta chế diễu ngươi chẳng phải chế diễu ta không biết dạy con sao? Ta chỉ cảm thấy hối hận. Ban đầu ta hy sinh bản thân chính là muốn thành tựu cho ngươi, muốn cho ngươi dựa vào chính nghĩa, mà dẫn dắt Trần gia đi về phía Huy Hoàng và Cường Thịnh, kết quả ngươi trở thành tù nhân, ngay cả bản thân mình còn không tin tưởng. Ta thật sự nhìn lầm ngươi. Sớm biết như thế, ta đã không ngụy tạo chứng cứ tham ô của mình. Phương Nguyên nói tộc trưởng Trần Gia hơi phát mộng, cảm thấy hiếu kỳ. Cha, lời này cha nói là có ý gì? Phương Nguyên lại cười lạnh, im lặng không nói. Tộc trưởng Trần Gia lắc đầu, không, cha tham ô mục nát, chứng cứ vô cùng xác thực, tại sao có thể ngụy tạo chứng cứ chứ? Phương Nguyên lại cười lạnh, ngươi cảm thấy thật thì chính là thật. Vậy ta hỏi ngươi, nhiếp ra là chuyện gì xảy ra? Tộc trưởng Trần Gia im lặng. Phương Nguyên nói tiếp, ngoài mặt ta đối xử không tốt với ngươi, nhưng thật ra sau lưng đã sớm cẩn thận bồi dưỡng ngươi, muốn thôi động cổ chính nghĩa nhất định cổ sư phải tin tưởng vững chắc vào sự chính nghĩa của mình lúc trước tuổi của ngươi còn rất trẻ lý giải về chính nghĩa còn quá nông cạn cho nên ta không thể không làm như thế hy sinh chính ta để ngươi quán triệt chính nghĩa của mình cha cha nói cho rõ ràng chân tướng lúc đó là gì phương nguyên cười ha hả chân tướng là gì có quan trọng không tộc trưởng trần gia không chút do dự lập tức đáp lại đương nhiên quan trọng rồi không có chân tướng làm sao quán triệt chính nghĩa cho nên, lý giải của ngươi đối với chính nghĩa quá nông cạn. Chính nghĩa và chân tướng thật sự có liên quan chặt chẽ sao? Phương Nguyên chậm rãi nói, ta hỏi ngươi, ngươi đổ diệt nhiếp ra có phải là chính nghĩa hay không? Cho dù bọn họ thật sự có âm mưu phá hư chân núi, nhưng là do bọn họ nghĩ ngươi chỉ là một đồ tể tàn sát toàn tộc bọn họ, bọn họ chống lại ngươi, bảo vệ gia viên, bảo vệ vợ con, đây có phải là chính nghĩa hay không? Cái này, tộc trưởng Trần Gia trầm ngâm, mối thù đó ta thì nói là anh hùng nhưng đối với bọn họ mà nói cái gọi là phá hư chân núi chẳng qua chỉ là một sự uy hiếp sợ chúng ta cường thế hơn cho nên mới liên hợp lại kết quả ngươi diệt hết toàn tộc bọn họ còn bọn họ từ đầu đến cuối vẫn không hề phá hư chân núi không phải sao phương nguyên nói tộc trưởng trần gia im lặng phương nguyên cười nói xem ra ngươi cũng nhận ra bọn họ cũng có chính nghĩa ngươi phát động chiến tranh tàn sát người khác liên lụy thế lực của mình cũng có thương vong lúc đó ngươi cảm thấy mình chính nghĩa vô cùng chẳng lẽ sai sao phương nguyên nói tiếp ngươi sợ bọn họ phá hư chân núi bởi vì như thế dãy núi sụp đổ nguyên tuyển tiêu tán sinh linh đổ thán gia viên bị mất ngươi vì đại cục gia tộc mà suy nghĩ sớm diệt trừ uy hiếp thì không có gì sai cả tất nhiên cũng là chính nghĩa ngươi nhìn đi hai bên đều có chính nghĩa của mình không phải sao tộc trưởng trần gia im lặng vấn đề này ông ta chưa hề cân nhắc qua phương nguyên nhìn mặt mà nói chuyện chuyển sang chuyện khác ta hỏi ngươi dê ăn cỏ có phải là chính nghĩa hay không cái này có thể nói chính nghĩa như thế nào tộc trưởng trần gia ngây ra con dê sẽ nghĩ không có cỏ sẽ không có lương thực sẽ chết đói nó ăn cỏ là việc nhất định còn cỏ sẽ nghĩ nó vất vả sinh sống chui ra khỏi mặt đất liều mạng sinh trưởng chỉ vì muốn có chút mưa và ánh nắng nó cố gắng như vậy lại thảm tao trong miệng dê không chỉ cọng cỏ bị ăn ngay cả dễ cũng không buông tha đều bị nuốt vào bụng dê một chút hy vọng sinh tồn cũng không có có phải một bên bị hại hay không có phải quá đáng thương hay không tộc trưởng trần gia lắc đầu dê ăn cỏ không phải chuyện kinh thiên địa nghĩa gì cả ta chưa từng có cảm giác đáng thương bởi vì đây là vận chuyển tự nhiên của thiên địa đúng là như vậy phương nguyên gật đầu chân lý giữa thiên địa chính là cá lớn nuốt cá bé cá con ăn tôm sinh ra đã thế mà tự nhiên đã vậy có gì ác mà nói càng không có chính nghĩa để rêu dao dê ăn cỏ người ăn dê cũng chẳng có liên quan đến chính nghĩa chỉ là cân nhắc đến sinh tồn bên ngoài thiên địa này không hề có cái gì là chính nghĩa chỉ có nhân gian mới có chính nghĩa từ xưa đến nay người phải đoàn kết mới có nhiều sức mạnh mới có lợi cho sinh tồn giành lấy sự sống trong hoàn cảnh tàn khốc nhưng làm thế nào mới có thể khiến cho mọi người càng thêm đoàn kết nhất trí tổ chức luật pháp còn có đạo đức chúng ta tạo thành gia tộc hoặc môn phái dựa theo năng lực khác biệt mà tiến hành phân công khác biệt chúng ta chủ yếu dùng pháp luật ước thúc mọi người nói cho mọi người biết chuyện gì là không thể làm sau đó dùng đạo đức để cung cấp phương hướng cổ vũ mọi người chuyện gì là có thể làm mẹ hiền con hiếu quê nhà hòa thuận còn phải tuân theo chính nghĩa tất cả đều là đạo đức mặc kệ hữu ý hay vô ý từ xưa đến nay bất kỳ tổ chức nào đều không ngừng để sướng bởi vì ngay cả tổ chức cũng tuần hoàn theo bản năng sinh tồn hoặc có thể nói thường luật pháp kiện toàn đạo đức thiết thực tổ chức có chế độ càng thêm ưu việt lại càng dễ sống sót những điều này lưu truyền đến nay cũng là đại hành kỳ đạo tộc trưởng trần gia nghẹn họng lời nói của phương nguyên khiến ông ta chấn động theo ông ta chưa hề nghĩ đến điều này ông ta biết chính nghĩa là đúng nhưng ông ta không biết vì sao chính nghĩa đúng ông ta biết mỹ đức là tốt nhưng ông ta biết vì sao mỹ đức lại tốt hiện tại phương nguyên đã nói cho ông ta biết đáp án chính nghĩa mỹ đức đều do con người sáng tạo sự sáng tạo này cũng có ý thức cũng có thể là vô thức mọi người tuân theo những tiêu chuẩn này là vì muốn cho bản thân có được hoàn cảnh sinh tồn tốt hơn cùng tập thể trường tồn không suy phương nguyên tổng kết khi ngươi hiểu rõ bản chất của chính nghĩa ngươi sẽ biết cái gọi là chính nghĩa cũng giống như thiết giáp là công cụ của con người người mặc thiết giáp trên người muốn sử dụng nó như công cụ nhưng bây giờ ngươi hãy nhìn đi thiết giáp trên người ngươi đã biến thành gông xiềng giam giữ ngươi tộc trưởng trần gia ngơ ngác nhìn phương nguyên không nói một câu Vương Nguyên mỉm cười, chân tướng và chính nghĩa, mối quan hệ quan trọng lắm sao? Chân tướng nhiếp ra, chân tướng cha ngươi là ta tham ô rốt cuộc là cái gì? Cái này có liên quan đến quán triệt chính nghĩa không? Ngươi nên hiểu rằng, con của ta, chính nghĩa của ngươi là công cụ của ngươi. Ngươi sử dụng nó chứ không phải để nó trói buộc. Tộc trưởng Trần gia im lặng thật lâu. Một lát sau, âm thanh của ông ta khàn khàn, nói, "Cha, con hiểu rồi." Dứt lời, một luồng ánh sáng màu trắng từ trên người ông ta nở rộ cho đến khi sung thiên triệt địa. Mộng cảnh cũng biến thành hư không trong luồng ánh sáng này. Hoàng hồn phương nguyên trở lại hiện thực. Mộng cảnh thăm dò thành công. Xem ra ta đoán không sai. Cha con trần gia đều là tộc trưởng, đều thống hận đan gia xoán vị. Nếu ta trợ giúp đan tình thuyết phục tộc trưởng trần gia thành công, cho dù có lấy được tự do cũng không thông qua được màn cuối cùng. Cùng lắm hồn phách vô hại, bị bài xích ra ngoài thôi. Chỉ có dạy bảo tộc trưởng trần gia, trợ giúp ông ta giải khai khúc mắc để ông ta một lần nữa nắm giữ cổ chính nghĩa, từ đó thoát khỏi nhà giam. Đây mới là điều kiện thông qua màn cuối cùng. Mộng cảnh này quả thật thú vị. Ồ, đã tấn thăng tông sư nhân đạo rồi sao? Phương Nguyên kiểm tra xong, không khỏi cười nhạt. Thiên đình. Tần đỉnh lăng đứng bên cạnh tháp giám thiên, nhìn viễn cảnh thiên đình, gương mặt lộ vẻ hoài niệm. Thật lâu sau, nàng nhẹ giọng thở dài. Mặc dù thay đổi rất lớn, nhưng vẫn còn hình dáng lờ mờ trong trí nhớ của ta. Hơn 30 vạn năm rồi, bên cạnh nàng ta chính là tử vi tiên tử. Thái độ của tử vi tiên tử rất kính cẩn. Vị nữ tiên tiền bối trước mắt, mặc dù bối phận không bằng long công, nhưng cũng to đến dọa người. Nàng vốn là người đại diện cho thái thượng đại trưởng lão thiên đố lâu, của 10 đại cổ phái, vốn sẽ trở thành thành viên của thiên đình. Kết quả chỉ vì một câu của cự dương tiên tôn, bị ép thành phi tử của ông ta. Hậu cung của cự dương tiên tôn rất lớn. Bắc Nguyên, Nam Cương, Đông Hải, Tây Mạc, Trung Châu đều có hành cung của ông. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Đỉnh Lăng chính là tiên hậu hành cung Trung Châu. Sau khi cự dương tiên tôn tạ thế, Tần Đỉnh Lăng biến mất một cách thần bí, không nghĩ rằng lại xuất hiện vào lúc này. Thân phận Tần Đỉnh Lăng tiền bối hẳn không sai. Chỉ là căn cứ vào lịch sử ghi chép, nàng ấy chuyên tu kim đạo, tại sao lại biến thành cổ tiên vận đạo như thế? Trong lòng tử vi tiên tử che giấu sự nghi hoặc. Lúc này, Tần Đỉnh Lăng chậm rãi quay người, bên trong ánh mắt dài nhỏ ánh lên ánh sáng xuyên thấu tình đời nàng không phải mỹ nhân theo quan niệm truyền thống tuy mũi của nàng cao nhưng chóp mũi lại hơi nhọn môi của nàng rất mỏng hai mắt dài nhỏ nhưng những thứ này kết hợp với nhau lại tạo thành một loại mỹ cảm đặc biệt khiến cho người ta nhìn một cái liền khắc sâu ấn tượng chiều cao của nàng cao hơn người bình thường hai vai rộng khi đứng nghiêm rất có cảm giác khí khái áo choàng rộng từ đầu vai rũ xuống mặt đất chất liệu của áo choàng rất đặc biệt giống như từng mảnh kim giáp tổ hợp lại thỉnh thoảng mặt ngoài áo choàng lại chảy xuôi một dòng lưu quang màu vàng áo choàng rộng rãi lại càng tôn lên chiều cao của nàng khoe rõ sự cân đối nhất là đôi chân dài của nàng còn bọc hai mảnh giáp màu vàng đen giao nhau khí chất của nàng cực kỳ xuất chúng giống như quý tộc trời sinh áp đảo chúng sinh khi nàng nhìn người khác bởi vì dáng người khá cao thường phải nhìn từ trên xuống dưới nàng tự nhiên như vậy mà tản ra uy nghiêm khiến người ta không tự giác được mà cúi mắt không dám nhìn thẳng vào nàng giống như ánh mắt chỉ có thể nhìn mu bàn chân có như vậy mới không xem là mạo phạm nàng tần đỉnh lăng nhẹ giọng nói tử vi tiên tử ta biết trong lòng ngươi đang có sự nghi hoặc trên thực tế ta mất tích là do cố tình năm đó cự dương tiên tôn vô địch thiên hạ khống chế toàn bộ thời đại không ai có thể chống lại được ông ta cũng may ông ta không phải ma tôn ban đầu tuy ta bị ép thành một trong những tiên hậu của ông ta nhưng cũng mang theo dụng ý bản thân chính là muốn học tập ảo diệu vận đạo trên người ông ta. Sau khi Cự Dương Tiên Tôn chết, ta cũng đã có rất nhiều tâm đắc, quyết ý bỏ qua Kim đạo, chuyển sang tu vận đạo. Nhưng lúc đó ta đã có tu vi bát chuyển, lại chuyển sang tu vận đạo, phong hiểm rất lớn. Ta phải nhờ Thiên Đình trợ giúp, nhận được cơ duyên ngủ say để giữ duyên thọ. Sau đó đem toàn bộ đạo ngân Kim đạo chuyển thành Kim Quan, chôn bản thân ở dưới chỗ sâu địa mạch, bế tử quan, ngộ vận đạo. Không nghĩ đến giấc ngủ này lại hơn 30 vạn năm khi ta tỉnh lại, hành tẩu thiên hạ đã là cảnh còn người mất. Giọng nói của Tần Đỉnh Lăng vô cùng cảm khái. Hơn 30 vạn năm, Thương Hải tăng điền. Bóng ma cự dương tiên tôn đã từng bao phủ nhân sinh của nàng đã sớm mất đi. Đồng thời đằng sau còn có u hồn ma tôn, nhạc thổ tiên tôn. Bây giờ, toàn bộ thế giới lại đứng trước thủy triều đại thời đại. Căn cứ vào đủ loại dấu hiệu và tiên đoán, một tôn giả trí cường trước nay chưa từng có sắp xuất thế. Thì ra là thế. Tử vi tiên tử thở ra một hơi, gương mặt nở nụ cười vui vẻ tiền bối xuất hiện thật sự quá kịp thời vãn bối hổ thẹn tài cán không đủ khiến cho thiên đình liên tục gặp thua một nguyên nhân trong đó là do vận đạo không đủ bó tay bó chân khiến ma đầu nhiều lần khoe oai tân đỉnh lăng khẽ gật đầu ta đã xem qua tin tức không nghĩ đến lại xuất hiện ma đầu phương nguyên trong lịch sử nhân tộc đây cũng là hạng người hiếm thấy nhưng tử vi tiên tử ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình quyết sách của ngươi không sai chỉ là đối phương quá âm hiểm đồng thời lại có được di tàng tôn giả nhất là di tàng tôn giả chúng đã giúp cho phương nguyên trở nên rất khó ứng phó lần này ta thức tỉnh tái nhập nhân gian chỉ sợ là vì đặc biệt đối phó phương nguyên tử vi tiên tử hơi hiếu kỳ lời này của tiền bối là có ý gì tần đỉnh lăng mỉm cười thâm ý tử vi tiên tử lần này ta thức tỉnh là có huyền cơ ta hỏi ngươi ta là do ai mà tỉnh lại là cổ nguyệt phương chính không sai tần đỉnh lăng chậm rãi nói thiên ngoại chi ma không nằm trong số mệnh chính là biến số của thiên nhiên thiên ý thúc đẩy quân cờ này để đối phó u hồn ma tôn nghịch thiên tất nhiên có thủ đoạn kiềm chế thiên ngoại chi ma giống như nơi rắn độc sinh sống thường hay có thảo dược giải độc rắn cổ nguyệt phương chính chính là một tầng bảo hộ thiên đạo kiềm chế cổ nguyệt phương nguyên nói đến đây tần đỉnh lăng dùng ánh mắt tán thưởng nhìn tử vi tiên tử người biết rất ít vận đạo nhưng đã có thể suy tính ra như vậy đồng thời bắt đầu bồi dưỡng phương chính thành tiên đã là không dễ dàng Tiền bối quá khen, vãn bối chỉ biết dốc hết toàn lực giữ gìn đại cục thiên đình, bảo vệ chính nghĩa của chúng ta. Ha ha, nói rất hay. Đây cũng là tinh thần của thiên đình ta, cho dù qua hơn 30 vạn năm cũng không có gì thay đổi. Tần đỉnh lăng mỉm cười, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, dừng lại một chút rồi nói tiếp, thiên ngoại chi ma phương nguyên chính là biến số, phương chính chính là tồn tại kiềm chế hắn, bởi vì phương nguyên thay đổi mà thay đổi theo. U hồn ma tôn nghịch thiên thất bại, nhưng phương nguyên lại thoát khỏi thiên y khống chế. Hắn càng mạnh, không chút sơ hở trưởng thành quá nhanh khiến cho người ta phải kinh hãi thậm chí thiên đình thúc thủ vô sách nhưng vì ngăn chặn biến hóa như thế đã có phương chính đánh thức ta để ta có thể xuất thế mệnh chính là định số vận chính là biến số cổ tiên tu vi càng cao thực lực càng mạnh vận thế bản thân sẽ rất hùng vĩ đây là vì bọn họ có một tâm niệm mỗi một lần hành động là có thể dẫn phát biến hóa quanh mình rất lớn phương nguyên cường thế về vận đạo nhưng người bồi dưỡng phương chính để y thành tiên bởi vậy biến số cũng đã đủ lớn giúp cho ta thức tỉnh xuất hiện ưu thế khắc chế hắn tiếp theo ta đoán chừng sẽ còn có tình huống tương tự phát sinh tên ma đầu phương nguyên này sẽ không nhảy quá lâu đâu nói đến đây tần đỉnh lăng căn dặn tử vi tiên tử người vẫn nên gia tăng mức độ bồi dưỡng phương chính đồng thời đảm bảo an toàn cho y chỉ cần chúng ta bắt đầu từ điểm này thuận theo bố cục thiên ý nhất định có thể làm ít công to vãn bối hiểu rồi hai mắt tử vi tiên tử sáng lên cho đến bây giờ, thành tích đối phó phương chính của nàng không lớn. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì phương nguyên quá xảo trá, phòng bị đến giọt nước không lọt, khiến tử vi tiên tử không suy tính ra được phương vị của hắn. Mặc dù tử vi tiên tử hiểu tầm quan trọng của phương chính, nhưng cũng không quá coi trọng. Nàng càng tin tưởng vào lực lượng của mình và thiên đỉnh hơn, bố cục trên người phương chính chỉ mang tác dụng phụ trợ. Nhưng bây giờ được tần đỉnh lăng nhắc nhở, tử vi tiên tử hiểu ra, cổ nguyệt phương chính chính là điểm dùng lực tốt nhất để khắc chế phương nguyên. Lúc trước, nàng bồi dưỡng phương chính thăng tiên, đã thu được tác dụng là tần đỉnh lăng xuất hiện. Chỉ cần nàng tiếp tục bồi dưỡng, nhân vật cùng loại với tần đỉnh lăng sẽ xuất hiện càng nhiều hơn. Thực lực phương chính càng mạnh, vận thế bản thân mới càng thêm hùng vĩ, từ đó mới có thể dẫn phát càng nhiều biến hóa. Mà những biến hóa này chính là bố cục của thiên ý, đặc biệt kiềm chế phương nguyên. Đã như vậy, vậy thì để phương chính làm chủ, thiên đình làm phụ. Tử vi tiên tử xem xét thời thế, lý trí anh minh lập tức điều chỉnh chiến lược chính xác nhất còn có một chuyện ta còn có rất nhiều tàn phương tiên cổ chính là năm đó ta ở bên cạnh cự dương tiên tôn lén lút tìm hiểu mà phỏng đoán ra những cổ phương này đều có liên quan đến tiên cổ vận đạo của cự dương tiên tôn còn muốn nhờ ngươi suy tính hoàn thiện sau đó luyện chế tần đỉnh lăng đưa ra một con phàm cổ tín đạo tử vi tiên tử vội vàng đưa hai tay tiếp nhận vãn bối nhất định sẽ dốc hết toàn lực suy tính xin tiền bối yên tâm bạch thiên trung châu động thiên ngũ tướng phương nguyên đang tiềm tu gần đây sát chiêu tiên đạo vạn niệm kiếm bộc ầm ầm một tiếng vang thật lớn bên trong sát chiêu thiên tướng đột nhiên xuất hiện một thác nước rộng lớn khí thế thác nước màu trắng bạc hùng vĩ nện xuống ý chí chết cứng dưới tầng đáy của sát chiêu thiên tướng mỗi một giọt nước của thác nước đều là một ý niệm diện mạo bên ngoài là một thanh kiếm thác nước hung hăng nện xuống trong nháy mắt oanh kích ra một cái hố rất lớn tiêu diệt rất nhiều ý chí sau khi kéo dài mấy hơi thở thác nước biến mát bên trên đại lục ý chí bị đông cứng xuất hiện một hồ nước cực lớn trong hồ nước là suy nghĩ tiểu kiếm đang di chuyển sát chiêu tiên đạo kiếm khách tâm nhiệm phương nguyên lại động thúc ra một chiêu sau khi chiêu này được đánh ra hồ nước nhấp nhô giống như bị đun sôi sau đó từng chiến sĩ từ trong hồ nước nhảy ra cả đám bọn chúng đều giống phương nguyên trong tay cầm trường kiếm không ngừng chém vào ý chí chết cứng mỗi một kích đều có thể cắt ra một khe rãnh hai chiêu này đều có lai lịch không nhỏ đồng thời đều là sát chiêu do phương nguyên tập hợp sáng tạo vạn niệm kiếm bộc lấy tiên cổ tuệ kiếm làm hạch tâm dung nạp áo nghĩa kiếm đạo đối phó ý chí chết cứng còn tốt hơn chỉ sử dụng tiên cổ tuệ kiếm sát chiêu kiếm khách chính là thu gom tất cả đạo lý tinh diệu của kiếm đạo nhân đạo đây cũng là nhờ phương nguyên tấn thăng thành tông sư nhân đạo mới có thể thuận thế sáng tạo ra sau hơn một canh giờ bỗng nhiên một tiếng hạc kêu lên vang vọng toàn bộ động thiên ngũ tướng bạch hạc ngủ say giống như từ trong giấc mơ tỉnh lại giãn người ngửa cổ răng cánh ưu nhã thong dong rốt cuộc cũng đã có thể nắm giữ sát chiêu thiên tướng lần nữa ha ha so sánh với kiếp trước kiếp này tiết kiệm được phân nửa thời gian xem ra đã đến lúc khởi hành đến động thiên thú kiếp động thiên hoa văn rồi phương nguyên mỉm cười tinh mang lấp lóe trong mắt hảo sự đã thành đúng lúc này hắn nghe được địa linh lang ra báo cáo đã có một con tiên cổ vận đạo lục chuyển được luyện thành phương nguyên còn chưa thu hoạch được cổ hối hận cũng không muốn thăng luyện tiên cổ đại quy mô nhưng hắn tống tiền chính đạo nam cương được rất nhiều tiên tài vận đạo gần đây chủ yếu luyện chế tiên cổ vận đạo tiên cổ là duy nhất hắn đã luyện thành người khác sẽ không có cơ hội tiên khiếu trí tôn đã được khai thác không tệ tài lực phương nguyên hùng hậu chỉ là tiên cổ lục chuyển hoàn toàn nuôi nổi dựa theo trí nhớ của ta nó chính là ở chỗ này phương nguyên lơ lửng tại một phương vị ở bạch thiên thái cổ nơi này không có vật gì nhưng phương nguyên dựa theo ký ức kiếp trước biết được động thiên thú kiếp nằm ở chỗ này cánh cửa động thiên đóng lại ký thác vào hư không làm sao cũng không nhìn ra được mánh khóe phương nguyên kiếp trước là nhờ sát chiêu thiên tướng mới phát hiện sự tồn tại của động thiên thú kiếp kiếp này hắn hoàn toàn không cần phiền phức như thế trực tiếp nhảy đến động thiên thú kiếp đi thôi thiên tướng tâm niệm phương nguyên lại động sát chiêu thiên tướng là một con bạch hạc một chân lông vũ toàn thân trắng như tuyết không nhiễm trần thế mỏ chim dài còn hiện ra màu đỏ sau khi nó bay ra ngoài lập tức quay quanh khu vực trống không trước mắt không ngừng bay múa một luồng tin tức từ trên người thiên tướng truyền sâu vào nội tâm phương nguyên những tin tức này đều có liên quan đến động thiên thú kiếp phương nguyên rất nhanh biết được rất nhiều mặc dù kiếp trước ta đã thành công chiếm đoạt động thiên này nhưng kiếp này trùng sinh ta đến muộn khó đảm bảo không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nếu thiên đình bố cục bên trong ta xông vào, bên đó chắc vui lắm. Phương Nguyên làm việc vô cùng cẩn thận, dò xét thật lâu mới xác định động thiên thú kiếp vẫn là một tịnh thổ đào nguyên, không hề có bất kỳ liên quan nào đến bên ngoài. Lúc này hắn mới yên lòng, bắt đầu thúc giục sát chiêu đã chuẩn bị xong. Tốn một chút thời gian, sát chiêu ấp ủ hoàn tất, Phương Nguyên bỗng nhiên há miệng phun một cái. Một quả cầu hồn màu xám dùng tư thế xét đánh không kịp bưng tai bắn vào, trong động thiên. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã biến mất không còn tâm tích giống như vừa rồi chỉ là ảo giác quả cầu hồn màu xám tiến vào động thiên thú kiếp nhanh chóng đáp xuống bất cứ một vật nào tiến vào động thiên thú kiếp đều sẽ bị sát chiêu vạn vật đại đồng bên trong động thiên biến thành thú tai lần trước khi phương nguyên đánh vào nơi này hắn đã gặp được đãi ngộ đó biến thành đại ma thần đầu châu tàn sát sinh linh không đếm hết giết đến khắp nơi đều là thi thể máu chảy thành sông mặc dù lần đó hắn tung hoành tan tác vô địch thiên hạ, cưỡng ép cướp đoạt truyền thừa thú kiếp, nhưng lại không nhận được sự tán thành của thiên linh kỳ lân, miễn cưỡng có được sát chiêu vạn vật đại đồng, nhưng không có được một con tiên cổ nào, chỉ được tính là bán truyền thừa. Về sau, Phương Nguyên gặp được đại chiến tranh đoạt Long Cung ở Đông Hải, liền tạm dừng công kích nơi này, tiến đến Đông Hải nhưng cũng không thu được gì. Cuối cùng, về sau, hắn thay đổi phương lược, triệt để thu hoạch được động thiên thú kiếp. Dày vò như vậy, không chỉ hiệu suất rất thấp, lãng phí rất nhiều thời gian và tinh lực, hơn nữa phương nguyên có được động thiên thú kiếp cũng bị hắn phá hủy rất nhiều cổ tiên bên trong động thiên gần như bị hắn giết sạch sẽ không thể làm như vậy kiếp này phương nguyên công lược động thiên thú kiếp đã đổi một phương pháp khác chính là tận lực đạt được động thiên thú kiếp hoàn chỉnh hợp nhất cổ tiên nơi này bổ sung vào tiên khiếu trí tôn của mình mở rộng quy mô thuộc hạ của hắn quả cầu hồn màu xám nhanh chóng hạ xuống trên không trung dưới ảnh hưởng của vạn vật đại đồng biến mặt ngoài quả cầu hồn nổi lên đủ loại đạo ngân biến hóa đạo đạo ngân biến hóa đạo không ngừng cắt giảm chống lại uy năng của vạn vật đại đồng biến duy trì nguyên trạng quả cầu hồn phương nguyên ở bên ngoài vẫn luôn thông qua sát chiêu thiên tướng giám sát cảnh tượng này thời gian quả cầu hồn màu xám có hạn bởi vì nó đã thoát khỏi phương nguyên giống như nước không nguồn mặc dù đạo ngân biến hóa đạo trên người nó rất nhiều nhưng chống cự lại vạn vật đại đồng biến hao tổn kịch liệt sắp sửa tổn thất hết nếu không có đạo ngân biến hóa đạo bảo vệ quả cầu hồn màu xám trần trụi bên ngoài nhất định sẽ bị vạn vật đại đồng biến biến thành thú tai rất có thể sẽ biến thành một hồn thú thượng cổ đến lúc đó không chỉ bại lộ hắn hơn nữa còn bị cổ tiên nghe tiếng động tranh nhau đánh giết nói như vậy mưu đồ của phương nguyên sẽ tuyên cáo thất bại nhưng cũng may tất cả đều đã trải qua tính toán tỉ mỉ của phương nguyên rất nhanh quả cầu hồn đã áp xuống mặt đất lặng lẽ tiến vào một thành trì phồn hoa nó xuyên thẳng qua con hẻm nhỏ lúc thì hạ xuống nơi âm u hẻo lánh tốc độ rất nhanh như cá gặp nước đánh cho ta đánh thật mạnh cho ta ầm um, ầm um, ầm um. chỗ sâu trong con hẻm nhỏ mấy thiếu niên nhà giàu đang vây đánh một người đồng lứa thiếu niên nghèo khổ kia dáng người đơn bạc quần áo tả tơi khắp nơi đều là vết thương y bị đánh đến mặt mũi bầm rập không cách nào phản kháng chỉ có thể ôm đầu co do cơ thể thành một cục rốt cuộc y bị đánh đến ngất đi thấy vậy đám thiếu niên nhà giàu lập tức thu tay lại không phải xảy ra án mạng rồi chứ không có không có làm ta sợ muốn chết tên nhóc này chưa từng bị đánh như vậy. Người như nó cũng dám tiếp cận tiểu thư nhà họ Lâm, không quan tâm đến lời cảnh cáo của Lâm thiếu chúng ta. Hừ, cho dù chết cũng đáng đời. Đám thiếu niên tức giận bất bình, dương dương đắc ý. Cơ hội tốt, vận khí không tệ. Quả cầu hồn màu xám vừa lúc chạy đến nơi, mặt ngoài lại chấn động. Vận khí này không phải ngoài ý muốn, chính là vận thế bản thân phương nguyên ảnh hưởng. Thấy hai bên không người, quả cầu hồn màu xám không chút do dự bắn thẳng vào lồng ngực thiếu niên nghèo khổ bao vây hồn phách cậu thiếu niên lại. Hồn phách thiếu niên vô cùng yếu đuối, ỷ lại bản năng, dãy dụa phản kháng. Nhưng quả cầu hồn màu xám này chính là hoang hồn của hắn phân hóa ra, vô cùng lợi hại, làm sao hồn phách phàm nhân có thể ngăn cản. Chỉ trong nháy mắt, hồn phách thiếu niên đã bị quả cầu hồn màu xám tiêu diệt sạch sẽ. Quả cầu hồn màu xám nhanh chóng mở rộng, biến thành diện mạo thiếu niên. Nó chiếm cứ nhục thân thiếu niên, khống chế bộ não, thay mật đổi đào, có được thân phận của cậu thiếu niên kể từ hôm nay ta chính là cậu thiếu niên này không sai quả cầu hồn màu xám này không phải cái gì khác mà chính là sát chiêu hồn đạo hồn xuyên năm đó ảnh tông đã sử dụng chiêu này thành công sắp xếp nội gian bên trong phúc địa lăng gia cho đến bây giờ nội gian mao lục vẫn còn sống sót quả cầu hồn màu xám bắt nguồn từ hoang hồn phương nguyên cũng không bị địa linh thiên linh cảm ứng được đây chính là chỗ tinh diệu của sát chiêu hồn xuyên nếu không phải như vậy lúc trước địa linh lang gia đã có thể sớm phát hiện nội gian được xếp vào ảnh tông phương nguyên dựa trên cơ sở sát chiêu hồn xuyên lại tiến hành cải tiến cộng thêm rất nhiều tiên cổ biến hóa đạo tiến hành phụ trợ bởi vậy bên trên quả cầu hồn màu xám mới có đủ loại đạo ngân biến hóa đạo có thể chống cự ảnh hưởng của vạn vật đại đồng biến nhưng từ giờ trở đi ta đã hồn xuyên thành công nhất cử nhất động của mình đều nằm trong cảm ứng của thiên linh ngày sau làm việc đều phải cẩn thận cũng may sau khi hồn xuyên hồn phách thiếu niên bị ta tiêu diệt ký ức đều được thu hết giúp cho ta biết được toàn bộ ký ức của người này một cách rõ ràng mặc dù thiên linh không có khả năng chú ý nơi hẻo lánh nho nhỏ này nhưng nếu chẳng may thì sao sau một khắc phân thân phương nguyên bắt đầu biểu diễn thiếu niên chậm rãi rên rỉ một tiếng mở hai mắt ra gương mặt hiện lên sự phẫn hận và bất đắc dĩ thật đáng ghét hắn khó khăn bỏ dậy dường như vì thương thế trên người mang đến sự đau đớn khiến cho miệng phải hít một hơi khí lạnh cuối cùng hắn vịn vách tường hẻm nhỏ từng bước một tập tễnh bước ra ngoài bản thể phương nguyên lại quan sát một lát thấy phân thân này đã nhanh chóng thích ứng tình huống rất tốt liền thu hồi thiên tướng rời khỏi chỗ này hắn lại nhanh chóng đến động thiên hoa văn muốn công lực động thiên tín đạo này có chút phiền phức tạo nghệ tín đạo của phương nguyên không đủ đồng thời bên trong động thiên còn chấn thủ một vị cổ tiên tín đạo bắt chuyển kiếp trước phương nguyên tấn công thất bại cũng bởi vì cổ tiên bắt chuyển này cản đường khiến hắn kẹt ngay bên ngoài, ngay cả Động Thiên cũng không bước vào được một bước. Trước đó, Phương Nguyên tìm hiểu tình huống trước. Động Thiên Hoa Văn không có gì kỳ quặc, cũng không bị hiệu ứng nước mực ảnh hưởng, không sinh ra bất kỳ biến hóa bất lợi nào cho Phương Nguyên. Phương Nguyên rót tiên nguyên vào, thôi động thiên tướng, hình thành một thông đạo ánh sáng. Thật can đảm. Yêu nghiệt phương nào dám can đảm phạm vào quê hương của ta. Một âm thanh chính khí hạo đã chợt chuyển đến. Tiếp theo, một lão giả thư sinh mặc bạch bào mang theo khí tức bắt chuyển, xuất hiện tại một con đường khác quả nhiên đã đến phương nguyên không ngạc nhiên chút nào mở một cánh cửa tiên khiếu thả ra rất nhiều hoang thú hoang thú thượng cổ thậm chí là hoang thú thái cổ sát chiêu thiên tướng không hề thua sát chiêu thâu tống cho nên một khi phương nguyên phát ra sát chiêu nhất định sẽ đánh tan thông đạo ánh sáng nhưng thông đạo ánh sáng có thể chuyển vận sinh mệnh giống như lúc trước phương nguyên thông qua thông đạo xâm lấn động thiên thú kiếp đừng hòng đạt được lão giả áo bào trắng gầm thét, thôi phát thủ đoạn công phạt tín đạo, đủ loại văn tự như trận báo đánh giết vô số đàn thú. Sau mấy hơi thở, thông đạo ánh sáng sụp đổ, một con hoang thú thái cổ vô cùng thê thảm, vừa mới nhô đầu ra, thông đạo đã bị hỏng. Đầu của nó còn lưu lại bên trong động thiên hoa văn, còn cơ thể thì bị bài xích ra ngoài. Chẳng cần biết ngươi là ai, muốn xâm phạm nơi này, nhất định phải bỏ ra cái giá vô cùng nặng nề. Lão giả thư sinh bạch bào quát lớn. Phương Nguyên mỉm cười lơ đễnh, hắn chuyển sang một chỗ khác nhưng cũng giống như kiếp trước lão giả áo bào trắng nhanh chóng chạy đến đánh giết đàn thú xâm lấn phương nguyên đổi mấy địa điểm nhưng lần nào cũng thất bại chẳng cần biết ngươi là ai có ta ở đây ngươi đừng hòng mơ tưởng đạt được sĩ khí lão giả áo bào trắng dâng cao là như thế này phải không phương nguyên cười lạnh thu tay lại thối lui tại một nơi nào đó trong động thiên hoa văn một thiếu niên thư sinh nhìn qua cái bóng bên trong giếng nước thầm nghĩ từ hôm nay trở đi ta chính là lý tiểu bạch Bạch Thiên Thái Cổ, Phương Nguyên khống chế tùy ý Tường Vân phi nhanh trên không trung. Bạch Hạc Thiên Tướng đi theo hắn, không ngừng bay múa xung quanh. Sát chiêu tùy ý Tường Vân là chiến lợi phẩm Phương Nguyên thu được, từ khi công lực động thiên hắc phàm. Về sau, hắn đã cải tiến qua một lần, dùng cho di chuyển. Nhưng phương hướng của Tường Vân cũng không phải di chuyển theo ý chí của Phương Nguyên, mà tuần hoàn theo ảo diệu của vận đạo. Con đường Tường Vân đi nhất định phải là lộ tuyến vận khí không tồi tùy ý tường vân phối hợp với sát chiêu thiên tướng lại càng tăng thêm sức mạnh kiếp trước phương nguyên nhờ nó mà phát hiện được động thiên hoa văn động thiên thú kiếp trước đó không lâu phương nguyên hồn xuyên hai thiên sớm hạ quân cơ ở động thiên hoa văn động thiên thú kiếp sau đó phương nguyên vừa chở quân cờ phát triển vừa tiếp tục tiềm tu tích lũy thực lực sát chiêu khí đạo của hắn không ngừng thành thục đã có được năng lực thực chiến cổ tiên bát chuyển nhưng với lá bài tẩy là sát chiêu khí hải vô lượng phương nguyên vẫn còn chút lạ lẫm ngoại trừ rèn luyện sát chiêu bản thể phương nguyên còn qua lại giữa bạch thiên thái cổ dựa vào tùy ý tường vân và sát chiêu thiên tướng ý định tìm kiếm càng nhiều động thiên hơn cho đến trước mắt phương nguyên còn chưa thu hoạch được gì mặc dù phạm vi điều tra của sát chiêu thiên tướng rất rộng nhưng so với bạch thiên thái cổ phạm vi sát chiêu thiên tướng vẫn còn rất nhỏ bé nhưng đoạn đường đi tới này ta đã thu hoạch tương đối khá thu được rất nhiều tiên tài bắt chuyển đây đích thật là con đường đi tốt nhất hảo vận liên tục xuất hiện trên đường, theo đó là rất nhiều kinh hỉ. Ồ, oh, phân thân trụ đạo lại có thành quả suy tính. Tinh mang đột nhiên lóe lên trong mắt Phương Nguyên. Bản thể hắn khổ tu, tạm thời chưa có thành quả, phân thân trụ đạo trong khoảng thời gian này đã có tích lũy, đạt được một thành tựu đáng mừng. Lại một tiên cổ phòng được suy tính thành công. Rất tốt. Phương Nguyên mừng rỡ trong lòng. Lúc này, hắn phân ra tâm thần, tiến vào tiên khiếu nhà mình, bắt đầu lắp ráp. Bạch thiên thái cổ thật ra rất nguy hiểm, hoang thú thái cổ hoành hành, thường xuyên sẽ gặp được đàn hoang thú thái cổ. Cổ tiên bát chuyển bình thường thăm dò chỗ này đều phải rất cẩn thận. Một số cường giả thất chuyển hiếm thấy có đôi khi cũng sẽ đến Bạch Thiên thăm dò, vơ vét tài nguyên tu hành, nhưng cũng không khỏi nơm nớp lo sợ. Nhưng Phương Nguyên có tùy ý tưởng vân, trên đường đi hảo vận liên tục. Quan trọng hơn chính là có thiên tướng hộ tống, bất kỳ nguy hiểm gì cũng đều có thể phát hiện sớm, giúp cho Phương Nguyên ung dung ứng đối, nhẹ nhõm tránh né. Cổ thiết bích, đây là một con cổ trùng kim đạo lục chuyển, to bằng nắm tay người thành niên, vô cùng nặng, hình độc giác tiên, nhưng mặc kệ là phần đầu hay phần lưng đều rất ngăn nắp, đường cong thẳng tắp, gần như không có đường vòng cung nào. Hiển nhiên, cổ thiết bích là cổ trùng dùng cho phòng ngự, đến từ kho tàng phái lăng ra, bây giờ được phương nguyên sử dụng để xây dựng tiên cổ phòng thứ hai. Cổ thiết bích được thôi động đầu tiên, sau đó là một lượng lớn phàm cổ. Chủng loại phàm cổ phong phú, nhiều đến hơn 3.000 con, trong đó phàm cổ kim đạo, viêm đạo là nhiều nhất, gần như đều là cổ ngũ chuyển. Cổ thiết bích chấn thủ điểm chính giữa, phàm cổ còn lại bay múa chung quanh nó. Một luồng ánh sáng giống như nước mực bay ra từ chính giữa đám phàm cổ, nhanh chóng lan tràn, bao phủ tất cả phàm cổ, hình thành một quả cầu ánh sáng màu đen. Quả cầu ánh sáng màu đen treo giữa không trung, mặt ngoài lồi lõm không đồng đều, tốc độ cổ trùng bên trong lượn vòng càng lúc càng nhanh. Sau khi đạt đến tốc độ nhất định, mặt ngoài quả cầu ánh sáng màu đen trở nên trơn nhẵn, không còn lồi lõm trở nên vô cùng mượt mà lúc này phương nguyên bắt đầu thôi động tiên cổ viêm đạo hắn lần lượt thôi động ba con tiên cổ viêm đạo còn có rất nhiều phàm cổ hình thành một ngọn lửa ngọn lửa như cỏ dại quấn quanh mặt ngoài quả cầu ánh sáng màu đen không ngừng thiêu đốt một mùi thơm mê người chợt khoách tán ra ngoài khiến phàm nhân người được liền xa vào trong đó sinh ra khát vọng vô hạn không thể tự thoát ra được thiêu đốt mấy canh giờ quả cầu ánh sáng màu đen bị thiêu đến vàng son lộng lẫy thành quả cầu màu vàng màu đen trước đó giống như nhỏ nổi dưới đáy bị chùi đến không còn chút nào phương nguyên vừa duy trì quả cầu màu vàng vừa ngừng thôi động ngọn lửa sau đó điều động tiên cổ thủy đạo tiên cổ trí đạo ngưng tụ ra thành một dòng suối trong dòng suối trong đổ vào quang cầu màu vàng phát ra âm thanh xèo xèo giống như tấm thiết đang bị nung nóng bị dội lên một thùng nước lạnh nhưng không có khói nào xuất hiện tất cả dòng suối đều dung nhập vào quang cầu màu vàng tốc độ xoay tròn quang cầu màu vàng chậm lại cổ trùng bên trong giống như từng viên lưu tinh màu vàng, không ngừng bay múa. Quỹ tích bọn chúng vô cùng phức tạp, khiến cho người ta nhìn hoa cả mắt, nhưng không hề phát sinh sự cố va vào nhau. Lúc này, Phương Nguyên lại móc ra con tiên cổ phụ trợ thứ hai. Tiên cổ thực đạo trử. Ngoại hình của nó giống như một con rùa mai mềm, thể tích tương đối lớn, to bằng chậu rửa mặt. Đầu nó hình tam giác, dâu ngắn, dưới dâu là hai con mắt kép lồi ra, lóe lên ánh sáng màu vàng. Thân của nó phẳng và rộng, hình dạng tổng thể là hình elip, màu đỏ sẫm, sờ bằng tay như kết cấu của đất cát, rất ấm. Nó có ba cặp chân tiếp xúc, cặp thứ nhất là cặp chắc chắn nhất, khi mở ra trông giống như một đôi kìm sắt dày. Tiên cổ trử là do phương nguyên lửa gạt chính đạo Nam Cương mà có. Đến bây giờ, phương nguyên trên cơ bản đã trả lại nhục thân, hồn phách của cổ tiên Nam Cương về, bắt đầu trao đổi tiên cổ với các đại gia tộc Nam Cương. Phương nguyên phí hết nửa canh giờ mới bố trí được tiên cổ trử vào, trong quang cầu màu vàng. Thể tích quang cầu màu vàng bành trướng hơn gấp đôi. Bản thể phương nguyên đổ đầy mồ hôi. Đây là chỗ khó thứ nhất nhưng hắn đã vượt qua được. Dựng tiên cổ phòng không hề dễ dàng, còn khó hơn thôi động sát chiêu bình thường gấp nhiều lần. Nếu dựng thất bại, cổ tiên phản vệ còn chưa tính, cổ trùng tham dự sẽ còn bị hao tổn, thậm chí hủy diệt. Cho nên, phương nguyên đều cẩn thận từng ly, từng tí. Cứ tiếp tục như vậy, phương nguyên dung nhập hết tiên cổ cầu thì vận, khí vận, sát vận, liên vận, thời vận vào trong. Cảnh giới vận đạo của hắn là đại sư, cảnh giới trận đạo là tông sư, tất cả đều có thể sinh ra trực giác. Cho nên, bên trong quá trình dựng, một khi có cảm giác không ổn, Phương Nguyên lập tức cảnh giác, kịp thời đề phòng. Quan trọng nhất chính là phương pháp dựng tiên cổ phòng, là phân thân trụ đạo thông qua vầng sáng trí tuệ suy tính, tác dụng rất cao. Thời gian bên trong tiên khiếu trí tôn đã qua hơn nửa tháng, Phương Nguyên đại cáo công thành. Quang cầu màu vàng bỗng nhiên vỡ tung, một tiên cổ phòng mới tinh xuất hiện. Khác với vạn niên đấu phi xa, thể tích tiên cổ phòng này khá nhỏ, không lớn hơn chậu nước bình thường bao nhiêu, toàn thân nó màu vàng, bao phủ một vầng sáng trắng noãn, cao quý không tả nổi. Nó giống như một cái nồi, cạnh nồi rất dày, độ dày bằng ngón tay cái. Miệng nồi rộng, trong nồi không có vật gì. Bên ngoài chiếc nồi có chạm khắc 8 con rồng, 6 con giống như thật, hai con còn lại mờ và thô. 8 con rồng được chạm khắc, các đuôi rồng tập trung ở đáy nồi, đan xen vào nhau, sau đó kéo dài ra tạo thành một giá đỡ 8 móng. 8 cái đuôi rồng nhắm vào 8 hướng, Đông, Nam, Tây, Bắc, Đông Bắc, Đông Nam. Tây Bắc, Tây Nam. Móng của từng con rồng chạm khắc trên mặt ngoài của nồi, thân rồng uốn lượn hướng lên, đầu rồng khoác lên thành nồi, hướng vào trong nồi, mắt rồng nhắm chặt giống như đang ngủ say. Tiên cổ phòng lục chuyển trừ vận oa. Mặc dù bên trong có tiên cổ thất chuyển, ví dụ như tiên cổ thực đạo trữ, nhưng tiên cổ hạch tâm vận đạo đều là lục chuyển. Cho nên phẩm cấp tiên cổ phòng này hơi thấp. Tiên cổ phòng này được ghi chép bên trong chân truyền kỳ vận của Cự Dương Tiên Tôn, trải qua phân thân trụ đạo phương nguyên cải tiến, Hiển nhiên, đây là một tiên cổ phòng vận đạo. Nó không thể chở cổ tiên tác chiến, thể tích rất nhỏ, có diệu dụng khác. Nói cách khác, nó hơi giống với bàn cờ tinh túc. Phương Nguyên rót tiên Nguyên vào, chử vận qua ông ông Cộng Hưởng, lập tức hóa thành một luồng kim quang bổ nhào vào đỉnh đầu Phương Nguyên, sau đó biến mất không thấy. Cho dù là Phương Nguyên, chỉ dựa vào mắt thường cũng không nhìn thấy tiên cổ phòng này, chỉ có thể dựa vào cảm ứng mà xác nhận sự tồn tại của nó. Đương nhiên, muốn nhìn thấy cũng rất đơn giản tâm niệm phương nguyên vừa động tiên nguyên tiếp tục rót vào điều động sát chiêu trừ vận oa sát vận bên trong tầm mắt của phương nguyên lập tức phát sinh thay đổi hắn nhìn thấy khí vận của mình không ngừng chảy xuôi trong trừ vận oa một lát sau khí vận đã chứa đầy trong nồi khí vận tiên cổ sát vận chỉ có lục chuyển còn ta đã có tu vi bát chuyển chỉ dựa vào con tiên cổ này sẽ không cách nào xem xét được khí vận của ta trừ vận oa cũng chỉ có cấp độ lục chuyển cho nên ta cũng chỉ nhìn thấy trong nồi khí vận chứ không thể nhìn thấy toàn cảnh khí vận của ta. Tuy là như vậy, bên ngoài nồi vẫn còn một vài sợi khí vận, Phương Nguyên có thể nhìn thấy. Một dòng sông khí vận, mặt nước chiếu sáng rạng rỡ giống như dòng sông thời gian, tương thông chặt chẽ với Phương Nguyên. Một đầu nước sông liên thông vào nồi khí vận, bên kia kéo dài ra ngoài, kéo vào hư không. Đây là khí vận phân thân trụ đạo Phương Nguyên. Vận khí phân thân trụ đạo khá ổn định, nhưng không ngừng có hắc khí sinh ra. Đây là khuyết điểm của xuân thu thiền, dễ dàng làm xấu vận cứ cách một khoảng thời gian phương nguyên sẽ thi triển thủ đoạn vận đạo đối với nó còn có một luồng vận khí giống như sương mù màu đỏ trôi lơ lửng bên cạnh nồi xoay tròn quanh nồi đây là biểu tượng khí vận phân thân mộng đạo sương mù màu đỏ dần dần suy yếu không ngừng biến ảo giống như quang ảnh yếu ớt sau khi phân thân mộng đạo tấn thăng lục chuyển cảnh tượng khí vận mới có thể so sánh với phân thân trụ đạo ngoài ra còn có khí vận phân thân long nhân giống như con rồng nhỏ màu tím du đáng bay cạnh nồi phân thân phương nguyên bên trong động thiên thú kiếp giống như một con tước điểu còn có phân thân phương nguyên bên trong động thiên hoa văn khí vận như nụ hoa uể oải suy sụp khí vận hai phân thân này hơi yếu xem ra trước đó vận khí bên trên quả cầu hồn hao tổn rất lớn giữa bản thể và phân thân của ta rốt cuộc vẫn cách một tầng thế giới đã như vậy tâm niệm phương nguyên vừa động thúc lên trừ vận hoa nhiệt độ trong nồi nhanh chóng lên cao khí vận sôi trào hai con rồng chạm trổ bên hông trậu từ từ trợn mắt há mồm đồng thời hướng vào trong chậu hít hà. Lập tức, hai luồng khí vận được con rồng chạm trổ hút vào trong bụng. Con rồng quay đầu, nhắm ngay khí vận hôi tước, khí vận nụ hoa, há miệng phun ra. Hai luồng khí vận phun ra ngoài, tập trung vào bên trong hôi tước và nụ hoa. Một lát sau, hôi tước khẽ hót một tiếng, biến thành một con chim ưng mỏ nhọn, vỗ cánh bay nhanh. Còn nụ hoa thì giống như hạn hán lâu này gặp cam lộ, liền ngóc đầu lên, nụ hoa nở rộ, trói lọi cẩm tú. Chân truyền kỳ vận của cự dương tiên tôn đã trình bày ảo diệu của đủ loại vận khí vô cùng toàn diện tổng thể mà nói vận khí chia thành các màu như đen xám trắng đỏ vàng xanh tím cũng có các loại tạp sắc khác nhưng trên cơ bản là bảy loại màu sắc này hình thái của vận khí cũng có thể nói là thiên kỳ bách quái có liên quan cụ thể đến người hoàn cảnh và trạng thái bản thân với phương nguyên mà nói hình thái và màu sắc vận khí của hắn với các phân thân khác nhau một trời một vực Vương Nguyên nắm giữ chân truyền kỳ vận hoàn chỉnh của Cự Dương Tiên Tôn, còn có một phần chân truyền chúng sinh vận. Chỉ cần nhìn màu sắc và hình thái của khí vận, hắn sẽ biết được trạng thái của đối tượng, từ đó suy tính ra rất nhiều tin tức. Trong nồi nấu vận có tiên cổ sát vận, tiên cổ thời vận, tiên cổ cầu thị vận, tiên cổ khí vận, tiên cổ liên vận. Uy năng của những con tiên cổ này chỉ có thể xem là kiến thức cơ bản của nồi nấu vận mà thôi. Uy năng chủ yếu nhất của tiên cổ phòng này chính là nấu vận. Từ hình thái. Màu sắc, quy mô vận khí đại diện cho xu thế cải biến của nhân vật. Giả thiết bây giờ Phương Nguyên có khí vận quan tài đen dày đặc, biểu thị xu thế hắn đứng trước tử vong. Phương Nguyên có thể lợi dụng nồi nấu vận, nấu khí vận quan tài đen, từ trong nồi bốc lên khí vận hoàn toàn mới. Ví dụ như tài vận, đào hoa vận. Chân truyền kỳ vận của Cự Dương Tiên Tôn chính là nghiên cứu vận khí bản thân, đồng thời còn làm thế nào để thay đổi khí vận của mình. Nồi nấu vận chính là kiệt tác đỉnh phong bên trong phần chân truyền này có nó sẽ có thể nấu bất cứ chủng loại vận khí nào, sau đó biến thành thứ mình muốn. Nhưng bây giờ ta đã có tu vi bát chuyển, nồi nấu vận chỉ có tu vi lục chuyển, không thể ảnh hưởng khí vận bản thể ta. Nhưng ta còn có các phân thân khác, tu vi cao nhất chỉ có thất chuyển, đa số cũng chỉ là phàm nhân. Nếu ta sử dụng nồi nấu vận này để trợ giúp, hiệu quả sẽ trở nên nhanh chóng. Sau khi Phương Nguyên tính toán một phen, tiếp tục tiềm tu, luyện tập sát chiêu khí vận của mình. Nồi nấu vận đương nhiên có thể tăng lên số chuyển, nhưng bây giờ cổ hối hận vẫn còn đang ở động thiên nhạc thổ thương lam long kình phương nguyên có thể ra lệnh cổ tiên người lông luyện chế tiên cổ vận đạo lục chuyển nhưng nếu tinh luyện chúng lên cấp độ thất chuyển thì vẫn còn thiếu điều kiện có lợi động thiên thú kiếp phần thân chiến bộ độ của phương nguyên đang chậm rãi hành tẩu dòng người chung quanh như thoi đưa ồn ào vô cùng nơi này chính là thị trường cổ sư lớn nhất thành ngược lại rất phồn hoa chiến bộ độ tinh tế quan sát hiện tại tu vi của y chẳng qua chỉ có nhất chuyển mà thôi vẫn là do tuổi còn quá trẻ. Đồng thời trong người còn nghèo kiết xác. Lần này y đến đây, chẳng qua chỉ để tìm hiểu tin tức, hiểu rõ hơn hoàn cảnh chung quanh. Cổ sư tu hành cần tài nguyên, ta lại nghèo rất mùng tơi. Việc cấp bách bây giờ là phát tài. Gương mặt chiến bộ độ non nớt nhưng nội tâm lại tràn ngập tự tin. Y là phân hồn của phương nguyên, có tầm mắt cổ tiên, muốn tìm kiếm con đường phát tài của cổ sư phàm nhân còn không đơn giản sao. Nhưng sau khi cẩn thận quan sát một lúc, hai hàng lông mày của chiến bộ độ cao lại. Cổ sư nơi này đều sử dụng chiến thú. Mặc dù cũng có sử dụng cổ trùng, nhưng những cổ trùng này đều dùng để bồi dưỡng chiến thú, giã thú, thực vật, hoàn toàn không dùng cho cổ sư tác chiến. Chiến bộ độ dạo qua một vòng, phát hiện cổ trùng rất ít, đa số cửa hàng đều bán thú thực. Cũng đúng, động thiên thú kiếp này có sát chiêu vạn vật đại đồng biến che đậy, cổ sư muốn hợp thể với thú thực cực kỳ dễ dàng. Nếu đổi lại bên ngoài, Muốn làm được trình độ như vậy, còn không phải nỗ lực gấp 10 lần mới được sao? Bởi vì lộ tuyến hợp thể thú thực quá dễ dàng, chiếm ưu thế quá lớn, dẫn đến cổ tu chính thống đã sớm mai một. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến tiên nhân thú kiếp cố tình tạo ra. Tiên nhân thú kiếp bởi vì lần độ vạn kiếp thứ nhất bị thương nặng mà chết, động thiên này trước đó hẳn đã được ông cẩn thận kinh doanh, cố ý tạo thành loại tình huống này để có lợi cho quản lý. Dù sao, quy mô nhân tộc bên trong động thiên thú kiếp rất lớn, chiến bộ độ muốn công lược chỗ này, tất nhiên không thể thay đổi truyền thống dùng cổ ở đây, mà nên nhập ra tùy tục. Trở thành chiến thú sư. Trở thành chiến thú sư, nói dễ thì dễ, nói khó thì khó. Nó cần cổ sư có một con dã thú hoặc cây nào đó là, có thể thành công hợp thể. Đây là điều cơ bản nhất. Sau đó sẽ đến công hội chiến thú, dùng tiền đăng ký, trở thành thành viên công hội. Bên trong động thiên thú kiếp, công hội chiến thú là thế lực lớn nhất, cũng là duy nhất nếu chiến bộ độ gia nhập sẽ trở thành học đồ chiến thú cấp thấp nhất trên học đồ là lực lượng trung kiên của công hội chiến thú sứ giả chiến thú trên sứ giả chiến thú chính là dũng sĩ chiến thú nhất định phải có tu vi cổ tiên thường sẽ đảm nhiệm chức thành chủ trên dũng sĩ chiến thú chính là chiến thú vương duy nhất kết cấu tổ chức khá đơn giản và thô giáp bây giờ chiến bộ độ không chỉ thiếu cổ trùng tương ứng mà còn thiếu chiến thú chiến thực nhất là chiến thú chiến thực giá bán không thấp chiến bộ độ thu thập được không ít thông tin, trong lòng đã có kế hoạch. Dựa theo kế hoạch của ta, ước chừng hơn một tháng, ta sẽ có đủ tài lực để mua cổ trùng. Qua hơn một tháng nữa, ta sẽ có thể mua được chiến thú cấp thấp nhất. Ta sẽ mua chuột răng cửa trước, sử dụng một khoảng thời gian. Loại dã thú này được thế nhân đánh giá rất thấp, cho nên giá sẽ rất rẻ. Có thực lực, ta mới có thể gia nhập công hội chiến thú, dùng nó làm bàn đạp, xác nhận nhiệm vụ, nhanh chóng mở rộng thực lực. Sao? Đúng lúc này, chiến bộ độ nghe được tiếng hô to cẩn thận trên đầu y vội vàng nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời đang có một thứ gì đó đen nhánh nhanh chóng rơi xuống cao hơn nữa có một vị lão già điều khiển con cự điểu dưới chân hạ xuống muốn bắt lấy cái vật đen nhánh kia nhưng nhìn biểu hiện thì có vẻ không kịp cái gì vậy chạy mau người chung quanh lập tức giải tán chiến bộ độ cũng tranh thủ vắt giò lên cổ trốn dưới mái hiên của một cửa hàng ẩm sau một khắc vật đen nhánh đó đập vào bậc thang vỡ vụn mảnh vỡ văng tứ tung, đánh cho người chung quanh phải kêu rên không thôi. Chiến bộ độ ở gần nhất nhưng một sợi lông cũng không mất. Đây là một quả trứng. Chiến bộ độ nhìn quả trứng đằng trước, trong lòng hiểu ra, nhìn khí tức này, rõ ràng là trứng của một con hoang thú. Đang nghĩ ngợi, vỏ trứng vỡ vụn, từ đó chui ra một con chim nhỏ rất đáng yêu. Con chim nhỏ nhìn chiến bộ độ, kêu lên chiêm chiếp, lập tức bổ nhào vào chiến bộ độ, dùng mỏ chim non nớt của mình cọ cọ vào mặt chiến bộ độ. Tại sao lại như vậy? lão giả cưỡi cự điều rơi xuống mặt đất, nhìn cảnh tượng trước mắt, mắt trợn tròn. Lão ra ra, chào ngươi, ta tên là Chiến Bộ Độ. Chiến Bộ Độ là người có kiến thức, nhận ra vị lão giả trước mắt là một cổ tiên, không dám thất lễ, vội vàng đứng dậy hành lễ. Lão giả còn chưa nói chuyện, con chim nhỏ đang bị bàn tay của Chiến Bộ Độ đẩy ra lại bổ nhào vào người y, dùng hai cánh nhẹ nhàng đập vào sau lưng Chiến Bộ Độ. Ánh mắt của lão giả trở nên phức tạp. Ông nhìn con chim nhỏ, rồi lại dò xét Chiến Bộ Độ, hai, lão hỏa kế ta mang thai hơn 30 năm, hôm nay bỗng nhiên đẻ trứng. Quả trứng này vừa đúng lúc rơi xuống, nở ra con chim tiễn vĩ này. Thứ mà nó nhìn thấy đầu tiên chính là thiếu niên ngươi. Nó đã xem ngươi như người thân. Chiến bộ độ trợn tròn mắt, vội vàng xua tay, lão ra ra, rất xin lỗi, ta. Ta không phải cố ý, lão giả cổ tiên cười ha ha, ngươi tên chiến bộ độ. Vậy ta sẽ gọi ngươi là tiểu độ. Tiểu độ, ngươi đừng khẩn trương, ta không có ý trách tội ngươi thậm chí ta còn muốn nhận lỗi với ngươi dù sao vừa nãy thiếu chút nữa quả trứng đã nện vào ngươi xem ra tất cả đều là an bài của vận mệnh nếu cháu trai của ta còn sống nó cũng sẽ lớn như ngươi tiểu độ ngươi có đồng ý tu hành cùng với ta hay không ngươi được chim tiễn vĩ tán thành tương lai nói không chừng có thể trở thành dũng sĩ chiến thú dũng sĩ chiến thú hai mắt chiến bộ độ càng mở lớn hơn lập lòe ánh sáng gương mặt thuần chân tràn ngập hưng phấn hai tay của y nắm chặt Ước mơ lớn nhất của ta là trở thành dũng sĩ chiến thú. Lão gia gia, ta thật sự có thể hay sao? Ta có thể tu hành cùng với ông. Lão giả cười to, tiểu độ, ngươi có thể trở thành dũng sĩ chiến thú, hay không còn phải nhìn cố gắng của ngươi sau này. Nhưng bây giờ chúng ta hãy đi thôi. Vâng, lão gia gia. Chiến bộ độ liền đi theo lão giả cưỡi trên người chim tiễn vĩ, trước mắt bao người mà bay đi. Ông trời ơi, ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Vận khí của cậu thiếu niên đó tốt quá đi. Ông cụ vừa nãy hình như là thành chủ thành sơn nhai thì phải. Ông ấy chính là thành chủ thành sơn nhai đấy. Ta nghe nói, gần đây thành chủ thành sơn nhai muốn đến thành của chúng ta, thương lượng chuyện gì đó với thành chủ chúng ta. Quần chúng chung quanh giống như ông vỡ tổ, tiếng bàn tán càng lúc càng lớn. Thiếu niên kia là ai? Hình như là chiến bộ độ. Tại sao vận khí của y lại tốt như vậy? Hai, tại sao vừa nãy không phải là ta chứ? Sớm biết như thế, ta đã đá y ra rồi mẹ kiếp quần áo của chiến bộ độ rách dưới rõ ràng là tiểu tử nghèo không nghĩ đến lại được một dũng sĩ chiến thú đại nhân nhìn chúng đây chính là hàm ngư phiên thân nhất phi trùng thiên y còn được chim tiễn vĩ tán thành đây chính là tiên thú tiên thú đấy đúng vậy so sánh với tiên thú thú thực trên thị trường đều là thứ cạn bã ngay cả phân chim của đối phương cũng không sánh bằng có người tức đến giơ chân hối tiếc không thôi vì sao vừa nãy lại không bắt được cơ hội nghìn năm một thổi này có người mở to mắt trong mắt đỏ bừng, có người thì giống to, nước miếng văng ra. Động thiên hoa văn. Một trận thi hội đang được cử hành. Đại tài tử chứ danh nhìn qua đám học sinh ngồi bên dưới, cười nói, liễu chấn quả nhiên văn phong cường thịnh. Ta thấy học tử đường chung đều có văn khí rào rạn. Xem ra, Khương Hiền đệ dạy học rất có thành quả. Thân huynh quá khen rồi, đám học sinh của tiểu đệ vẫn còn nông cạn, không đáng nhắc đến. Lần này nếu có thể để cho bọn chúng quan sát được hai người chúng ta đấu văn, đó chính là vận mệnh của bọn chúng, khương tiên sinh khiêm tốn nói thân đại tài tử khua tay nói khương hiền đệ chúng ta đấu văn bất phân cao thấp chúng ta nên ngừng lại thì hay hơn tiếp theo chúng ta không ngại tiếp chống truyền hoa lựa chọn ba học sinh lên hiến thơ cũng để cho ta lãnh hội một phen văn thái của hậu bối như thế nào cũng được khương tiên sinh trầm ngâm một phen sau đó gật đầu đồng ý lập tức ánh mắt của rất nhiều học sinh dưới đài đều sáng lên đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở có hai đại tài tử tọa chấn, mặc kệ ngâm thơ như thế nào, chỉ cần có thể đăng tràng biểu diễn là có thể danh truyền ngàn dặm. Tiếng trống bắt đầu. Chọn ta đi, chọn ta đi. Truyền tới, truyền tới nơi này. Hai, tiếng trống ngừng rồi. Là ai cầm hoa hồng? Xin lên hiến một câu thơ. Thân đại tài tử mở mắt, mỉm cười nói. Dưới ánh mắt sáng rực của mọi người, Lý Tiểu Bạch sờ mũi bước lên đài. Học sinh Lý Tiểu Bạch tham kiến hai vị sư trưởng. Lý Tiểu Bạch bước lên đài lễ phép hành lễ thân đại tài tử mỉm cười nhìn y nhẹ gật đầu còn khương tiên sinh thì hỏi tiểu bạch ngươi có thi từ gì hay không hai hàng lông mày của khương tiên sinh mơ hồ có sự lo lắng lý tiểu bạch này tài trí không cao hy vọng bình thường y cũng có chút tích lũy nếu không dựa theo trình độ bình thường của y khó tránh khỏi sẽ khiến người ta thất vọng ngày bình thường nếu y làm ông thất vọng thì không sao nhưng bây giờ trước mặt thân đại tài tử nhất là trận đấu văn giai đoạn đầu và giai đoạn giữa đã quá đặc sắc, tuyệt luân, nhất định sẽ dương danh thiên hạ. Nếu thất bại trong giai đoạn cuối, cho dù người trong thiên hạ biết được tài học của Khương Tiên sinh ông, nhưng cũng sẽ âm thầm cười ông không phải là một vị minh sư. Lão sư, học sinh đích thật có một bài thơ. Lý Tiểu Bạch đáp lại, biểu hiện vô cùng tự tin. Vậy thì ngâm đi. Khương Tiên sinh hơi yên lòng. Động thiên hoa văn này không thể so với khu vực bình thường được, văn phong nơi này cực kỳ cường thịnh bởi vì chỉ cần làm ra được một bài thơ hay cho dù không ai tán thưởng nhưng thiên địa cũng sẽ tán thưởng ngươi cho nên học vấn làm thi từ rất quan trọng có liên quan đến ăn uống ngủ nghỉ của mọi người thậm chí còn ảnh hưởng đến địa vị danh vọng và tương lai nói chung đa số văn nhân ngày thường đều có tích lũy có một số từ ngữ hay cho dù không thành thơ nhưng có thể đặt dưới đáy hòm lưu lại chờ ngày bổ sung còn có rất nhiều văn nhân mặc dù làm ra được những bài thơ rất hay nhưng lại không công bố chính là che giấu thực lực dùng để ứng phó cho những kỳ thi đấu văn căng thẳng trong hoàn cảnh như vậy lý tiểu bạch cất giấu thi tử cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn trong lòng lý tiểu bạch đã sớm có suy tính ta nhớ rất nhiều bài thơ còn có thiên chương tuyệt thế lưu truyền rộng rãi trên trái đất trải qua năm tháng dài đằng đẵng rèn luyện lại càng chiếu sáng dạng rỡ hơn nhưng nếu dùng những thiên chương tuyệt thế này sẽ không ổn thế giới động thiên này là hoàn cảnh tín đạo am hiểu nhất chính là thu thập tin tức nhất là thủ đoạn quan trắc văn khí, tài hoa, gần như tất cả mọi người đều biết, chỉ là cao có thấp có. Văn khí, tài hoa của ta không đủ. Trước khi hồn xuyên chỉ là một học sinh bình thường. Nếu mạo muội đưa ra tuyệt thế thiên chương, không chỉ sẽ không khiến người ta tin phục, hơn nữa còn dẫn đến hoài nghi, khiến bọn họ điều tra ta. Cho dù sau đó ta có giải thích đây không phải là của ta làm, thì cũng đã muộn rồi. Bản thân bị đánh đến cha mẹ không nhận ra thì không nói ở thế giới này ta sẽ bị người ta khinh bỉ, thậm chí phỉ nhổ. Phương Nguyên vì công lược động thiên hoa văn mà suy tính rất nhiều phương án, dùng để ứng phó các loại tình huống. Phân thân Lý Tiểu Bạch, bản thân văn khí tài hoa đều không đủ, không có bản lĩnh như bản thể Phương Nguyên, chỉ mang theo được một chút mà thôi. Nhưng trong trí nhớ của Lý Tiểu Bạch lại có rất nhiều thi từ chứ danh, ngoại trừ trên trái đất thì còn có bản thân Phương Nguyên sáng tác. Lúc này, Lý Tiểu Bạch lựa chọn một bài trong đó, chậm rãi ngâm lên. Khương Tiên Sinh âm thầm thở ra một hơi. Bài thơ này thi từ rất tinh tế, trong lời có ý sâu xa, miễn cưỡng đủ để mang lên trận đấu văn hôm nay. Cái đó cũng không có gì đặc biệt. Ta và Lý Tiểu Bạch đã là đồng môn 3 năm, hôm nay xem như y phát huy vượt mức tiêu chuẩn. Ha ha, cái này còn không đúng lúc sao? Có bài thơ này của y phụ trợ, hai vị tiếp theo thật có phúc. Tâm tư các học sinh dưới đài càng lúc càng xôi trào. Bài thơ mà Lý Tiểu Bạch ngâm tụng, mặc dù rất phù hợp với thân phận của y, nhưng trong số đồng môn của y vẫn còn rất nhiều người ưu tú hơn y nhất là trong bụng một số học sinh còn cất giữ không ít bài thơ chân quý số bài thơ này là ngày bình thường bọn họ vắt óc suy nghĩ cạn kiệt tâm trí mà có nếu dùng trong các trường hợp khác thì có chút đại tài tiểu dụng nhưng nếu dùng bây giờ thì khá phù hợp khi tiếng trống vang lên lần nữa hoa hồng bắt đầu chuyển lực đám học sinh tinh anh ngo ngoe muốn động hai mắt tỏa sáng tiếng trống ngưng lại đa số học sinh đều thất vọng tại sao lại không phải là mình chứ sau đó, cặp mắt bọn họ lại đỏ lên, tại sao lại là y? Hoa hồng dừng lại trên bàn Lý Tiểu Bạch. A, à, Lý Tiểu Bạch cũng rất ngạc nhiên. Quy củ không thể phế, ngươi hãy lên đài lần nữa đi. Thân đại tài tử bật cười lắc đầu. Lần này Khương Tiên Sinh thật sự lo lắng. Dựa theo tố chất và nội tình của Lý Tiểu Bạch, phát huy lần trước đã là vượt qua tiêu chuẩn, lần này chỉ sợ. Nhưng Lý Tiểu Bạch đã ngâm một bài thơ. Bài thơ lần này có trình độ tương đương với bài thơ thứ nhất. Khương Tiên sinh yên lòng, ánh mắt nhìn Lý Tiểu Bạch nhu hòa hơn một chút, xem ra, mặc dù tình huống ban đầu của học sinh này của ta không tốt, nhưng ngày bình thường biết cố gắng, cho nên tích lũy được hai bài thơ. Nếu hai bài thơ này là do y sáng tác, dựa theo tiêu chuẩn của y, có thể sáng tác ra đã là không dễ dàng. Lý Tiểu Bạch cũng không làm ông mất mặt, điều này khiến Khương Tiên sinh vô cùng vui mừng. Người cuối cùng, hai cơ hội trước đều dành cho Lý Tiểu Bạch, hài, đúng là uổng công mà nếu ta ra sân, nhất định sẽ khiến cho hai vị tiên sinh lo mắt mà nhìn, nhưng ta lại không được chọn. Cơ hội lần thứ ba, không biết hoa hồng sẽ rơi xuống người nào. Nếu không phải ta, ta càng không muốn những người kia. Đám học sinh có chút đứng ngồi không yên, ai nấy đều có tâm tư riêng, không còn bình tĩnh trong lòng. Tiếng trống bắt đầu. Đám học sinh nhìn theo hoa hồng, vành mắt rất nhiều người đỏ lên. Truyền cho ta. Truyền cho ta. Hài, lại qua rồi. Chỉ mong tiếng trống lâu lâu một chút để nó quay lại tay ta. Đông. Tiếng trống đột nhiên chấn động rồi dừng lại. Thân đại tài tử mở mắt, mỉm cười nói, lần này sẽ là ai chứ? Ông ngẩn cả người, gương mặt hiện lên vẻ cổ quái, tay chỉ người may mắn sau cùng. Giờ khóc giờ cười, tại sao lại là tên tiểu tử ngươi nữa chứ? Lý Tiểu Bạch cầm hoa bước lên đài, hơi có chút sầu mi khổ kiếm. Ý đầu tiên là hành lễ với hai vị tiên sinh trên đài, sau đó ông quyền thở dài, tạ lỗi với rất nhiều học sinh bên dưới. Chư vị đồng môn, không phải Tiểu Bạch ta đoạt chỗ tốt của mọi người, hôm nay ba lần lên đài đối với ta mà nói quả thật quá nhiều kinh hỷ tiểu bạch biết dưới đài có rất nhiều chư vị đồng môn tài học vượt qua tiểu bạch còn tiểu bạch lại được ba lần ngâm thơ thật sự hổ thẹn vốn đám đồng môn của y vừa sợ vừa giận nhưng sau khi nghe được lời này cộng thêm ánh mắt của y sự tức giận trong lòng cũng tiêu tán không chỉ như vậy còn có một số người đồng tình với vị lý tiểu bạch này dù sao tài năng và văn khí của lý tiểu bạch không bằng mình để y lên đài không phải là chịu tội sao Vận khí của ngươi thật sự quá cao. Thôi, ngâm thơ đi." Khương Tiên Sinh cười mắng một tiếng. Lý Tiểu Bạch lại ngâm một bài, vẫn là tiêu chuẩn bình thường, nhưng câu cuối cùng lại có điểm sáng. Tuy điểm sáng này rất nhỏ nhưng lại nâng cao cấp độ của bài thơ. Không chỉ thân đại tài tử mỉm cười, lên tiếng khen ngợi câu thơ, ngay cả Khương Tiên Sinh cũng có chút ngoài ý muốn, "Bài thơ này của ngươi, câu cuối cùng ngược lại có ý mới. Tại sao ngươi lại nghĩ ra được?" Lý Tiểu Bạch cười khổ, "Khởi bẩm tiên sinh, học sinh không dám giấu giếm bài thơ này chẳng qua chỉ có ba câu câu cuối cùng là do học sinh trong tình thế cấp bách mới suy nghĩ ra không nghĩ đến lại lọt vào pháp nhãn của hai vị tiên sinh cũng khiến học sinh cảm thấy ngoài ý muốn khương tiên sinh sững sờ bật cười ha hả thân đại tài tử lắc đầu lý tiểu bạch ngươi đúng là thành thật thì ra vừa nãy ông đã âm thầm sử dụng thủ đoạn dò xét văn khí tài hoa của lý tiểu bạch phát hiện tất cả đều rất bình thường nhưng linh quang lóe lên phát huy vượt qua tiêu chuẩn bình thường cũng không phải chuyện hiếm có thần đại tài tử cũng không có bất kỳ hoài nghi nào khương tiên sinh thì có chút thay đổi cách nhìn về lý tiểu bạch ông dùng ánh mắt hoàn toàn mới không để lại dấu vết đánh giá lý tiểu bạch mặc dù lý tiểu bạch sáng tác thơ rất bình thường nhưng nhìn ra được ngày thường y đã rất cố gắng cho nên mới có được ba bài thơ tích lũy hắn có thể tạm thời phát huy linh quang trợt hiện có thể thấy được y vẫn có tiềm lực nhưng điều khiến ta thích nhất chính là lần thứ ba lên đài y đã tạ lỗi với đồng môn điều này cho thấy y rất thành thạo trong vấn đề xử lý quan hệ biết cách cải thiện mối quan hệ giữa con người đúng là không tệ khoan đã khương tiên sinh bỗng nhiên nghĩ đến trận đấu văn này nhất định sẽ danh truyền thiên hạ thanh danh của ta đã sớm nổi tiếng thiên hạ thì cũng thôi đi nhưng lý tiểu bạch nhờ thế mà nổi danh theo nếu có ba học sinh thì được nhưng ba lần cơ hội đều dành cho y như vậy y sẽ thành mục tiêu công kích mất lần này thân huynh cùng ta đấu bình trong thời gian ngắn sẽ không ai tìm ta đấu văn. Nhưng vẫn sẽ có đám tiểu nhân ra tay với học sinh của ta, gián tiếp chèn ép ta. Mà Lý Tiểu Bạch lại là một học sinh rất bình thường. Khương Tiên sinh cao mày, hạ quyết tâm ngay tại chỗ, sau này, nhất định phải dùng sức bồi dưỡng Lý Tiểu Bạch, âm thầm mở đường cho y. Lần đấu văn này, người trong thiên hạ đều biết Lý Tiểu Bạch là học sinh của ta. Mặc dù học sinh của ta có rất nhiều, nhưng người nổi tiếng cũng chỉ có một mình y tương lai chỉ cần nâng đỡ lý tiểu bạch tất sẽ có nhắc đến ta ta và y cột chung một chỗ nhất định phải bồi dưỡng y cho thật tốt bằng không trong lòng khương tiên sinh sinh ra áp lực rất lớn ông quyết định mặc kệ tốn bao nhiêu tinh lực vật lực cũng phải bồi dưỡng lý tiểu bạch cho thật tốt cho dù y là một khúc gỗ mục cũng phải xem như một khối ngọc trung châu núi phi hạc cố lục như chậm rãi ngừng lại sát chiêu ông lau mồ hôi trên trán thở ra một hơi được rồi, thời gian bên trong tiền khiếu của y đã bị ta tăng đến cực hạn, tai kiếp sẽ rất tấp nập. Làm phiền rồi. Tần đỉnh lăng ở một bên mỉm cười. Nàng nhìn phương chính đang ngủ mê, bỗng nhiên khẽ ồ một tiếng. Thế nào? Cố lục như hỏi thăm. Tần đỉnh lăng nói, trong lúc ta sử dụng sát chiêu sát vận, phát hiện sau khi sát chiêu của người có hiệu lực, vận khí của phương chính lại có thay đổi. Vốn khí vận của y như núi, xanh u um ngăn nắp, nhưng bây giờ lại biến thành, ừm, giống như cái nắp nồi cố lục như càng thêm nghi hoặc đây là báo hiệu gì vậy tần đỉnh lăng lắc đầu trong lòng lại càng khó hiểu trong thời gian ngắn ta không tra rõ được hai tháng sau một tin tức khiến bản thể phương nguyên ngừng tiềm tu rốt cuộc đã điều tra ra được vị trí cụ thể của long cung rất tốt đúng lúc ta đã nắm giữ được thủ đoạn cơ bản không ngại tiên hạ thủ vi cường đoạt trước thiên đình bí mật chiếm giữ tòa tiên cổ phòng này mặt biển xanh thẳm sóng cả cuồn cuộn thủy triều lên xuống chim hải âu bay múa tiếng nước bắn lên, một vị cổ tiên chui vào trong nước, lặn thẳng xuống dưới. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Nước biển nơi này cực sâu, đồng thời còn có rất nhiều hải thú hung mãnh chiếm cứ. Sau khi đạt đến độ sâu vạn trượng, hai con hải thú cấp thái cổ xuất hiện. Đương nhiên, kỳ chân dị bảo cũng không ít. Tài nguyên Đông Hải không hổ danh đứng nhất năm vực. Vị cổ tiên cảm thán, sau đó lặn sâu xuống dưới. Sau khi lặn hơn trăm vạn trượng, dưới biển sâu hắc ám vô biên xuất hiện một mộng cảnh trói lọi. Khi cổ tiên càng đến gần, mộng cảnh trong tầm mắt người này càng mở rộng. Đợi đến khi hắn đến trước mộng cảnh, mộng cảnh này đã to bằng ngọn núi nhỏ. Long cung hẳn là chỗ này. Ánh mắt cổ tiên nóng rực. Người này có vóc dáng cao lớn, gương mặt anh tuấn, sống mũi cao, đôi môi kiên nghị. Trên người hắn có vảy rồng, đôi long đồng hổ phách, trên trán còn có cặp sừng san hô màu vàng. Đây chính là phân thân của Phương Nguyên. Phương Nguyên biết Long cung giấu ở Đông Hải, nhưng cụ thể ở vị trí nào, kiếp trước hắn không biết kiếp trước, bởi vì Long Công dẫn Phượng Kim Hoàng đến trước, ý định thu phục Long Cung, bị tứ đại Long tướng cản trở. Cho nên đã bộc phát chiến đấu, Long Cung thừa cơ nhất phi trùng thiên, vạch phá bầu trời chạy mất. Long Công truy đuổi, dẫn phát thanh thế to lớn, khiến cổ tiên bát chuyển Đông Hải chen chúc nhau mà đến. Ở thời điểm đó, tin tức chuyển khắp năm vực, Phương Nguyên vừa mới công lược động thiên thú kiếp, tâm liền động, vội chạy đến Đông Hải xem náo nhiệt. Kết quả, hắn bị người ta phát hiện tung tích, không chiếm được tiện nghi nhưng bên trong dòng sông thời gian lại xuất hiện một đảo thạch liên thứ hai phương nguyên liền đưa ra quyết định quan trọng từ bỏ long cung mà chạy đến tìm kiếm phần chân truyền hồng liên thứ hai trên đảo thạch liên mặc dù hắn phá hủy dự định của thiên đình nhưng phượng cửu ca lại quyết định thúc giục gió đại đồng phá hủy đảo thạch liên điều này dẫn đến long cung bị thiên đình chiếm được chấn áp bên trong tàng long quật cổ tiên đông hải không cam lòng thất bại từ đó dẫn đến một trận kịch chiến quan trọng trong đại chiến trung châu cuộc chiến tàng long quật Kiếp này Phương Nguyên trùng sinh trở về, Long Cung đã sớm nằm trong kế hoạch của hắn. Trước đó, hắn đã bắt đầu sắp xếp, không ngừng thu thập tin tức, triển khai suy tính về phương diện này, đưa ra được một phạm vi đại khái. Sau đó, hắn lần lượt điều động thuộc hạ bí mật đến Đông Hải thăm dò. Phương Nguyên không biết vị trí ban đầu của Long Cung là ở đâu, nhưng thời gian không phụ người hữu tâm, cố gắng của hắn đã được đền đáp. Trong khoảng thời gian này, hắn đã tìm được Long Cung. Phân thân Long Nhân dò xét chung quanh, phát hiện không có hoang thú thái cổ tất cả đều an toàn sát chiêu tiên đạo thuần mộng cầu chân biến hắn rất dứt khoát lập tức thúc đẩy sát chiêu nhằm vào mộng cảnh này lựa chọn của hắn giống long công chính là bóc mộng cảnh ra sau đó trực tiếp ra tay với long cung trên bầu trời bản thể phương nguyên tiềm ẩn trong mây giám sát xung quanh hộ tống bốn phía cho phân thân long nhân mặt khác hắn cũng để phân thân long nhân đi thăm dò trước nếu chẳng may có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra bản thể phương nguyên còn có thể bỏ lại an toàn rút lui dù sao đối với những chuyện trước trước sau sau của long cung phương nguyên cũng không quá rõ ràng sự việc này không giống hắn mưu đồ dòng sông thời gian hoặc chân truyền đào chú vạn nhất thiên đình có mai phục thì sao cho dù không có mai phục bản thân long cung cũng quá nguy hiểm bởi vì nó nắm giữ sát chiêu công phạt mộng đạo điều này khiến phương nguyên vô cùng kiêng kỵ từng thuần mộng cầu chân thể được ngưng tụ ra trong mộng cảnh tiến triển của phân thân long nhân có chút thuận lợi nhưng quy mô của mộng cảnh này quá khổng lồ tốc độ ngưng tụ mất mấy ngày mấy đêm mới xong không nói những cái khác chỉ nội mộng cảnh này thôi đã là một tài phú cực kỳ to lớn kiếp trước nó rơi vào tay thiên đình thiên đình cũng không có phương pháp lợi dụng bây giờ rơi vào tay ta sẽ không còn giống như vậy nữa bản thể phương nguyên nhìn thấy rõ tình huống dưới biển sâu một lát sau phương nguyên lại ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu của mình sau khi thúc thủ đoạn vận đạo hắn nhìn thấy cái nồi nấu vận trên đỉnh đầu của mình chiếc nồi lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn giữa không trung hơi chìm nổi biên độ rất nhỏ giống như đang bơi trong nước phương nguyên không cách nào quan sát được khí vận của mình nhưng lại có thể quan sát được tình huống phân thân long nhân chỉ thấy tám con rồng điêu khắc trên nồi nấu vận và con rồng nhỏ đối ứng với khí vận màu tím của phân thân long nhân chiếm cứ giữa không trung không hề nhúc nhích nó cố gắng mở cái miệng rộng biểu hiện bất an cảnh giác nhìn chung quanh chung quanh nó từng sợi hắc khí đang nhanh chóng ngưng tụ thành luồng hình thành từng cụm mây đen khí vận mây đen biểu hiện biến số tử vong xem ra phân thân long nhân đang có nguy cơ tử trận phương nguyên co mày hắn lập tức tính toán kiếp này ta trùng sinh dựa theo thời gian để tính ta phát hiện long cung còn sớm hơn thiên đình lúc trước đồng thời còn ra tay sớm hơn bây giờ xem ra đích thật ta đã nhanh chân đến trước tuy quá trình đang có tiến triển nhưng chỉ sợ mấy ngày đến sẽ có kịch biến không tốt không bao lâu sau mây đen nồng nặc từ bốn phương tám hướng từ trên đầu dưới chân bao phủ con rồng nhỏ màu tím, dường như muốn mai táng nó. Phương Nguyên lập tức thôi động nồi nấu vận. Con rồng được điêu khắc trên nồi nấu vận há cái miệng lớn phun ra nuốt vào, hút hết khí vận màu đen vào bụng, sau đó lại phun vào trong nồi. Trong nồi bắt đầu nấu vận, nấu số vận khí mây đen này, sau đó sôi trào, biến thành khí vận có ích. Số khí vận này lại bị con rồng điêu khắc hút vào, sau đó phun vào con rồng nhỏ màu tím. Con rồng nhỏ màu tím dưới sự trợ giúp, tinh thần trở nên phấn chấn, ý chí chiến đấu sụp sôi. Mặc dù mây đen vẫn còn nồng đậm như cũ, không thay đổi bao nhiêu, nhưng con rồng nhỏ màu tím đã trở nên kích động. Phương Nguyên nhìn thấy, không khỏi ồ một tiếng, thầm nghĩ: mặc dù nồi nấu vận của ta chỉ có lục chuyển, nhưng nó lại là kết tinh đỉnh phong bên trong chân truyền kỳ vận của Cự Dương Tiên Tôn, có thể khống chế khí vận cổ tiên lục chuyển, đồng thời cũng có ảnh hưởng đối với cổ tiên thất chuyển. Bây giờ phân thân Long Nhân của ta trải qua sự bồi dưỡng tận lực, của ta đã có tu vi thất chuyển cho nên ảnh hưởng đến con rồng màu tím chỉ là hiện tượng bình thường nhưng số khí vận màu đen này phương nguyên khẽ cao mày trầm ngâm khí vận màu đen đã bị ta ảnh hưởng nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ có thể thấy được cấp độ nguy cơ là bắt chuyển nhưng bây giờ nhìn thấy thần thái thay đổi của con rồng màu tím khí vận mây đen đối với nó dường như có một lực hấp dẫn long hưng phong vũ khí vận màu đen này có hình đám mây xem ra phiền phức lần này đối với phân thân long nhân mà nói không chỉ nguy hiểm hơn nữa còn ẩn chứa kỳ ngộ rất lớn Đương nhiên, tất cả đều dựa trên cơ sở bản thể Phương Nguyên không nhúc nhích. Một khi bản thể Phương Nguyên xuất động, tất sẽ dẫn phát khí vận kịch biến. Bởi vì Phương Nguyên lúc này tuyệt không phải một vị cổ tiên bát chuyển bình thường. Một khi hắn có hành động, biến số đưa đến sẽ cực kỳ to lớn. Hai, đáng tiếc là ta không thể quan sát được khí vận bản thể. Bên trong chân truyền kỳ vận có sát chiêu sát vận, có thể quan sát được từ nhất chuyển cho đến cửu chuyển. Nhưng tiên cổ sát vận của ta chỉ có lục chuyển, cho dù có tạo thành sát chiêu cũng chỉ có thể dựa vào sự huyền diệu của bản thân sát chiêu miễn cưỡng quan sát được khí vận của cổ tiên thất chuyển mà thôi. Phương nguyên đã có nồi nấu vận, lại có tiên cổ sát vận sung làm hạch tâm, cho nên hắn hoàn toàn không cần thôi động sát chiêu sát vận, chỉ cần thôi động nồi nấu vận là có thể quan sát được khí vận của phân thân long nhân. Truy cập halaji.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé. Số chuyển của nồi nấu vận vẫn còn rất thấp, tương lai ta không chỉ phải tăng số chuyển tiên cổ hơn nữa còn phải dung nhập áo nghĩa chân truyền chúng sinh vận, khiến cho nó có thể ảnh hưởng đến người và những vật khác. Phương Nguyên âm thầm lên kế hoạch. Mặc dù Phương Nguyên có thể dựa vào nồi nấu vận trợ giúp phân thân, nhưng thật ra bản thể và phân thân đều cùng một người. Cho nên, đây cũng được xem là trợ giúp mình. Phạm vi chân truyền kỷ vận còn chưa khoách trương được đến chúng sinh vận. Phương Nguyên phát hiện được nguy cơ của phân thân Long Nhân, tạm thời kiềm chế bất động. Một mặt giám sát, mặt khác không ngừng thôi động nồi nấu vận mặc dù trợ giúp đối với con rồng nhỏ màu tím không lớn, ảnh hưởng đối với khí vận mây đen quá nhỏ, nhưng cũng xem như hạt cát trong sa mạc, tích lũy cũng đáng để chờ mong. Càng có một câu, có còn hơn không? Phân thân Long Nhân tất nhiên cũng nhận được tin tức bản thể truyền đến, vẫn không ngừng chuyển hóa mộng cảnh. Như vậy, sau một ngày rưỡi, bốn vị cổ tiên Đông Hải cùng nhau bay đến. Phía đông là một thanh niên mặc áo bào trắng, gương mặt tuấn tú, chính là Dương Tử Hà. Phía tây là một lão bà, lưng còng, nếp nhăn trên mặt rất sâu đi theo hướng rất kỳ lạ, tạo thành đường vân độc mãng màu tím, kéo dài từ gương mặt của bà ta xuống cánh tay, thậm chí toàn thân. Đây chính là dung bà. Phía bắc là một cổ tiên dáng người cao lớn, ánh mắt hình tam giác lóe lên hàn quang, là thạch miểu. Cổ tiên phía nam mặc áo bào đen, nhìn không rõ dung mạo, lúc nào cũng im lặng chẳng khác nào u hồn trôi nổi. Âm khí mười phần, họ trương tên âm. Bốn vị cổ tiên bát chuyển đến. Là bọn họ bản thể phương nguyên vẫn bất động như cũ bởi vì phân thân long nhân của hắn nhìn ra được một ít tin tức lúc này con rồng khí vận màu tím đã bị một đám mây đen dày đặc bao phủ hoàn toàn không cách nào phá vây bên trong khí vận mây đen lại có sự thay đổi phía đông mây đen chuyển ra tiếng nước cuồn cuộn giống như che giấu một dòng sông phía tây mây đen khí vận một con độc mãng màu tím như ẩn như hiện phía bắc mây đen ngưng kết thành hình ngọn núi còn phía nam thì càng thêm tĩnh mịch quay tròn thành một lỗ đen bốn vị cổ tiên bát chuyển này có gì quái lạ khí vận bọn họ đều có một phần mây đen chẳng lẽ bọn họ đã kết thành liên minh phương nguyên cũng không biết bọn họ chính là tứ đại long tướng của long cung bởi vì kiếp trước phương nguyên không nhận được tin tức có liên quan nhưng rất nhanh hắn đã biết bốn vị cổ tiên bát chuyển nhìn long nhân sắc mặt lãnh khốc hơi hỏa hoãn một chút quả nhiên là một long nhân còn có tu vi thất chuyển ngươi ngược lại có tư cách tham gia khảo nghiệm số mộng cảnh này là khảo nghiệm của ngươi ngươi chỉ có thông qua nó mới được long linh tán thành trở thành chủ của long cung mau trả lại mông cảnh dựa theo quy củ thăm dò mộng cảnh tiến hành khảo hạch bằng không tứ đại long tướng chúng ta sẽ khiến cho ngươi chịu không nổi bốn vị cổ tiên bát chuyển đông hải mỗi người một câu đồng thời lên tiếng thể hiện thân phận long nhân của bọn họ nhất thời mặc kệ là bản thể phương nguyên hay là phân thân long nhân tất cả đều kinh hãi hành động thu hết mộng cảnh của phân thân long nhân đã dẫn đến tứ đại long tướng nếu là cổ tiên nhân tộc tứ đại long tướng sẽ hợp nhau tấn công nhưng phân thân long nhân phương nguyên lại là long nhân hàng thật giá thật mặc kệ nhục thân hay là hồn phách đều là thật không hề có chút sơ hở tứ đại long tướng nói ra thân phận bí mật này khiến phương nguyên âm thầm giật mình kiếp trước vào phút cuối cùng phương nguyên nhìn thấy bạch ngưng băng khống chế long cung đế tàng sinh tham gia vào cuộc đại chiến cuối cùng chứ không nhìn thấy tứ đại long tướng thì ra bốn vị cổ tiên bát chuyển này là nô bộc của long cung bị long cung thu phục trở thành long tướng nước nơi này thật sự có chút sâu ta có cần đích thân ra tay hay không trong đầu phương nguyên suy nghĩ liên tiếp nhanh chóng suy tính dựa theo thực lực của hắn bây giờ đồng thời đối phó bốn vị cổ tiên bắt chuyển nắm chắc rất lớn phương nguyên mạnh nhất là thủ đoạn khí đạo không nói cái khác chỉ nói quy mô đạo ngân khí đạo cũng đủ khiến bốn vị cổ tiên bắt chuyển đông hải vượt quá tầm với nhưng đối phương dù gì cũng là cổ tiên bắt chuyển ta có thể chiến thắng thậm chí giết chết đối thủ nhưng động tĩnh nhất định rất lớn không thể tốc thắng được tham chiếu kiếp trước long công tranh đấu với bốn người này bản thân tiên cổ phòng cũng có linh trí có thể tự mình phi không mà đi nếu ta cưỡng ép ra tay chỉ sợ không ổn sẽ rơi vào tình cảnh của long công kiếp trước phương nguyên lập tức suy tính tình huống có khả năng xảy ra nhất lần này hắn đến chính là muốn bí mật thu lấy long cung nếu gây ra động tĩnh quá lớn bại lộ tu vi bát chuyển và thực lực khí đạo hoàn toàn không tương xứng với kế hoạch ban đầu của hắn Phương Nguyên nghĩ đến đây, lại nhìn nồi nấu vận trên đỉnh đầu của mình. Con rồng nhỏ màu tím đã bị mây đen bao trùm, nhưng biểu hiện lại rất hưng phấn, ngò ngoe muốn động. Nhất là bên trong đám mây đen còn có khí màu tím xanh, như ẩn như hiện. Từng sợi khí vận màu tím xanh này cao quý vô cùng, kỳ diệu vô cùng, đại diện cho khả năng phân thân long nhân trở thành chủ long cung. Phân thân long nhân chỉ có tu vi thất chuyển, bốn vị long tướng đều là bắt chuyển, cũng không phát hiện ra ta, cho nên khả năng lừa gạt rất nhỏ nếu phân thân long nhân dựa theo quy củ mà làm, sau khi thăm dò mộng cảnh xong, thông qua được khảo nghiệm, không chỉ thu hoạch được long cung, mà còn có chiến lực bốn vị cổ tiên bắt chuyển. Xem ra, long cung này nhất định là tiên cổ phòng nô đạo, có thể đồng thời nô dịch bốn vị cổ tiên bắt chuyển, đúng là lợi hại. Dựa theo tin tức kiếp trước của ta, thời gian của ta vẫn còn rất dư giả. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên quyết định bất động, để phân thân thử thăm dò mộng cảnh, tham gia khảo nghiệm. Đây chính là phương án tối đa hóa lợi ích phần thân long nhân được bản thể nhắc nhở lập tức trả lại mộng cảnh hành động này khiến sắc mặt của tứ đại long tướng hòa hoãn lại rất nhiều dung bà lại nói tham gia khảo nghiệm long cung cần nhục thân hồn phách cùng nhau tiến vào mộng cảnh chỉ có dũng khí được ăn cả ngã về không mới có tư cách trở thành chủ long cung phần thân long nhân không khỏi biến sắc nhưng cân nhắc đến bản thể đang giám sát trên đỉnh đầu liền gật đầu đồng ý sau đó vùi đầu vào mộng cảnh vừa tiến vào mộng cảnh hắn lập tức rơi vào một khu vực hắc ám mênh mông Ngô Soái, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Bên trong có người lắc lắc phân thân long nhân. Phân thân long nhân mở mắt, nhìn thấy một thiếu nữ long nhân thanh thuần đáng yêu, mang theo biểu hiện bất lực, tại sao ngươi lại ngủ? Đại gia hỏa đang đợi ngươi đấy. Ngươi đừng quên, hôm nay là thời gian ước định đánh cửa của chúng ta và Trần Phó, Trương xong. Thì ra ta tên là Ngô Soái. Ừm, tu vi tam chuyển. Phân thân long nhân lập tức kiểm tra tình huống bản thân một chút. Đi mau, đi mau. Thiếu nữ long nhân không kịp đợi, phân thân long nhân vừa mở mắt nàng đã bỏ hắn mà chạy đi một đường chạy vội hai người đến một võ đài trên giáo trường đã sớm có hai đội nhân mã phân đà hai hướng đông tây phân biệt rõ ràng người phía tây đều là thiếu niên nhân tộc có nam có nữ hai thiếu niên dẫn đầu đều có ngạo khí đám người phía đông đều là thiếu niên long nhân số lượng ít hơn rất nhiều đồng thời như rắn mất đầu đang bị thiếu niên nhân tộc ép buộc rơi vào thế hạ phong nhìn thấy phương nguyên xuất hiện các thiếu niên long nhân lập tức phấn chấn có người phát ra tiếng reo hò, còn có người trách Phương Nguyên đến trễ. Ngô Soái, rốt cuộc ngươi cũng dám xuất hiện rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi khiếp đảm không dám đến đánh cược nữa chứ. Bên phía nhân tộc, một trong hai thiếu niên cầm đầu hô to. Thiếu nữ Long Nhân dẫn Phương Nguyên chạy đến lập tức lớn tiếng phản bác, "Trần Phó ngươi đừng có phách lối. Bây giờ Ngô Soái đã đến rồi, đảm bảo sẽ đánh các ngươi tè ra quần." Bớt nói nhảm đi. Ngô Soái, ra tay đi lần này trương song ta nhất định sẽ rửa sạch mối nhục thất bại trong tay ngươi lần trước một thiếu niên cổ sư đứng dậy rõ ràng là một người nóng tính không kịp chờ đợi đã đến khiêu chiến khoan đã phương nguyên khoát tay cố ý kéo dài thời gian nếu đánh cược vậy tiền đặt cược đâu hắn vừa nói vừa dò xét võ đài võ đài bố trí không tầm thường là một cổ trận tiên đạo điều này nói rõ địa phương mà hắn đang ở không thể coi thường đã có tiên trận, nhất định thuộc phạm vi thế lực siêu cấp, nơi Phương Nguyên đứng cũng là yếu địa của thế lực siêu cấp. Một võ đài có thể dựng thành tiên trận, đây không phải coi trọng bình thường. Lại nhìn phục sức của hai bên, trên cơ bản giống nhau, rõ ràng là cùng một môn phái. Trận đánh cực này, xem ra là đấu khí giữa các thiếu niên. Thiếu niên nơi này ít nhất có tu vi nhị chuyển. Nhìn bộ dạng của bọn họ, chỉ sợ vừa mới tu hành không bao lâu, tố chất đúng là cao thật tu vi cao nhất chính là ta, còn thiếu niên thủ lĩnh tộc đối diện Trần Phó, Trần Song đều có tu vi tam chuyển, đều là thiên tài. Dưới nữa chính là thiếu nữ Long Nhân có tu vi nhị chuyển đỉnh phong. Ngô Soái, ngươi đừng khinh thường ta, tiền đặt cược ta đã chuẩn bị sẵn, ngươi nhìn đi. Trần Phó nói, sau đó cực kỳ trịnh trọng móc ra một con cổ trùng. Phương Nguyên nhìn kỹ, là một con cổ trùng ngũ chuyển, có tên là quải xoái. Ngoại hình của cổ quải xoái là thụ lang, cũng chính là thiên ngưu thiên ngư có hình bầu dục, lưng hơi phẳng, trên đầu có hai xúc tu dài. Quải xoái cũng giống như vậy, cơ thể giống như thanh ngọc, xúc tu thon dài, còn dài hơn gấp 10 lần so với cơ thể, chẳng khác nào hai sợi chỉ đỏ thật dài. Trong lòng phân thân long nhân hơi ngạc nhiên. Phương Nguyên có rất nhiều tiên cổ, phàm cổ hắn đã sớm không để trong mắt. Nhưng con cổ quải xoái này lại khác. Mặc dù nó chỉ là phàm cổ, nhưng lại là cổ trùng nhân đạo, có tác dụng nô đạo, đã từng xuất hiện trong lịch sử Trung Châu, sau đó tuyệt tích căn cứ theo lời đồn, hiệu quả của cổ quải xoáy vô cùng tốt, còn có rất nhiều cổ trùng tương tự hợp thành một bộ với nó, lại càng tăng thêm sức mạnh. cảnh giới phân thân long nhân tương tự với bản thể phương nguyên, bản thể phương nguyên là tông sư nhân đạo, đại sư nô đạo, phân thân long nhân cũng giống như vậy. chỉ cần là cảnh giới các đại sư là có thể sinh ra cảm giác tương ứng. lúc này, phân thân long nhân đã có cảm ứng, chỉ cần thông qua mộng cảnh này, ta đã có thể nắm giữ được cổ phương cổ quải xoáy. khó trách con rồng tím vận khí lại kích động mộng cảnh nô đạo này đích thật là đại cơ duyên của ta nghĩ đến đây phân thân long nhân không khỏi càng thêm nôn nóng trên đường chạy đến đây hắn đã kiểm tra xem ngô soái có bao nhiêu con cổ trùng là loại nào cách sử dụng ra sao chỉ là đánh cược như thế nào thì hắn không rõ lắm phân thân long nhân cười nói đã như vậy vậy thì tới đi ta nhường ngươi một lần ngươi cứ ra tay trước trương song bị ép buộc như vậy gương mặt non nớt hiện lên sự tức giận được ngô soái ngươi đã khinh thường như thế xem thường ta như thế ta sẽ thành toàn cho ngươi. y móc mười mấy khối nguyên thạch từ trong ngực ra, ném xuống mặt đất võ đài. bản thân võ đài là một tiên trận, nguyên thạch rơi xuống mặt đất, giống như rơi xuống nước, lập tức bị mặt đất nuốt hết. sau đó, từ dưới đất bắt đầu chui ra từng con kiến. trương song mở to mắt, thôi động thủ đoạn, bắt đầu nô dịch những con kiến này. phân thân long nhân lại kinh ngạc, những con kiến này không phải kiến bình thường, trên lưng có đường vân tự nhiên, hình thành văn tự nhân tộc, không phải là kiến quân đoàn truyền thống chứ. Long nhân cũng không phải thiên sinh địa dưỡng, mà là chủng tộc dị nhân nhân tạo. Tính chất của kiến quân đoàn cũng không khác gì long nhân, cũng không phải tự nhiên sinh ra mà do đại năng cổ tiên sáng tạo ra. Kiến quân đoàn này biến thành nô lệ của cổ sư nô đạo, giải quyết nan để nuôi nấng rất lớn cho cổ sư. Có một số kiến quân đoàn dùng để huấn luyện ngày thường, còn rất nhiều kiến quân đoàn sẽ hình thành kiến triều, uy năng hạo đãng. Thực lực của Trương Song không tầm thường, rất nhanh đã nô dịch được mười mấy con kiến màu vàng này lúc này từ trong lòng đất lại chui ra một con kiến mới còn muốn lớn hơn so với những con kiến trước đó thân kiến có màu đen trương song vui mừng tranh thủ thời gian di chuyển lực chú ý bắt đầu nô dịch những con kiến màu đen bên trên con kiến vàng có văn tự tự nhiên công bên trên con kiến màu đen cũng có đường vân tự nhiên binh nhìn thấy các thiếu niên long nhân đều khẩn trương thiếu nữ long nhân bên cạnh phương nguyên lắc cánh tay của hắn ngô soái ca 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 mau tranh thủ bắt đầu đi nếu lần này đánh cực thua, ca sẽ thu mất cổ bản mệnh của mình đấy. Đối phương hèn hạ vô sỉ có mười mấy con kiến công, và ba con kiến binh. Được rồi. Phương Nguyên mỉm cười, sau đó ngồi xuống đất, tập trung tinh thần nhìn những con kiến trên mặt đất. Hắn thôi động một loại sát chiêu, chính là dùng phương pháp mắt kích nô dịch con kiến, hiệu quả rất tốt. Chỉ sau mấy hơi thở, mấy chục con kiến trên mặt đất đã tập trung bên cạnh Phương Nguyên. Trong đó có kiến công, cũng có kiến binh. Kết quả như vậy vượt quá sức tưởng tượng của Trương Song thiếu niên nhân tục lập tức kinh hô. Còn thiếu niên long nhân thì kinh ngạc, sau đó cao hứng bừng bừng, gieo hò không thôi. Trương song khó tin nhìn Phương Nguyên. Thấy trước mặt Phương Nguyên càng lúc càng có nhiều kiến hơn, gấp mấy lần y, sắc mặt của y lập tức trắng bệch như tờ giấy. Ta thua rồi, Trương song cũng rất dứt khoát, ngươi dùng sát chiêu gì thế? Sát chiêu tinh diệu, uy năng không tầm thường. Quan trọng hơn chính là nội tình hồn phách lúc này của Phương Nguyên rất mạnh, vượt qua cổ sư phàm nhân, huống chi là thiếu niên. Phương Nguyên cũng không biết. Hắn chẳng qua cũng chỉ mới sáng tạo ra mà thôi. Liền nói tránh, người đã thua, tiền đặt cược đâu. Trương song hử lạnh, ném cổ quải xoái cho Phương Nguyên, sau đó quay người rời đi. Trần Phó xanh mặt, trước khi đi đã để lại một câu, ngô xoái, không nghĩ đến ngươi âm hiểm như thế, lén luyện thành sát chiêu nô đạo cường đại. Ngươi đừng quá đắc ý, chúng ta sẽ sớm đòi lại món nợ này, chúng ta thắng rồi. Ngô xoái, ngươi thật lợi hại, thật không hổ danh là ngô xoái. Ha ha, đúng là buồn cười sắc mặt của trương song trần phó vừa nãy thật khó coi phương nguyên mỉm cười đang định đáp lại thiếu niên đang nhảy cẫng bên cạnh chợt nhìn thấy những thiếu niên này mở to mắt động tác biểu hiện đều cứng đờ đồng thời đều nhìn về phía sau phương nguyên phụ thân bọn họ đồng loạt kêu lên phương nguyên quay người liền nhìn thấy một cổ tiên long nhân ánh mắt âm trầm nhìn hắn chằm chằm phương nguyên không khỏi run lên long công nhìn kỹ lại phân thân long nhân giật mình xuất hiện trước mặt hắn, mặc dù là một cổ tiên long nhân, nhưng không phải Long công, chỉ có diện mạo cực giống mà thôi. Dù vậy, người này chỉ sợ có quan hệ mật thiết với Long công, nhưng không biết có phải là phụ thân thân phận này của ta hay không. Phương Nguyên đang suy nghĩ, vị cổ tiên long nhân đã đến trước mặt hắn, Ngô Soái, ngươi đúng là to gan. Ta đã nói với ngươi biết bao nhiêu lần, đừng gây chuyện thị phi, không nên trêu chọc bọn họ. Ngươi ngược lại tốt rồi, lần này ngươi lại thắng bọn họ. Ngươi cũng biết trương song trần phó là huyết mạch của thái thượng đại trưởng lão bản môn mà cổ tiên long nhân cực giống long công biểu hiện vô cùng nghiêm túc ánh mắt phun lửa các thiếu niên long nhân vừa nãy còn nhảy cẫng bây giờ câm như hến ngay cả thở mạnh cũng không dám vội cúi đầu xuống nhìn mũi chân của mình có thể thấy được phụ thân của bọn họ trong lòng bọn họ có uy vọng rất cao bình thường quản giáo cực kỳ nghiêm khắc phương nguyên không thể xác nhận được hắn và vị cổ tiên long nhân này có quan hệ như thế nào cho nên chỉ có thể học theo đám thiếu niên long nhân kia cúi đầu im lặng vị cổ tiên long nhân càng thêm phẫn nộ xòe bàn tay ra gõ vào đầu phương nguyên một cái dùng sức rất lớn gần như muốn đánh ngã phương nguyên phương nguyên lảo đảo một cái bước vội về phía trước lúc này mới ổn định thân hình ngô soái đi theo ta đến thư phòng phạt quỳ cổ tiên long nhân hử lạnh một tiếng quay người rời đi phương nguyên quay đầu nhìn thoáng qua đám thiếu niên long nhân người nào cũng nhìn phương nguyên toát lên vẻ đồng tình áy náy may mắn xem ra chỉ có thể đi theo vị cổ tiên long nhân này phương nguyên thầm nghĩ trong lòng cúi đầu theo sát chỉ đi mấy bước thiên địa chung quanh đã phát sinh thay đổi sau một khắc phương nguyên đã ở bên trong một thư phòng thư phòng khá lớn bình hoa đặt dưới đất rất hoa mỹ bàn đọc sách dài đến một trượng mặt bàn rộng lớn bên cạnh còn đặt bút mực giấy nghiên chính giữa bàn còn có một tấm hoành phi rất lớn chỉ có ba chữ long hành thiên vị cổ tiên dẫn ta đến đây tên là long hành thiên không đúng nhìn đằng sau còn trống, hiển nhiên vẫn còn một chữ. Trong lòng Phương Nguyên hơi động. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng lúc này, bên tai của hắn truyền đến tiếng dạy bảo nghiêm khắc, nghiệt tử, còn không mau quỳ xuống cho vi phụ. Phương Nguyên ngừng đầu, liền thấy vị cổ tiên kia đứng đằng sau bàn sách, nhìn hắn chầm chầm, biểu hiện vô cùng lãnh khốc. Phương Nguyên lướt mắt, thầm nghĩ, người sớm nói, ta sẽ biết quan hệ giữa chúng ta. Lúc này, hắn vô cùng dứt khoát, bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ dạp dưới đất. Vị cổ tiên long nhân ngây ra một lúc, chợt cười lạnh, lần này con chịu nhận sai, ngược lại có tiến bộ đấy. Không dám, phụ thân dạy bỏ tất nhiên có lý. Hài nhi trẻ người non dạ, không thể hiểu hết nỗi khổ tâm của phụ thân, mong phụ thân tha thứ. Phương Nguyên qua loa vài câu, nhưng biểu hiện rất chính xác, mang đến cho người ta cảm giác thành khẩn. Vị cổ tiên long nhân không khỏi ngây ra một lúc, tiếng cười càng thêm lạnh lùng, hừ, ngoài mặt thì kính cẩn nghe theo, nhưng bên trong lại kiêu ngạo, dám qua loa vi phụ. Nên đánh. Nói xong, ông liền cầm chặn giấy trên bàn ném Phương Nguyên một cái thật mạnh. Chặn giấy kia làm bằng thiết, cạnh dài và cứng, vốn dùng đặt hai bên giấy hoành phi để tạo độ bằng phẳng. Tờ giấy lớn ở giữa bàn có kích thước tương đương với một tấm bảng cửa thông thường, có thể thấy được quy cách của chặn giấy. Chặn giấy này đánh vào sau lưng Phương Nguyên, cơn đau ập tới, khiến nội tình hồn phách Phương Nguyên giảm xuống một mảng lớn nhưng Phương Nguyên không thể phản kháng. Trong mộng cảnh này, hắn hoàn toàn không phải đối thủ của cổ tiên long nhân. Nhưng Phương Nguyên cũng rất giảo hoạt, thuận theo lực đạo, bịch một tiếng ngã xuống đất, chán đụng phải sàn nhà phát ra một tiếng trầm đục. Hắn rên lên một tiếng, vội quỳ thẳng nửa người, nhè răng trợn mắt, làm ra vẻ rất đau nhưng vẫn phải liều mạng nhịn xuống. Vị cổ tiên long nhân dù gì cũng là cha của thân phận này, nhìn thấy hắn như thế, trong lòng cũng cảm thấy hơi sót, vừa nãy có phải ta đánh hơi nặng tay hay không? Hai, ông thở dài một tiếng ngồi vào ghế cách một cái bàn nhìn chằm chằm đứa con trai đang quỳ trên mặt đất ông nói ngô soái con là đứa con ưu tú nhất của ta thiên phú nô đạo trăm năm khó gặp ta dốc lòng bồi dưỡng con dạy bảo con chính là muốn con trưởng thành thành tài con thì tốt rồi vứt mọi lời dạy bảo của ta ra sau ót ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi không nên tranh chấp với những người đó con là một thiên tài ánh mắt của con cao hơn người cùng tuổi Cục diện bây giờ, ta đã sớm nói cho con biết, cao tầng môn phái càng thêm bất mãn với sự lớn mạnh của Long nhân chúng ta. Mặc dù vi phụ là thái thượng trưởng lão, nhìn thì uy phong, nhưng ngày nào cũng bị xa lánh. Mặc dù con đấu thắng Trần Phó, trương xong, nhưng nhất định sẽ chọc giận đám cổ tiên đằng sau bọn họ. Cổ tiên nhân tộc tất sẽ không có sắc mặt tốt với chúng ta, sẽ càng thêm khắc nghiệt với Long nhân chúng ta. Con thắng, nhưng tổn hại toàn bộ lợi ích của tộc Long nhân, kích thích mâu thuẫn bên trong môn phái con đã quá làm loạn, làm chuyện gì cũng không nghĩ đến hậu quả, thật sự làm cha quá thất vọng. Vi phụ đánh con cũng là vì muốn tốt cho con, vì toàn bộ tộc Long Nhân, vì môn phái hài hòa, yên ổn. Con có hiểu nỗi khổ tâm của vi phụ hay không? Phương Nguyên vừa định trả lời hai chữ đã hiểu, nhưng thoáng nhìn ánh mắt vị cổ tiên Long Nhân, lập tức trong lòng run lên. Ánh mắt cổ tiên Long Nhân nhìn thì giống như nhu hòa, nhưng bên trong lại cất giấu sự băng lãnh. Chỉ có người sành sỏi như Phương Nguyên mới có thể thấy rõ chỉ trong nháy mắt, trong lòng Phương Nguyên nhấc lên 12 phần cảnh giác, nhanh chóng suy nghĩ, đủ loại manh mối bốc lên trong đầu hắn. Lần này hắn thăm dò mộng cảnh, mặc dù có bản thể bảo vệ bên ngoài, nhưng hồn phách nhục thân đều tiến vào trong mộng, hoàn toàn không có cơ hội thất bại. Thất bại một lần sẽ mất đi tư cách trở thành chủ Long Cung, thậm chí còn thân tử dạo tiêu. Đương nhiên, bản thể sẽ không mặc kệ, nhưng khi bản thể ra tay, tất sẽ dẫn đến tình cảnh giống Long Công kiếp trước, gây nên động tĩnh quá lớn. Vì lợi ích lớn nhất, Phương Nguyên nguyện ý gánh chịu nguy hiểm, cho nên càng phải chú ý cẩn thận. Vấn đề nhìn thì bình thường, nhưng lại là mấu chốt của màn mộng cảnh này. Nếu ta trả lời sai, đó chính là kết quả thất bại. Phân tích của ta sẽ không sai, cứ làm như vậy đi." Nghĩ đến đây, tinh mang lóe lên trong mắt hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn vị cổ tiên long nhân, sắc mặt thay đổi, cười nhạo một tiếng, "Phụ thân suy nghĩ cho con, hài nhi cảm ơn." Nhưng phụ thân vì đại cục mà khổ tâm, cam tâm nhẫn nại, hài nhi tuyệt không thể tán đồng nghiệt tử, lại còn chấp mê bất ngộ. Cổ tiên long nhân lập tức giận dữ, đứng phát dậy, một tay chộp lấy chặn giấy trên bàn sách. Phương Nguyên vội nói, phụ thân muốn đánh Hải Nhi, cho dù đánh Hải Nhi chết ngay tại chỗ, Hải Nhi cũng sẽ không oán hận một câu nào. Nhưng phụ thân, người ủy khuất xin giúp đỡ, cũng không thay đổi được đại cục, lại còn làm hại toàn bộ tộc long nhân. Hai mắt cổ tiên long nhân phun lửa, tay cầm chặn giấy chỉ vào phương nguyên, miệng quát lớn, thật can đảm, lại dám chỉ trích phụ thân không phải. Tốt, ta cho người một cơ hội, người hãy nói đi, vi phụ sai chỗ nào? Trong lòng Phương Nguyên càng thêm chắc chắn, phụ thân, Long Nhân chúng ta chẳng lẽ cả đời phải khuất nhục dưới nhân tộc hay sao? Chúng ta có thiên tư, có tài năng, sinh ra đã có đạo ngân nô đạo, nhân tộc bọn họ có cái gì? Chúng ta không cần cổ trùng, chỉ dựa vào thể phách bản thân đã có được thể năng cường đại, sức mạnh và lực khôi phục rất lớn. Cơ thể chúng ta cứng rắn, nanh vuốt chúng ta sắc bén, còn nhân tộc lại yếu ớt vô cùng nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha